Y đạo quan đồ. Chương 206, áo dài trắng, xe jeep. Trương Dương không sợ chuyện, có điều chuyện này khiến hắn có chút ảo não, không nghi ngờ gì nữa, chuyện mình tố cáo hoàng cung giả Nhật khẳng định là nội bộ công an tiết lộ ra ngoài, hắn rất tức giận, lúc đó vẫn là suy nghĩ thiếu chu đáo, nếu muốn triệt để tránh ra ngoài chuyện này thì nên bảo Khương Lượng giữ kín bí mật, không nên tìm tới Điền Khánh Long, nhưng không tìm Điền Khánh Long, Khương Lượng cũng không dám gánh trách nhiệm lớn như vậy, mẹ kiếp, trời phải đổ mưa, gái phải gả chồng, kệ con mẹ nó đi. Nghiệp kinh doanh của Phương Văn Nam ở Giang Thành không phải là ngày một ngày hai, gã có rất nhiều quan hệ, chuyện con trai bị đánh ở cục cảnh sát gã cũng nghe nói tới, mặc dù tức giận những dấu sao cũng có chút đau lòng, gã lần này tới gặp Điền Khánh Long, không phải là để cầu tình cho con trai, gã chỉ lấy tư cách một người bạn tới để thăm hỏi, tuy lý do này của gã chẳng ai tin nổi. Có Trương Dương dẫn đường, Phương Văn Nam rất thuận lợi gặp Điền Khánh Long, hắn đặt giỏ hoa quả xuống đất, nhìn Điền Khánh Long, nói một câu rất chân thành, cục trưởng Điền, anh chịu khổ rồi. Điền Khánh Long cười cười, thông qua hai ngày trị liệu, lại thêm sự phụ trợ của Linh Đan Diệu Dược mà Trương Dương đưa, thân thể của y khôi phục lại rất nhanh, hiện tại nói chuyện đã tự nhiên, có điều chung khí rõ ràng vẫn không đủ, y nói khẽ Phương Tổng về là vì con trai ư. Audio Điện Tử Võ Tấn Bền Phương Văn Nam thở dài, gã vỗ mờ u bàn tay của Điền Khánh Long, nói cục trưởng Điền, anh yên tâm, tôi sẽ không quấy rỗi tư pháp công chính đâu, chỉ cần chứng thực được thằng xuất sinh đó làm trái với pháp luật của quốc gia, tôi nhất định sẽ tự tay đưa nó vào tù. Điền Khánh Long hờ hững nói, hắn có phạm tội hay không thì tự có pháp luật xem xét và quyết định. Phương Hải Đào có buôn lậu thuốc phiện hay không thì vẫn chưa định luận, có điều từ tình huống của hiện trường lúc đó mà xét thì chỉ cất giữ độc phẩm và chất hút có hại thôi đã đủ để cấu thành phạm tội rồi, đưa hắn vào mục là không có bất kỳ nghi vấn nào. Phương Văn Nam mấp máy môi, cuối cùng cũng hỏi một cách rất gian nan, "Cục trưởng Điền, tôi nghe nói có người gọi điện thoại đe dọa anh, anh có hoài nghi là chuyện này liên quan tới Hải Đào không?" Điền Khánh Long trong lòng có chút không vui, y nói khẽ "Phương tổng, chuyện vụ án cứ giao cho cảnh sát đi, hiện tại tỉnh thính đã thành lập tổ chuyên án rồi." Cái mà tôi cần làm chỉ là phối hợp điều tra mà thôi. Phương Văn Nam nhìn ra tâm tình mâu thuẫn của Điền Khánh Long, gã không nói gì, lặng lẽ đứng dậy cáo từ Điền Khánh Long rồi bước ra ngoài cửa. Trương Dương không lập tức đi theo mà nhìn Điền Khánh Long. Cậu có việc gì hả? Điền Khánh Long cười nói. Trương Dương gật đầu, chuyện của Hoàng Cung giả nhật, ông đã nói với bao nhiêu người. Sao? Hiện tại Giang Thành khắp phố to ngõ nhỏ đều đang đồn đại là tôi tối cáo Hoàng Cung giả nhật. Điền Khánh Long nhíu mày, trong nội bộ cục công an chỉ có mấy lãnh đạo là biết, y lúc đó cũng đặc biệt dặn dò mọi người phải giữ kín bí mật, nhưng Trương Dương cuối cùng vẫn bị lộ, Điền Khánh Long đương nhiên biết chuyện này sẽ tạo thành ảnh hưởng như thế nào. Hoàng Cung giả nhật chính là một tổ ong vò vẽ rất lớn, hiện tại Trương Dương đã bị định nghĩa là người chọc tổ ong, tất sẽ dẫn tới sự thù hận của rất nhiều người, phiền phức nất đương nhiên là ba vị thường ủy thị ủy xem ra lần này đã tạo thành cho trương dương phiền phức lớn rồi có điều thành khai phong cũng không coi chuyện này vào đâu y hiểu rất rõ trương dương thằng ôn này căn bản không phải là người sợ chuyện đối với người khác thì là phiền phức nhưng đối với hắn mà nói thì chỉ là thêm một chút màu sắc cho cuộc sống thêm thú vị hơn mà thôi điền khánh long nói chuyện đã như thế này rồi tôi có nói xin lỗi thì cũng đã muộn câu nói này đã lộ rõ sự giảo hoạt của vị cục trưởng cục công an này Trương Dương hiểu rõ những gì mà y nói cũng là sự thực, dẫu sao thì cũng dính phải phiền phức rồi, có muốn tránh cũng không tránh được, thôi thì cứ tiếp nhận hiện thực đi. Rời khỏi phòng bệnh của Điền Khánh Long, tới bãi đỗ xe ở dưới tòa nhà, lại thấy Điền Bân và Phương Văn Nam đang đối đối diện nhau, ánh mắt của Điền Bân cực kỳ bất thiện, tức giận nhìn chằm chằm vào Phương Văn Nam, ai cho ông tới đây. Phương Văn Nam tất nhiên không thèm so đo với Điền Ban, hờ hững cười nói, tôi là cha cậu là bạn bè cũ, ông ấy xảy ra chuyện tôi đương nhiên phải tới thăm rồi. Làm bộ làm tịch. Phương Văn Nam cười cười không nói gì, quay người đi vào trong xe. Điền Bân giống lên ở sau lưng gã, là thằng con trai bảo bối của ông sắp đặt tất cả, Phương Văn Nam, tôi sẽ không bỏ qua cho hắn đâu. Phương Văn Nam chậm rãi quay lại, hai mắt lạnh lùng nhìn Điền Bân, cảnh sát điền, có phải là con trai tôi làm hay không tự có công luật, cậu tuy là cảnh sát, nhưng cậu không có quyền định tội nó, con trai tôi phạm pháp tự có pháp luật trừng phạt nó, cậu không có quyền làm ra bất kỳ sự trừng phạt nào đối với nó cả. Nếu tôi không phải là nể mặt cha cậu, Điền Bân, tôi sẽ khiến cậu phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của bản thân cậu. Điền Bân hừ lạnh một tiếng, khinh thường bảo, làm đi. Trương Dương kịp thời xuất hiện ở trước mặt hai người, trò chuyện náo nhiệt quá nhỉ, Điền Bân, cha cậu gọi cậu kia. Điền Ban tuy khó chịu với Phương Văn Nam, nhưng ở trước mặt Trương Dương, hắn vẫn rất khó xử, dẫu sao thì hắn cũng đã biết rằng trương dương mới là ân nhân cứu mạng của cha hắn hắn cố gắng áp chế lửa giận ở trong lòng bước về phía tầng phòng bệnh phương văn nam lắc lắc đầu sắc mặt tái xanh tiến vào trong xe trương dương cũng bước vào ngồi tô tiểu hồng ở trong xe đã nhìn thấy cuộc cãi vã giữa phương văn nam và điền bân có điều cô ta không xuống xe cho dù cô ta có ra mặt thì cũng không giải quyết được vấn đề phương văn nam hầm hực nói hải đào hít thuốc phiện chắc là sự thực nhưng tôi không tin nó lại đi bán thuốc phiệt, tôi càng không tin nó có gan bầy mưu ám sát cục trưởng điên. Trương Dương không biết gì về Phương Hải Đào, có điều bằng vào sự nhận thức của hắn về Phương Hải Đào, cho dù là người làm cha như Phương Văn Nam cũng rất khó có thể nói được rằng thực sự hiểu được con trai mình, hắn nói với lái xe đưa tôi tới nhà máy chế thuốc Giang Thành. Trương Dương tới nhà máy chế thuốc Giang Thành là để tham gia một hội nghị cải cách nội bộ, gần đây Hồ Nhân Như đang ký hợp đồng cuối cùng với phía nhà máy, Trương Dương thân là người phụ trách của ban cải cách xí nghiệp, tất nhiên vẫn bắt buộc phải ra mặt. Lái xe đưa Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng tới chỗ cục công an trước, sau đó đưa Trương Dương tới nhà máy chế thuốc Giang Thành, nhưng lúc lái xe qua đường Hòa Bình, Trương Dương nhìn thấy Tần Bạch mặc quần áo thường phục đang đi trong đám người, gã tựa hồ như đang theo dõi ai đó, Trương Dương liền bảo lái xe đi chậm lại. Đột nhiên có một bóng người thấp nhỏ nhanh chóng chạy về phía trước, Tần Bạch cũng khẩn trương đuổi theo, gã hôm nay nhận được tin tức một trong những nghi phạm ngày đó ám sát Điền Khánh Long xuất hiện ở khu vực đường Hòa Bình, cho nên trong đội áp dụng hành động. Người đang chạy là một thiếu niên, nó mới chỉ khoảng 13-14 tuổi, tốc độ chạy cực nhanh, hơn nữa thân pháp linh hoạt, từ trong dòng người chạy tới con đường cái mà xe cộ đang đi lại không ngừng, Trương Dương lớn tiếng ra lệnh cản nó lại. Lái xe đạp chân ga, xe linh côn thân dài lao ra, cản đường tên thiếu niên đó, tên thiếu niên đó không ngờ nhảy vọt lên nóc xe, sau đó vượt qua chiếc xe Lincoln rồi tiếp tục chạy về phía trước. Thiếu niên đang chạy mắt thấy sắp chạy tới con đường cái ở đối diện, xong nó cảm thấy phía sau có nguy hiểm ập tới, quay người lại, vừa hay thấy Trương Dương giống như hùng ưng từ trong không trung hạ xuống, trong mắt thiếu niên đó đầy vẻ sợ hãi, biết rằng mình đã không chạy được nữa rồi, hắn rút ra một thanh thủy thủ, đặt ở trước mặt mình, nó muốn dùng biện pháp tự hại mình để dọa Trương Dương, đáng tiếng hắn ra tay so với Trương Dương thì chậm hơn nhiều. Trương Dương vặn cổ tay nó, đoạt lấy con dao trong tay nó. Tần Bạch theo sau chạy tới cạnh Trương Dương, gã lấy còng tay còng hai tay tên thiếu niên đó lại, thở hổn hển nói với Trương Dương, "Cảm ơn, anh sao lại ở đây?" "Tình cơ đi ngang qua thôi." Trương Dương nhìn thiếu niên đó, có chút kỳ quái nói, "Nó phạm tội gì vậy?" "Nó tên là Tiền Đao thủ, có liên quan tới vụ án ám sát cục trưởng điền, ngày đó chỉ có nó chạy thoát." Thiếu niên đó vẫn đang giãy dụa. Tần Bạch tát vào mặt nó, thật thà một chút cho tao. Lúc này, hai đồng sự cùng hành động với Tần Bạch lúc này mới chạy tới. Tần Bạch giao thằng nhóc có biệt danh là tiền đao thủ cho đồng sự. Cùng Trương Dương đi sang một bên, tôi theo dõi nó nửa ngày rồi, thằng nhóc này quỷ quyệt lắm. Trương Dương nhìn thiếu niên bị đẩy vào xe cảnh sát, thằng nhóc này cũng chỉ mới 13-14 tuổi làm sao lại tàn nhẫn như vậy. Tần Bạch nói, tôi hoài nghi đứng sau chuyện này nhất định có người xúi giục, Tôi đi đây, phải đưa nó về để thẩm vấn, xem xem có thể hỏi ra kẻ xúi dục đứng đằng sau hay không. Trương Dương nói với Tần Bạch, nếu có manh mối gì thì đừng quên báo cho tôi một tiếng nhé. Tần Bạch cười bảo, yên tâm đi, tôi sẽ thông báo cho anh ngay. Lúc Trương Dương tới nhà máy chế thuốc Giang Thành thì hội nghị đã kết thúc rồi, Hồ Nhân Như cũng quay về phòng làm việc lâm thời của cô ta ở nhà máy chế thuốc. Trương Dương gõ cửa, sau khi nhận được sự cho phép của Hồ Nhân Như mới bước vào trong. Hồ Nhân như mặc váy ngắn màu xám, bên ngoài mặc quần áo lao động màu trắng, cô ta đang chuẩn bị đi khảo sát tình hình phân xưởng, thấy Trương Dương bây giờ mới tới không khỏi oán trách, đã nói là phải họp, sao tới muộn vậy. Trên đường gặp chuyện cho nên tới muộn, Trương Dương bước tới cạnh cô ta, cầm chén trà của Hồ Nhân Như lên uống một ngụm. Từ góc độ của hắn vừa hay có thể nhìn thấy cổ áo mở rộng của Hồ Nhân Như, một đôi thỏ trắng nõn như ẩn như hiện hồ nhân như lập tức phát giác ra ánh mắt ám muội của thằng ôn này thân thể hơi ngửa ra sau một chút ánh mắt của trương dương lại chiếu lên đôi chân thon dài trắng như tuyết của hồ nhân như nói khẽ không ngờ em mặc đồng phục lại đẹp như vậy hồ nhân như bật cười giờ là lúc làm việc đừng có quấy dậy em chóp mũi trương dương đã đụng tới mép tóc của cô ta ngửi thấy mũi thơm thoang thoảng trên người hồ nhân như thân thế hắn tự có phản ứng lông nghi đen dài của hồ nhân như hạ xuống vừa hay thấy bộ phận nào đó của trương dương đang dựng lều ngẩng đầu lên nhìn trương dương với ánh mắt oán trách nhưng khuôn mặt đỏ ửng lại không che giấu được sự kích động ở trong lòng trương dương vòng ra sau người cô ta nhẹ nhàng vuốt ve đầu vai cô ta sau đó hôn lên phần cổ mềm mại của hồ nhân như hô hấp của hồ nhân như biến thành gấp rút cô ta dịu dàng nói đừng làm loạn nơi này là phòng làm việc em còn phải ra ngoài nữa trương dương đã ôm cô ta lên tay thọc vào trong váy ngắn Nhẹ nhàng vuốt ve cặp mông của cô ta. Hồ Nhân Như dưới sự vuốt ve ôn nhu của hắn, cả người biến thành mềm nhũn, trong con mắt đẹp tràn ngập thần tình mê loạn, thổ khí như lan nói, đừng có làm loạn mà. Tay Trương Dương đã vén váy cô ta lên, đôi chân thẳng như bút của Hồ Nhân Như triệt để lộ ra hết, phòng tuyến quần lót màu đen căn bản không kham nổi một kích, trong nháy mắt đã bị Trương Dương kéo xuống. Trương Dương ấn thân hình thon thả của Hồ Nhân Như lên tường, hồ nhân như ngàn vạn lần không ngờ rằng thằng ôn này lại hoang đường tới mức này, giữa ban ngày ban mặt, chạy tới phòng làm việc của mình, không ngờ lại dám tùy ý làm bậy. Cô ta tuy cảm giác không ổn, nhưng lửa dục trong người đã bị Trương Dương khơi dậy, đôi chân dài quấn quanh hông Trương Dương, cảm nhận sự sung sướng và trùng kích mà hắn mang lại cho mình. Bên ngoài phòng ánh nắng chó trang, trong vòng ý xuân giạt rào, khi Trương Dương bùng nổ, hồ nhân như đã bị hắn dày vò cho bùn rùn vô lực, chỉ biết dùng chân quấn chặt người hắn, tựa hồ như muốn ép ra hết mỗi một giọt nước trong người hắn. Trương Đại Quan Nhân đặt Hồ Nhân như về chỗ ngồi, lại phát hiện cô ta ngay cả sức để mở mắt ra cũng không có. Quần lót sen màu đen vẫn treo trên mắt cá chân, lông nghi đen dài hơi động đậy, bên trên dính đầy hơi nước mờ mờ. Trương Dương rất quan tâm mặc quần áo lại cho cô ta. Hồ Nhân như lúc này mới lấy lại sức, cắn môi chừng mắt lườm Trương Dương, đồ xấu xa, anh bảo em làm sao ra khỏi cửa được nữa đây nhưng khi nhìn thấy trương dương thì không khỏi bật cười trương dương cúi đầu nhìn thì phát hiện quần mình ướt nhẹp một mảng không cần hỏi cũng biết đây chắc chắn là sản phẩm vụ của việc phun mưa vừa rồi hắn cười khổ nói bị em làm hại rồi anh làm sao ra khỏi cửa được đây hồ nhân như mắng đáng đời mặt lại đỏ lên cô ta chỉ vào cái áo khoác trắng treo ở sau cửa mặc vào đi trương dương lấy cái áo khoác dài trắng mặc lên người vừa hay có thể che đi cái đúng quần ướt sũng lập tức cảm thấy tự nhiên hơn nhiều, trước đây sao không nghĩ tới mặc áo dài trắng lại có chỗ tốt này nhỉ. Hồ nhân như ổn định lại tình tự đang kích động, cầm chén trà lên uống một ngụm lớn, lúc này mới có khí lực để đứng dậy, nói khẽ em còn phải tới phân xưởng, cùng đi chứ. Trương Dương dẫu sao cũng rảnh rỗi không có việc gì làm, theo Hồ Nhân Như đi xem tình hình nhà máy chế thuốc cũng tốt. Sau khi Hồ Nhân Như bước ra khỏi phòng làm việc, lập tức khôi phục hình tượng nữ cường nhân lão luyện của cô ta, hai người rời khỏi tầng văn phòng trương dương nhìn thấy hồng linh đang bước tới hắn cười nói trùng hợp quá nhỉ hồng linh cậu tới nhà máy chế thuốc tìm người à hắn biết gì của hồng linh làm ở khoa tài vụ hồng linh lắc đầu mỉm cười chào hỏi hồ nhân như chào hồ tổng hồ nhân như lúc này mới mỉm cười giới thiệu hồng linh đã tới nhà máy chế thuốc để làm việc rồi cô ấy nhận lời mời làm chủ nhiệm bộ phận tiêu thụ trương dương cười nói mới đó mà đã thành chủ nhiệm hồng rồi Xem ra bệnh viện Nhân dân Giang Thành không giữ được vị Bồ Tát cậu. Hồng Linh cười nói, tiền lương quá thấp, không thể hiện được giá trị của tớ, cho nên tớ muốn tới nhà máy chế thuốc để khiêu chiến bản thân. Trương Dương và Hồng Linh vì Tiên Hàn Huyên vài câu rồi lại tiếp tục cùng Hồ Nhân Như tới khu nhà xưởng. Trên đường Hồ Nhân Như nói với Trương Dương, tình huống cơ sở thiết bị của nhà máy chế thuốc vẫn rất tốt, Cố Gia Đồng đối với chuyện này cũng cảm thấy rất hài lòng, sau ngày 11, cô ấy sẽ từ Bắc Kinh quay về ký hợp đồng. Trương Dương có chút kinh ngạc, bảo cô ta lần này tới Bắc Kinh sao lâu vậy? Có phải là Lam Hải ở Bắc Kinh xảy ra vấn đề gì không? Hồ Nhân như nói, cũng không nghe thấy cô ấy nhắc tới, em chỉ biết, lần này cô ấy đi là muốn đưa vào một dây chuyên sản xuất thuốc pha chế sẵn, cô ấy nói sau khi nhà máy khôi phục lại sản xuất, lập tức sẽ đầu tư tân dược. Trương Dương không khỏi bật cười, chuyện này có liên quan cực kỳ mật thiết với mình, hắn đã từng đáp ứng cố giai đồng, đợi sau khi lấy được nhà máy dược, hắn sẽ cung cấp mấy phương thuốc. Xem ra cố dài đồng làm việc thật sự là lôi lệ phong hành, sau khi có ý tưởng lập tức đổi thành hành động ngay. Trong phân xưởng ngoài trừ công nhân vệ sinh quét dọn ra thì là công nhân kiểm tu phụ trách giữ gìn và sửa chữa thiết bị, tuy nhà xưởng vẫn chưa khôi phục lại sản xuất, nhưng từ tình hình trước mắt đã có thể nhìn ra, tất cả đang ở vào lúc sống lại, không cần bao lâu nữa, nhà máy chế thuốc Giang Thành sẽ lại cất cánh bay lên hồ nhân như nói hiện tại em đang bận rộn tuyển dụng một đoàn đội quản lý có nhân tuyển nào thích hợp giới thiệu cho em không trương dương đột nhiên nhớ tới triệu tân hồng cô ta từ vụ án tiền chết khấu dược phẩm một mực an nhàn ở nhà không nói tới sai lầm của bản thân cô ta triệu tân hồng vẫn là người có năng lực quản lý rất khá hơn nữa cô ta rất quen thuộc với ngành y dược bảo cô ta tới giúp đỡ quản lý vẫn có thể coi là một lựa chọn rất tốt hồ nhân như nghe trương dương nói xong lập tức biểu thị sự đồng ý Bảo Trương Dương lập tức gọi điện thoại cho Triệu Tân Hồng, hẹn thời gian gặp mặt nói chuyện. Trương Dương sau khi liên hệ với Triệu Tân Hồng, vừa mới gác điện thoại thì lại có người gọi tới, hắn bắt máy nghe thấy một giọng nói âm trầm vang lên, Trương Dương, chuyện tốt mà mày làm, món nợ hoàng cung giả nhật, tao sẽ tính toán với mày, mày cẩn thận một chút đó. Trương Dương nhíu mày, bởi vì hồ nhân như ở bên cạnh nên hắn không làm ra phản ứng quá khích, lạnh lùng nói, mày tới tìm tao đi, tao đợi mày. Có chuyện gì vậy, Hồ Nhân Như rất nhạy cảm phát giác ra gì đó. Trương Dương lắc đầu, lúc này điện thoại lại đổ chuông, lần này không phải là gọi điện đe dọa, người gọi tới là Tần Bạch, Tần Bạch hậm hực nói, thật sự không hiểu cục lý là có ý gì, chúng tôi khổ sở lắm mới bắt được thủ phạm, quay về lại bị tổ chuyên án tiếp nhận, bảo chúng tôi không cần phải nhúng tay vào. Trương Dương rất hiểu tính tình của Tần Bạch, nói khẽ, đã vậy rồi thì cậu đừng quản nữa. Trương Dương, anh ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói trực tiếp với anh. Trương Dương nói địa điểm mà mình đang ở cho gã nghe, nửa tiếng sau Tần Bạch lái xe tới nhà máy chế thuốc Giang Thành đón hắn. Tần Bạch có chút tức giận, Trương Dương vừa ngồi vào xe, gã đã lớn tiếng gào thét, tổ chuyên án của tỉnh đúng là chẳng ra gì, chúng tôi cực khổ lắm mới bắt được nghi phạm, bị bọn họ tiếp nhận một cách vô lý, quá khi dễ người ta rồi. Trương Dương cười cười, hắn không hiểu Tần Bạch vì sao lại kích động như vậy tỉnh thính và các cậu cũng đều là một hệ thống, ai phá án mà trả được. Tần Bạch nói, đương nhiên là khác nhau rồi, Cục trưởng Điền bị đâm là nổi sĩ nhục của giới cảnh sát giang thành chúng tôi, nếu chúng tôi không thể tự tay bắt được hung phạm, sau này sẽ bị người cùng ngành ở Bình Hải cười đến dụng cả răng đó. Trương Dương lúc này mới hiểu Tần Bạch phẫn nộ như vậy không chỉ là vì chuyện Điền Khánh Long bị đâm, mà là liên quan tới mặt mũi của giới cảnh sát Giang Thành. Hắn nói khẽ tay không vắt qua được đùi, anh không chống đối được tỉnh thính đâu, đều là vì phá án mà, cũng đừng tính toán quá." Tần Bạch nói, "Trương Dương, anh còn nhớ vụ án lần trước chị tôi bị đâm không?" Trương Dương gật đầu, hắn đương nhiên nhớ, có điều không hiểu Tần Bạch nhắc tới chuyện này là có ý gì. Tần Bạch nói, "Tôi cảm thấy hai chúng ta hợp tác ngầm với nhau đi, vụ án của cục trưởng Điền, tôi cũng nắm được một số đầu mối, người khác cũng không tin tôi, hay là anh theo tôi đi điều tra đi?" Trương Dương biết Tần Bạch luôn là một người rất chú trọng nguyên tắc, ở rất nhiều phương diện gã thậm chí có chút bảo thủ, loại người này thường thường cực kỳ cố chấp, chuyện mà Tần Bạch đã nhận định, rất khó bị người ta thay đổi. Trương Dương tuy không có ý nhúng tay vào chuyện của Cục Công an, nhưng Tần Bạch dẫu sao cũng là em vợ trên thực tế của hắn, hiện tại Tần Thanh ở tận Lam Sơn xa xôi, mình nói sao cũng phải gánh trách nhiệm chiếu cố cho gã. Tần Bạch thấy Trương Dương không phản đối, liền bảo thằng nhóc bị bắt tên là Chu Hiểu, nó và ba tên ám sát cục trưởng Điền đều là một nhóm, những thằng nhóc này là một số lưu manh, trước đây từng ở trạm xe lửa, lang lộn ở chợ quần áo, theo một thằng ôn tên là Hắc Bát. Trương Dương nói, cậu ở hiểu được nhiều tình huống như vậy, vì sao không bắt tên Hắc Bát đó đi? Tần Bạch thở dài, nói, Hắc Bát rất giảo hoạt, chúng tôi hành động mấy lần nhưng đều không bắt được hắn, tôi nghe nói Hắc Bát và cậu kiểm cường là huynh đệ kết bái, cho nên muốn tới đó xem thế nào. Trương Dương bật cười, Tần Bạch cũng bật cười, gã sở dĩ tìm Trương Dương là bởi vì chuyện Trương Dương đơn thương độc mã xông vào nhà máy thép ở khu Bắc đánh cẩm kiểm cương quá kinh điển. Cậu kiềm cương tung hoành trên đạo nhiều năm như vậy, nhưng nhắc tới tên Trương Dương là lại run lẩy bẩy, có thể thấy sức uy hiếp của Trương Dương đối với hắn lớn như thế nào. Trương Dương phát hiện Tần Bạch cũng có trí tuệ của gã, gật đầu nói thành, tôi giúp cậu. Trương Dương đây là lần thứ hai tới nhà tắm hồng tường, lần trước hắn bởi vì chuyện của hộp đêm kim tôn mà giết tới đây, đánh cho cậu kiểm cường và đám thủ hạ người ngã ngựa đổ. Lúc hai người tiến vào nhà tắm hồng tường, cậu kiểm cường và ba huynh đệ đang đánh mặt trượt ở trong phòng, trong phòng mịt mù khói thuốc, nhìn thấy Trương Dương xuất hiện ở ngoài cửa, cậu kiểm cường không nghĩ ngợi gì lập tức ném mặt trượt bỏ chạy, trong lúc kinh hoàng chân vướng vào ghế, ngã dập mông xuống đất, không đợi gã bỏ dậy, Trương Dương đã xông lên vỗ mạnh một cái vào gáy gã, mày con mẹ nó sao lại chạy thế hả? Mấy tên lưu manh có mặt ở đây lúc trước đều từng bị Trương Đại Quan nhân đánh, nhìn thấy hắn tự mình tới, ai ai cũng quay sang nhìn nhau, chẳng ai dám xông lên trước. Trương Dương cũng không có ý định làm khổ cậu kiềm Cường, hắn kéo ghế ngồi xuống, tao có chuyện muốn nói với cậu kiềm Cường, ai không có liên quan thì biến ra ngoài hết đi. Cậu kiềm Cường cũng từ dưới đất bò dậy, phản ứng của khi vừa rồi nhìn thấy Trương Dương quả thật là hơi quá khích, hiện tại dẫu sao cũng chẳng trốn được, trong lòng cũng không còn sợ hãi nữa mặt cười xiểm nịnh, ngại quá, không ngồi vững nên ngã, chúng mày ra ngoài trước đi, để tao nói chuyện với chủ nhiệm trương. Sau khi mấy tên đó bỏ đi, Tần Bạch cũng kéo ghế ngồi xuống, chỉ vào cái ghế ở đối diện, nói, ngồi đi. Cậu kiểm cường nhìn Trương Dương. Sau đó mới cẩn thận dè dặt ngồi xuống, chủ nhiệm Trương có gì muốn chỉ giáo. Trương Dương nói, Hắc Bát ở đâu? Cậu Kiểm Cường giả vờ ngu ngơ, gì cơ? Hắc Bát ở đâu? Cậu Kiểm Cường lắc đầu, nói tôi không quen hắn hắn chối bỏ rất sạch sẽ tần bạch tức giận bảo mày và hắc bát là huynh đệ kết nghĩa mày không ngờ lại nói là không quen hắn cậu kiểm cường nói tôi thật sự không quen mà tôi lại không phạm pháp anh cho rằng đang thẩm vấn phạm nhân à trương dương bật cười cậu kiểm cường rất kiêng kỵ trương đại quan nhân nhìn thấy hắn cười với vẻ bất thiện trong lòng chợt thấy sợ tôi bảo này chủ nhiệm trương có chuyện thì nói chuyện đừng có cười như vậy tôi hãi lắm Trương Dương chỉ vào mũi cầu Kiểm Cường, mày đại họa lâm đầu rồi mà không biết hả? Cầu Kiểm Cường trợn trừng hai mắt lên, gã cho rằng Trương Dương là cố ý dọa mình. Trương Dương nói: Tao không giấu mày, vị này là cảnh sát tần của tổ trọng án cục công an Giang Thành. Lần này vụ án cục trưởng Điền bị đâm đã thành chuyện lớn, hiện tại mày là một trong những người bị hiểm nghi đó. Cầu Kiểm Cường nghe vậy liền quính lên: Tôi nói nè chủ nhiệm Trương, anh không thể vu oan giá họa cho tôi được tôi chỉ thực thà kinh doanh phòng tắm của tôi, không có liên quan gì tới chuyện này cả. Người lăn lộn ở Giang Thành có ai mà không biết vụ án của Điền Khánh Long là đại án, chỉ cần bị dính vào, e rằng có khóc cũng không kịp. Trương Dương cười lạnh, nói tao không ngại nói với mày, chuyện của Hoàng gia giả nhật mày có biết không? Viên lập ba mày có quen không? Hiện tại đều không thoát khỏi hiểm nghi, chút chuyện giữa mày và viên lập ba có ai mà không biết. Hắc bát là huynh đệ kết bái của mày, mấy thằng nhóc ám sát cục trưởng điền lại là hắc bát sai khiến, mày không những bị hiểm nghi, hơn nữa còn bị hiểm nghi rất lớn đó. Lần này không những cầu kiểm cường, ngay cả tần bạch cũng há miệng trợn mắt, năng lực bịa chuyện của thằng ôn này cũng quá mạnh rồi. Trương Dương đương nhiên là thuận miệng nói bậy, hắn lại không phải là cảnh sát, hắn tùy tiện nói bậy mấy câu cũng không cần gánh trách nhiệm pháp luật gì cả, có điều những lời này hiển nhiên có hiệu quả, cầu kiểm cường sợ rồi hắn run giọng nói, tôi đúng là huynh đệ kết nghĩa với Hắc Bát, nhưng chúng tôi đã lâu rồi không liên lạc với nhau. Trương Dương thở dài, tao vốn tới là để giúp mày, xem ra không cho mày nếm chút đau khổ thì mày không nói thực rồi. Cậu kiểm cường thấy hắn đứng dậy, nhớ tới tình cảnh lần trước bị Trương Dương đánh cho thừa sống thiếu chết, sợ đến nỗi run lẩy bẩy, run giọng nói, Hắc Bát có tình nhân sống ở tòa nhà giải phóng đường Văn Đạt, các anh tới đó tìm đi. Trương Dương gật đầu, coi như mày thông minh. Trương Dương và Tần Bạch hai người án chiếu theo địa chỉ mà cậu Kiểm Cường đã nói tới nhà tình nhân của Hắc Bát, tới ngoài cửa gõ cả nửa ngày vẫn không có ai trả lời, Tần Bạch đang chuẩn bị đi thì Trương Dương tung chân đá bay cửa. Tần Bạch nhắc nhớ, chúng ta không có giấy khám nhà. Trương Dương mặc kệ những cái này, xài bước vào bên trong, mặt lập tức biến sắc, hắn ngửi thành mùi máu, Tần Bạch cũng ngửi thấy, hai người nhìn nhau, bước vào phòng ngủ, đẩy cửa ra liền thấy một cỗ thi thể của đàn ông trên giường, dưới đất ngập ngụa máu, sớm đã khô lại, tần bạch bước tới nhìn mặt người chết, xác nhận người chết chính là hắc bát. Hắc bát chết chẳng khác nào manh mối bị đứt ở ngay giữa, chuyện biến thành càng lúc càng khó điều tra. Phát sinh án mạng, tần bạch cũng không dám tự tiện làm chủ, vội vàng gọi điện thoại cho cục lý. Không lâu sau, phó cục trưởng cục công an đồng đắc trí tự mình dẫn đội tới, y trước tiên mắng tần bạch như tát nước vào mặt một trận. Lý do chính là gã có manh mối mà không kịp thời hồi báo lên trên, mà lựa chọn tự tiện hành động. Mắng tần bạch xong, Đồng Đắc Trí bước tới trước mặt Trương Dương, vẻ mặt của y có chút bất thiện. Trương Dương cũng không sợ y, híp mắt lại nhìn Đồng Đắc Trí, cục trưởng Đồng có gì muốn nói? Đồng Đắc Trí trầm giọng, nói tôi nghĩ cậu chắc không cần tôi nhắc nhở, cậu là phụ trách ban cải cách xí nghiệp chứ không phải là cục công an, loại chuyện này tôi khuyên cậu tốt nhất nên tránh xa ra, đừng có tự chuốc lấy phiền phức. Trương Dương cười khinh thường hắn cũng không muốn lý luận với đồng đắc trí quay người bước xuống lầu khi xuống dưới lầu di động của hắn lại đổ chuông nhấc máy giọng nói âm trầm lại vang lên trương dương chuyện sẽ không chỉ như vậy thôi đâu nói xong liền lập tức gác điện thoại trương dương thật sự có chút bực bội rồi thằng hỗn đản này rốt cuộc là ai hắn rốt cuộc là có quan hệ gì với hắc bát không trương dương rất nhanh liền phát hiện mình bắt đầu bị người ta chơi rồi xe jeep thì bị người ta rạch xước lung tung trong hai ngày lốp xe bị người ta liên tục chọc thủng ba lần, Minh Thương dễ tránh ám tiến khó phòng, Trương Đại Quan Nhân cho dù là võ công cái thế nhưng đối với thủ đoạn tiểu nhân này, hắn cũng vô kế khả thi. Sau khi tới hồi báo tiến trình cái cải của nhà máy chế thuốc Giang Thành cho nghiêm tân kiến, đi qua phòng làm việc của Lý Trường Vũ, do dự một chút vẫn gõ cửa bước vào, thư ký tề cảnh phong của Lý Trường Vũ nhìn thấy Trương Dương vào liền cười cười lui ra ngoài. Lý Trường Vũ đang thẩm duyệt văn kiện, nhìn thấy Trương Dương vào, liền đặt văn kiện xuống, cười nói, đã mấy ngày không gặp cậu rồi, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống xa lông, để ý thấy trong gạt tàn trên bàn làm việc của Lý Trường Vũ đầy tàn thuốc, xem ra vị phó thị trưởng thường vụ này càng lúc hút thuốc càng hung. Lý Trường Vũ nói, tôi buổi sáng tới thăm cục trưởng điền, tình hình của ông ấy rất tốt, đã có thể ngồi dậy rồi, ông ấy nói lần này may mà có cậu. Lý Trường Vũ hiểu rất rõ y thuật của Trương Dương, Điền Khánh Long tuy không nói nhưng Lý Trường Vũ cũng đoán được rằng Trương Dương đã cứu vãn tính mạng của Điền Khánh Long. Trương Dương nói: "Tôi không dám kể công, người cứu ông ấy là chuyên gia của bệnh viện nhân dân Giang Thành, tôi không giúp gì cả." Lý Trường Vũ biết hắn không chịu thừa nhận, thở dài nói: "Sau khi tổ chuyên án của tỉnh thính tới, tình hình cũng không có tiến triển gì cả, mấy thằng nhóc đâm cục trưởng Điền toàn bộ đều chưa thành niên, bắt bọn chúng cũng chẳng làm được gì, căn cứ vào khẩu cung của chúng, chuyện này là do một người tên là Hắc Bát sai khiến." nhưng hắc bát chết rồi, đầu môi cũng bị gián đoạn. Trương Dương đã biết chuyện này, hắn thấp giọng bảo, người sắp đặt chuyện này rất xảo hoạt, hắn sớm đã chuẩn bị đường lui. Lý Trường Vũ châm một điếu thuốc theo thói quen, tổ chuyên án của tỉnh Thính đã nhận định sơ bộ, án kiện này không phải là ngẫu nhiên, là một sự kiện cố ý báo thù, cho nên đối tượng hiểm nghi rất nhiều. Y dừng lại một chút rồi mới nói, bao gồm cả mấy cổ động của Hoàng Cung Giả Nhật. Đề tài cuối cùng vẫn quay về Hoàng Cung Giả Nhật, Trương Dương nói tôi cảm thấy khả năng này không lớn. Lý Trường Vũ phả khói thuốc, có chút hứng chí, nói sao cậu biết. Bọn họ cho dù hận thì cũng nên hận tôi mới đúng, không có liên quan gì tới cục trưởng điền cả. Trương Dương thông qua loại phương thức này để nói rõ với Lý Trường Vũ, chuyện của Hoàng Cung giả nhật là tôi làm ra, ông cũng đừng rụt rụt rè rè nữa, tôi đã dám làm thì không sợ thừa nhận. Lý Trường Vũ lộ ra một nụ cười khổ, thằng nhóc này cũng thừa nhận mình là kẻ khởi sướng rồi, phiền phức này không phải bình thường, ngay cả mình cũng bị hắn kéo vào, Lý Trường Vũ có nỗi khổ khó nói thành lời, chuyện của Hoàng Cung giả nhật khiến danh dự và uy tín của y đều bị thương tổn, vào thời khắc quan kiện cạnh tranh trước thị trường như thế này mà y liên tiếp gặp phiền phức, hiện tại điều mà y khẩn trương là quan hệ gần đây giữa Trương Dương và tả viên chiêu khá khăng khít, Lý Trường Vũ trước giờ luôn trầm ổn cũng khó tránh khỏi có chút loạn lòng. Y nói khẽ, gần đây thị trường tả thường tìm cậu. Nói xong câu này y liền có chút hối hận, thế chẳng khác nào là để lộ cảm thụ chân thực trong lòng mình, với đầu óc của Trương Dương nhất định có thể từ trong câu nói này của mình mà hiểu được sự khẩn trương trong lòng mình. Trương Dương cười cười, lãnh đạo biểu thị sự quan tâm đối với thuộc hạ, không có gì đặc biệt cả. Lý Trường Vũ gật đầu, gần đây công tác làm rất tốt. Nói xong y lại trầm mặc. Trương Dương cũng không có gì để nói, hắn đứng dậy cáo từ, sau chuyện của Hoàng Cung giả nhật, hắn phát hiện giữa mình và Lý Trường Vũ đã sinh ra chướng ngại vô hình, tuy rằng cả hai người đều không để ý tới chuyện này, nhưng chuyện này dẫu sao cũng phát sinh một cách chân thực, đối với quan hệ giữa hai người cũng sinh ra ảnh hưởng. Lúc Trương Dương tới bãi đỗ xe ở dưới nhà, nhìn thấy một bóng người thầm thà thầm thụt rời khỏi chiếc xe Jeep của mình, hắn lập tức phi tới, gầm lên con mẹ mày đứng lại cho tao. Người đó nghe thấy tiếng gầm của Trương Dương, sợ đến nỗi giật bắn người, càng chạy nhanh về phía trước, tốc độ chạy của hắn làm sao mà sánh bằng Trương Đại Quan Nhân cho được, bị Trương Dương đuổi tới đá một cước vào mông, hắn ngã ra đất, Trương Dương nắm lấy cổ áo hắn, không nói câu nào tát luôn cho hắn cái cái, lửa giận kìm nén trong bụng Trương Dương hai ngày nay, lốp xe bị người ta chọc thủng ba lần, cho dù là tìm thấy một kẻ hiềm nghi thì trước tiên cũng phải xả giận đã rồi nói sau. Tên đó là một thanh niên khoảng hơn 20, bị Trương Dương đánh cho hai má xương phồng, tức giận gầm lên, anh sao lại đánh người. Trương Dương cười lạnh nói, tao đánh mày đấy thì sao? Ai bảo mày mày tới rạch xe tao?" Hắn lúc này mới quay lại nhìn, xe Jeep của mình không có vết thương nào, bắt đầu ý thức được mình có thể đánh nhầm người rồi. Lúc này có mấy người chạy tới, trong đó có một người là chủ nhiệm phòng chiêu thương Đồng Hồng Ngọc, bà ta nhìn thấy cảnh trước mặt thì liền lo lắng hét lên, "Trương Dương, cậu làm gì thế?" Đồng Hồng Ngọc trước đây một mực đều khách khí với Trương Dương, lần này cũng phải biến sắc rồi, ánh mắt lộ ra vẻ phẫn nộ, nguyên nhân rất đơn giản, người mà Trương Dương đánh là con trai của bà ta, con trai của Đồng Hồng Ngọc tên là Lương Siêu, cũng vừa được phân tới bộ môn chính phủ công tác chưa được bao lâu, vừa rồi gã nảy sinh hứng thú với chiếc xe Jeep của Trương Dương, cho nên mới đi xung quanh ngắm nghía, ai ngờ lại xui xẻo như vậy, bị Trương Dương coi thành kẻ rạch xe rồi đánh cho một trận. Trương Dương biết mình đối lý, có chút xấu hổ thả Lương Siêu ra, tránh sang một bên, Lương Siêu vốn là kẻ nhát gan, nhưng thấy mẹ mình tơi nên gan cũng nở to ra nhiều, gã mắt đỏ rực lên sông về phía Trương Dương, tao chưa xong với mày đâu. Bị đồng hồng ngọc kéo lại, đồng hồng ngọc tức đến nỗi mặt trắng bệch ra, Trương Dương, cậu nói cho rõ ràng ra đi, sao vô duyên vô cớ lại đánh người hả? Sự khách khí trước đây của bà ta với Trương Dương đều là giả, một khi xúc phạm tới lợi ích của mình, đồng hồng ngọc không phải là hạng khéo nhịn, bà ta quyết không cho phép người khác khi phụ con trai của mình. Trương Dương ho khan một tiếng, chủ nhiệm đồng, tôi nhìn thấy gã đi quanh xe tôi, cho rằng là gã muốn rạch xe, cho nên. Đi qua xe mày thì mày đánh người à? Mày bá đạo như vậy ư? Lương siêu có mẹ chống lưng nên gan to ra nhiều, gã nhấc chân đá một cước vào xe jeep của Trương Dương, cửa xe bị gã đá móc một mảng, tao phá xe mày đây này. Trương Dương hít mắt lại, sát cờ ẩn hiện, hắn nhượng bộ không phải là bởi vì sợ đồng hồng ngọc mà là bởi vì mình vừa rồi đối lý, nếu hai mẹ con nhà này tiếp tục quấy rối, lão tử sẽ nổi khùng lúc này xe của đại thị trường tả viên chiêu tiến vào trong bãi đỗ xe tả viên chiêu đẩy cửa bước xuống nếu đổi lại là người khác thì y cũng chẳng buồn quan tâm những loại chuyện kiểu thế này nhưng nhìn thấy trương dương và đồng hồng ngọc phát sinh tranh cãi y đành bước tới đồng hồng ngọc nhìn thấy tả viên chiêu giống như là thấy cứu tinh bà ta kể lại một lượt chuyện vừa rồi hy vọng tả viên chiêu có thể làm chỗ dựa cho mình tả viên chiêu lắc đầu lộ ra vẻ bất lực sau đó nói người trẻ tuổi mà có hiểu lầm thì khó mà chịu giải thích rõ ràng, tiểu trương đánh người là không đúng, nhưng tiểu lương đá xe của người ta cũng không đúng, đều là người của mình cả, có gì mà không nói được chứ. Y nhìn đồng hồng ngọc một cái, nói cô là chủ nhiệm phòng chiêu thương, một cái bộ cấp chính ban, thế mà lại ở đây biểu hiện như một phụ nữ đanh đá, đau lòng vì con cháu thì có thể hiểu được, nhưng cũng phải chú ý tới ảnh hưởng chứ. Đồng hồng ngọc ngây người, thị trường tả này sao vậy? Y căn bản đây là thiên vị trương dương mà, trong ấn tượng của bà ta tả viên chiêu và trương dương rất không hợp nhau, sao đột nhiên lại biến chuyển như vậy. Mặt vị lãnh đạo này so với thời tiết tháng 6 còn biến đổi nhanh hơn, đồng hồng ngọc ý thức được cuộc tức ngày hôm nay phải cố mà nuốt rồi, bà ta cắn chặt môi, lặng lẽ kéo tay con trai chạy vào tòa nhà. Tả viên chiêu nhìn một khối lõm trên xe jeep, lại nhìn trương dương, không khỏi bật cười, đánh người ở cơ quan chính phủ, ảnh hưởng không tốt, những lời này của y thật sự là rất có trình độ, ý tứ là lần sau Trương Dương đánh người phải phân rõ địa phương, cố mà tránh nơi này ra, đánh người ở chỗ khác thì chẳng sao cả. Trương Dương vẫn cảm tạ tả viên chiêu kịp thời xuất hiện giúp đỡ, hắn cười nói cảm ơn thị trường tả, gần đây xe của tôi bị người ta chọc thủng lốp ba bốn lần, trong lòng tức lắm cho nên hơi nóng tính một chút. Sao vậy? Chắc là đắc tội với tiểu nhân. Tả viên chiêu gật đầu, nói khẽ có phải là chuyện của Hoàng cung giả nhật không? Trương Dương nói, chắc vậy. Tả viên chiêu cười bảo, đừng tính toán với bọn tiểu nhân, nếu người ta cứ làm hỏng xe cậu thì tạm thời đừng lái nữa, quay về tôi bảo phòng xe cấp cho cậu một cái. Trương Dương một lần nữa cảm nhận được sự quan ái của thị trường tả đối với mình, một phó ban nho nhỏ như mình mà cũng có quyền lợi phân xe, chỉ cần là chuyện mà thị trường tả muốn làm, ở một mẫu ba phân đất giang thành này, tất cả đều có thể, hắn cười nói, bỏ đi, tôi không nên tạo thêm phiền phức cho chính phủ nữa, tôi trước tiên tìm bạn mượn một cái. Trương Dương cũng không phải là chỉ dính vận xui, sở yên nhiên cuối cùng cũng từ nước Mỹ trở về, lần này cô ta cùng với bà nội Margaret trở về quốc nội, dự định cuối tháng về nước, có điều mục đích không phải là tĩnh an, mà là bay thẳng tới Bắc Kinh, Margaret lần này trở về một là để gặp mấy vị bằng hữu cũ, hai là để du lịch, ba là thuận tiện để Trương Dương giúp bà ta khám bệnh. Cuối tháng là hai ngày lễ trung thu và quốc khánh, sở yên nhiên bảo Trương Dương tới Bắc Kinh hội hợp với cô ta, Trương Dương bị chuyện ở Giang Thành khiến cho bực bội vô cùng, vừa hay quản đốc nhà máy rượu Giang Thành Lưu Kim Thành cũng phải tới Bắc Kinh đàm phán chuyện dẫn tiến dây chuyền sản xuất đóng gói, Trương Dương lấy cớ đi công tác cùng hắn tới Bắc Kinh. Trương Dương vẫn chọn nghỉ tạm ở chú Kinh Ban, văn phòng địa phương đặt ở thủ đô Xuân Dương tại Bắc Kinh, dẫu sao thì hắn cũng sinh sống và làm việc ở đây một đoạn thời gian, đối với nơi đây cũng có cảm tình nhất định. Liên doanh giữa chú Kinh Ban Xuân Dương Kính và tiểu viện nông gia của cố giai đồng hiện giờ làm ăn cũng bình thường, Vu Tiểu Hồng đặc biệt chuẩn bị một căn phòng tiêu chuẩn tối cao cho bọn Trương Dương. Trương Dương lần này tới trước mấy ngày, mắt thấy sắp Tết Trung Thu, phải qua lại một chút, lời nói của Vu Tiểu Hồng cũng nghiệm chứng người có ý nghĩ này không chỉ có hắn, gần đây các chú kinh ban lớn đều bận rộn khơi thông tình cảm với bên trên, càng gần tới ngày lễ, công tác của các chú kinh ban càng bận rộn, chú kinh ban Xuân Dương tại Bắc Kinh dẫu sao cũng là đơn vị huyện hạt, cán bộ trong huyện cho dù muốn quan hệ với các bộ ủy trung ương cũng chưa chắc đã tìm được cửa, nói một cách tương đối thì cũng thanh nhàn một chút. Trương Dương tới Bắc Kinh cũng không vội liên hệ với mẹ nuôi là Tuệ Ninh, hắn ở lại chú Kinh Ban Xuân Dương nghỉ ngơi một chút, lúc tối cùng với Lưu Kim Thành cùng tới tiểu viện nông gian ăn vài món đơn giản, Phu tiểu đông tới chú Kinh Ban Bình Hải tham gia hội ái hữu trung thu, cho nên cũng không thể ở lại chiêu đãi Trương Dương. Trương Dương vui vì được thanh tính, cùng Lưu Kim Thành mở hai bình nghỉ hoa đầu, ngồi ở đại sảnh tiểu viện nông ra uống rượu, nhớ tới sự rầm rộ một đêm khó cầu của tiểu viện nông gia trước đây, tất cả phảng phất như mới ngày hôm qua, nhưng lại giống như là cách rất xa rồi. Lưu Kim Thành hấp một ngụm nhị hoa đầu, uống thanh giang đặc cung của chúng ta vẫn ngon hơn. Trương Dương cười nói, quản đốc Lưu, nơi này không có người ngoài, anh đừng có quảng cáo như vậy nữa. Lưu Kim Thành cười ha ha, quen rồi, tới đâu cũng muốn tự khen mình mấy câu, đều nói rằng lão vương bán dưa vừa bán vừa khen, nhưng ở thời hiện đại, anh không khen thì dưa chẳng bán được đâu. Rượu thơm cũng sợ ngõ sâu, có điều đợi sau khi phương án cải cách của anh được thực thi, lại thêm đài truyền hình Giang Thành, thế công toàn diện của đài truyền hình trong tỉnh, Thanh Giang đặc cung nhất định sẽ được lão bách tính trong tỉnh công nhận. Lưu Kim Thành nói, lần này sau khi dẫn tiến dây truyền sản xuất đóng gói, nhà máy rượu của chúng ta trên bao bì bên ngoài có thể bước lên một bậc thang mới, bán được nhiều thì mới có thể bán ra được giá tốt, ngôn tình sùng hai người nói chuyện rất cao hứng. Lúc này từ ngoài cửa có hai người bước vào, toàn bộ đều là bản cũ của Trương Dương, một là hình chiêu huy của Cục Quốc An, một là chủ nhiệm đỗ thiên giã của phòng 5 ủy ban Trung Kỳ. Hai người này tới đây uống rượu cũng không phải lạ, bọn họ vốn là bạn cũ, từ sau khi tiểu viện nông gia này khai nghiệp vẫn thường tới đây uống rượu, lúc đó Trương Dương vẫn làm chủ nhiệm của chú kinh ban Xuân Dương, hiện tại Trương Dương đi rồi, nhưng thói quen của bọn họ vẫn không đổi hôm nay vừa hay tóm được Trương Dương, Đỗ Thiên Giã và Hình Chiêu Huy đều không ngờ Trương Dương lại ngồi uống rượu ở đây, hai người nhìn nhau, đồng thời lao tới, mỗi người đéo sách một tay Trương Dương, tiểu tử, có tiền đồ rồi tới Bắc Kinh cũng không chịu báo cho chúng tôi một tiếng, phản rồi, phản rồi. Trương Dương vội vàng xin tha, hắn cười khổ, hai vị đại ca, huynh đệ hôm nay cả ngày ngồi xe, chính là muốn được thanh tĩnh. Ngày mai bắt đầu làm phiền từng người một, không ngờ thành Bắc Kinh lớn như vậy, ngồi ở đây cũng bị các cậu gặp được, đúng là duyên phận. Hình Chiêu Huy cười nói, duyên phận cái rắm cậu dắp tâm trốn tôi. Trương Dương nói, Lão Hình, anh là một vị cán bộ quốc gia quyền cao chức trọng, nói gì cũng phải chú ý tới ảnh hưởng, hình tượng một chút chứ. Hình Chiêu Huy đặt bình nhị qua đầu hai cân mà mình mang theo lên bàn, kéo ghế ngồi xuống, gã đã rất quen với phục vụ viên ở đây, Thúy Hoa, hai món rau trộn, một con gà đen hầm đuôi bò, lẩu dê nướng, Lưu Kim Thành tuy không biết nguồn gốc của hai người bọn họ, nhưng biết rằng dưới chân thiên tử tùy tiện một người cũng là nhân vật có bối cảnh, gã vội vàng đứng dậy rót rượu cho hai người. Trương Dương giới thiệu bọn họ với nhau, Lưu Kim Khánh không có nhiều khái niệm đối với quốc an, nhưng đối với đơn vị ủy ban trung kỳ thì lại rất rõ, biết rằng cấp bậc của Đỗ Thiên Giá có đặt ở đâu cũng là chính thính, hình chiêu huy coi bộ còn làm to hơn gã, một quản đốc của xí nghiệp địa phương nho nhỏ như mình ở trong mắt người ta căn bản chẳng tính là gì, có dạng nhận thức này, Lưu Kim Thành nói chuyện vô cùng cẩn thận, ở trên bàn rượu đa số thời gian đều bảo trì trầm mặc. một lúc sau, gã mượn cứ uống nhiều. Xin về nghỉ ngơi trước. Hình Chiêu Huy đối với tình hình gần đây của Trương Dương cũng cảm thấy rất hứng thú, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Trương Dương rất kiêu ngạo nói với gã rằng mình hiện tại đã là phó chủ nhiệm ban cải cách xí nghiệp, đã là phó ban danh hợp với thực, chuyện mà lúc xưa Hình Chiêu Huy đáp ứng mình mà không làm được, cuối cùng cũng thực hiện được rồi. Hình chiêu huy biết thằng ôn này bởi vì chuyện này mà Thủy Trung vẫn mang oán niệm với mình, gã cười cười, giơ chén rượu lên, nói, nói vậy tôi phải chúc mừng anh rồi. Trương Dương đã định nghĩa hình chiêu huy là kẻ xảo quyệt, biết rằng công phu mặt dày của gã sớm đã luyện tới dầu muối không thấm rồi, muốn khiến gã cảm thấy áy náy, đó căn bản là chuyện không thể. Hình chiêu huy uống xong chén rượu đó, nói, phó ban 21 tuổi, cho dù là ở thành Bắc Kinh chúng tôi cũng ít thấy, Trương Dương, cậu phải cảm ơn tôi đó. Trương Dương nghe thấy vậy mắt trợn trừng lên, ta ích. Trước phó ban của lão tử có liên quan gì tới ngươi? Lúc cần giúp đỡ thì không thấy ngươi đâu, lúc khoe công thì ngươi cướp đường nhảy ra. Hình chiêu huy không nhanh không chậm nói, Trương Bích Quân kiếm tôi để tìm hiểu tư liệu của cậu, tôi cực lực tiến cử cậu. Trương Dương âm dương quái khí, nói anh không nói thì tôi quên rồi, tư liệu của tôi hiện tại phải chăng đã bị công khai hóa rồi có phải muốn đưa lên tin tức thời sự để tuyên cáo với nhân dân toàn quốc không? chương 207, Chính trị ôn tình Hình Chiêu Huy cười nói, Trương Bích Quân không phải là người tầm thường, cậu đừng thấy cô ta chỉ là phó cục, nhưng năng lực của cô ta không thể hạn lượng đâu. Gã hạ thấp giọng trong nội bộ cục của chúng tôi, cô ta tính là nhân vật hiếm có đó. Trương Dương lười biếng nói, tôi không cảm thấy hứng thú gì với chuyện của cục các anh. Đỗ Thiên Giá biết hai người họ khi ở cùng nhau thì khó tránh khỏi tranh đấu miệng lưỡi, gã cười bảo, khó lắm mới tụ tập được với nhau, chúng ta uống rượu. Trương Dương và Hình Chiêu Huy đồng thời nâng chén, Trương Dương đặc biệt lưu ý tới Đỗ Thiên Giá, phát hiện trạng thái tinh thần của gã rất tốt, có chút hiếu kỳ về tình hình tình cảm giữa gã và Văn Linh, vốn là cũng muốn hỏi, nhưng lời lên tới miệng thì lại nuốt vào, tính tình của Đỗ Thiên Giá hắn rất hiểu, nếu gã không chủ động nhắc tới, người khác có hỏi cũng chẳng hỏi ra được manh mối giữa buổi đỗ thiên giã nhắc tới chuyện Hoàng Cung giả nhật ở Giang Thành, vốn là có người viết tài liệu bí mật thông qua quan hệ đưa tới Ủy ban Trung Kỳ, vừa hay rơi vào tay đỗ thiên giã, đỗ thiên giã cười nói chuyện phiền phức của Giang Thành các cậu nhiều thật đấy. Trương Dương nói, chút chuyện nhỏ của Giang Thành mà cũng phiền tới Ủy ban Trung Kỳ của các anh ư. Đỗ Thiên Giã nói, loại chuyện này nói lớn thì không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, tôi đã trả tài liệu về chỗ Hồng Vĩ Cơ rồi. Trương Dương biết Đỗ Thiên Giã và Hồng Vĩ Cơ là bạn cũ ở trường đảng, quan hệ giữa bọn họ trước giờ luôn rất tốt. Đỗ Thiên Giã thân là chủ nhiệm phòng năm ủy ban trung kỳ, dưới tiền đề không trái với nguyên tắc vẫn sẽ có chiếu cố nhất định tới bạn cũ. Trương Dương nâng chén lên, nói chuyện dối rắm này của Giang Thành chỉ nghĩ thôi tôi cũng đau đầu rồi, chuyện của Hoàng Cung giả nhật là tôi tố giác, có điều tôi lúc đó cũng không ngờ trong số các cổ đông còn có con cháu của ba vị thường ủy thị ủy, chuyện này vốn cũng không có mấy người biết, nhưng không biết vì sao, đột nhiên biến thành ai ai cũng biết là tôi tố giác, đám thường ủy đó tuy không nói, nhưng tôi biết bọn họ hiện tại đều có thái độ không tốt đối với tôi. Hình Chiêu Huy và Đỗ Thiên Giã không nhịn được mà bật cười, chuyện này rơi lên đầu ai cũng sẽ cảm thấy uất nghẹn. Hình Chiêu Huy nói, đừng nghĩ nhiều như vậy là gì, nếu cảm thấy bọn họ nhắm vào cậu thì tôi sẽ điều cậu tới quốc an. Theo anh làm tôi càng không muốn, ai biết được lúc nào thì anh bán đứng tôi. Đỗ Thiên Giã cười, cậu lần này tới Bắc Kinh không phải là để tặng quà à? Trương Dương nói, tôi sẽ đón Trung Thu năm nay ở đây, yên nhiên và bà ngoại của cô ta từ nước Mỹ về, lão nhân ra người muốn gặp tôi. Đỗ Thiên Giã nói, tôi cũng nghe nói rồi, bà ấy và cha mẹ tôi đều là bạn cũ, hai ngày trước còn gọi điện thoại cho nhau. Lúc này điện thoại của hình chiêu huy đổ chuông, gã nhìn chữ hiện bên trên, đứng dậy cáo từ, có nhiệm vụ, tôi phải đi đây. Gần Quốc Khánh, công tác của quốc an bọn họ cũng đặc biệt bận rộn. Sau khi hình chiêu huy đi, Đỗ Thiên Giã cười nói, chuyện giữa cậu và Yên Nhiên có phải đã ước định rồi không? Trương Dương gái đầu, tôi nói nè đại ca, tôi mới 21 tuổi, Yên Nhiên thì 20, hai người chúng tôi hình như vẫn chưa phù hợp với tiêu chuẩn kết hôn thì phải. Đỗ Thiên Giá chạm cốc với hắn, ý vị thâm trường bảo, đừng đùa với lửa, người ngoài cuộc thì tỉnh táo, tôi nhìn rất rõ ràng, Yên Nhiên đối với cậu là một mối tình thâm, tôi coi nó như cháu gái vậy. Trương Dương suýt chút nữa thì phun cả rượu ra ngoài, miệng anh có thể thích nước một chút không, cứ vậy mà chiếm tiện nghi của tôi à? Đỗ Thiên Giã nói, cha tôi và ông ngoại của nó là chiến hiếu, nó một mực gọi tôi là chú, sao hả? Tôi chiếm tiện nghi của cậu chỗ nào? Trương Dương Á khẩu không nói được gì, từ điểm này cho thấy, Đỗ Thiên Giã quả thật là lớn hơn hắn một bậc, hắn không khỏi nhớ tới Trần Tuyết, Đỗ Thiên Giã là chú ruột của Trần Tuyết, nếu như mình có gì đó với Trần Tuyết, vậy Đỗ Thiên Giã Há chẳng phải là trưởng bối hàng thật giá thật của mình ư, thì ra trên thế giới này không có nhiều tiện nghi để chiếm rồi. Đỗ Thiên Giã đương nhiên không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, nói khẽ, đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh của tỉnh Bình Hải cũng đang ở Bắc Kinh, y hôm nay tới nhà tôi thăm cha mẹ tôi, cũng nghe nói tới tin tức yên nhiên đã về. Cụ ngoại của Yên Nhiên là mẹ vợ của Y, tôi thấy các người có lẽ sẽ gặp mặt nhau ở Bắc Kinh đó trương dương trước giờ vẫn giữ thái độ không gần cũng không xa với tống hoài minh tuy tống hoài minh chủ động đối tối với hắn nhưng hắn lại biết rõ tống hoài minh là nể mặt sở yên nhiên nghi thử thông qua trương dương để phục hồi quan hệ với con gái mình trương dương tới hiện tại vẫn không thể xác nhận tống hoài minh có thích mình hay không tống hoài minh tạo cho hắn cảm giác hơi cao thâm mặt chắc rất khó đoán được ý nghĩ chân chính trong lòng loại người này đây cũng là bởi vì sự khác biệt của tu vi chính trị với cảnh giới hiện tại của Trương Dương thì còn cách Tống Hoài Minh quá xa. Đỗ Thiên giã bảo, yên nhiên là một đứa con gái tốt, cậu ngàn vạn lần đừng có lỗi với người ta. Trương Dương uống cạn rượu trong chén, nhìn Đỗ Thiên giã, nói cứ như tôi trong mắt các anh là một tên cầm thú vậy, tôi không có một chút ưu điểm và điểm mạnh nào ư. Có phải là tôi không xứng với cô ấy không? Đỗ Thiên giã không ngờ lại thật sự gật đầu, tôi thật sự không hiểu, loại củ cải hoa tâm như cậu sao lại có nhiều người con gái thích như vậy được nhỉ? Trương Dương thở dài, nói chúng ta cảnh giới bất đồng, kỳ thật có quá nhiều con gái thích cũng không phải là chuyện tốt, đau khổ lắm. Đỗ Thiên giã mắng thầm trong lòng, thằng ôn này là cố ý làm bộ cho mình xem, người no không hiểu được nỗi khổ của người đói. Hai người uống tới 11 giờ tối, Đỗ Thiên giã đêm đó cũng không về, ở trong một căn phòng của chú Kinh Ban Xuân Dương, Trương Dương nhớ tới cái răng sói mà Trần Sùng Sơn nhờ hắn đưa cho Đỗ Thiên Giã, đặc biệt tới lấy trong Dương hành lý ra đưa cho gã, Trương Dương ơ Giang Thành đã nhờ người mài rồi. Đỗ Thiên Giã đối với cái răng sói này cảm thấy rất thích thú, lập tức đeo lên cổ. Trương Dương nghĩ xem có nên nói chuyện của Trần Sùng Sơn cho gã không, dẫu sao thì chuyện này đối với Đỗ Thiên Giã mà nói thì cũng quá khó bề tưởng tượng, hơn nữa mình cũng không phải là người thích hợp nói cho gã biết bí mật. Trương Dương vốn cho rằng hành trình của mình thập phần bí ẩn, nhưng ngay sáng ngày hôm sau đã nhận được điện thoại của chủ nhiệm chú kinh ban Bình Hải Quách Thụy Dương, bảo hắn buổi sáng tới một chuyện, có chuyện tìm hắn. Trương Dương có chút kỳ quái, có điều rất nhanh liền nghĩ tới nhất định là Vu Tiểu Đông để lộ tin tức, sau khi hỏi Vu Tiểu Đông, hắn mới biết rằng vào cuộc họp hội ái hữu trung thu tối qua, Quách Thụy Dương hỏi Vu Tiểu Đông chuyện của Trương Dương, đối diện với câu hỏi của lãnh đạo thượng cấp, Vu Tiểu Đông đương nhiên không dám giấu giếm, liền nói ra chuyện Trương Dương đã tới Bắc Kinh. Trương Dương cũng không có ý trách Vu Tiểu Đông, dẫu sao thì cô ta cũng có chỗ khó của mình, cô ta lúc ở Bắc Kinh đảm nhiệm chức chủ nhiệm chú kinh ban Xuân Dương, cũng không qua lại nhiều với Quách Thụy Dương, ấn tượng đối với Quách Thụy Dương là người này rất tinh minh, rất biết làm việc. Trong thời gian ở Kinh Đô, Vu Tiểu Đông lầm thời đưa chiếc xe Santana mà chú kinh ban mới mua cho Trương Dương sử dụng, đối với vị thượng ti cũ này, Vu Tiểu Đông bội phục từ tận đáy lòng. 21 tuổi đã làm phó ban không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được. Trương Dương lúc đi trên đường đã đoán được rằng, người lần này muốn gặp mình không phải là Quách Thụy Dương, 89 phần 10 là tỉnh trưởng Tống Hoài Minh, đợi tới khách sạn Thanh Giang của chú Kinh Ban Bình Hải, mới phát hiện ra mình đoán đúng một nửa, Tống Hoài Minh tới viện quốc vụ làm việc, người muốn gặp mình là Liệu Ngọc Oánh, vợ y. Bởi vì tối qua Đỗ Thiên Giã không có nhắc cho nên Trương Dương không biết Liễu Ngọc Oánh cũng tới Bắc Kinh, trong phòng trà của chú Kinh Ban Bình Hải, Liễu Ngọc Oánh mặc váy dài màu lam lặng lẽ ngồi trước cửa sổ, trong tay bưng một chén trà xanh, ánh mắt nhìn về phía thực vật ở xa xa với vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Trương Dương dưới sự dẫn đường của chủ nhiệm chú Kinh Ban Bình Hải Quách Thụy Dương đi tới trước mặt bà ta, rất lễ phép gọi một tiếng, gì Liễu? Tiếng gọi này của Trương Dương khiến Quách Thụy Dương trong lòng giật thót. Quách Thụy Dương biết quan hệ giữa đại lão bản cố Doãn Chi và Trương Dương rất tốt, cũng có nghe nói tới tình cảm ám muội giữa đại tiểu thư của cố gia và trương dương nhưng y không biết trương dương không ngờ lại có quan hệ mật thiết với vợ chồng tỉnh trường tống mới tới như vậy tiếng gì này người bình thường không có tư cách gọi y bình thường cũng thường gọi liễu ngọc oánh là hiệu trưởng hiện tại liễu ngọc oánh là hiệu trưởng trường trung học phụ thuộc đông giang liễu ngọc oánh cười rất dịu dàng chỉ vào salon ở đối diện bàn uống trà ngồi đi quách thụy dương thức thời xin cáo lui hai vị nói chuyện đi tôi ra ngoài làm chút chuyện liễu ngọc oánh gật đầu tỏ ý tạm biệt y tuy đây chỉ là lần thứ hai gặp mặt liễu ngọc oánh nhưng trương dương lại có thể cảm thấy bà ta rất quan tâm tới tống hoài minh loại quan tâm này mở rộng tới quan hệ cha con giữa tống hoài minh và sở yên nhiên trương dương tin rằng liễu ngọc oánh nhất định rất yêu tống hoài minh cho nên mới làm nhiều việc vì tống hoài minh như vậy bao gồm cả việc gặp mình cũng là vì y liễu ngọc oánh mỉm cười nói trương dương tới bắc kinh công tác à trương dương vốn muốn nói là phải nhưng lập tức nhớ ra vị tỉnh trưởng phu nhân ở trước mặt này, người ta trước khi hỏi câu này chắc đã biết mục đích mình tới Bắc Kinh, mà nói chuyện với người thông minh thì không nên vòng vo, Trương Dương nói công tác chỉ là cớ thôi, kỳ thực tôi tới Bắc Kinh là có hẹn với Yên Nhiên, ngày mai cô ấy và bà ngoại cùng tới Bắc Kinh, lão nhân ra người muốn gặp tôi. Liễu Ngọc Oánh tỏ ý rất hài lòng với sự thẳng thắn của Trương Dương, ngón tay thon dài trắng nõn của bà ta nhẹ nhàng gõ lên chén trà sau đó chậm rãi đặt chén trà lên bàn, nói, ngày 30 là Tết Trung thu, chúng ta có thể cùng nhau ngồi chơi không? Trong lời nói của bà ta tràn ngập sự trí tuệ, ý tứ chân chính là bảo Trương Dương xem xem có cơ hội phục hồi quan hệ cha con giữa Tống Hoài Minh và Sở Yên Nhiên hay không. Trương Dương đối với chuyện này cảm thấy có chút vướng tay vướng chân, không có ai hiểu rõ khúc mắc trong lòng Sở Yên Nhiên hơn hắn, nguyên nhân ngăn cách giữa cô ta và cha mình là từ cái chết của mẹ, cô ta quy kết nguyên nhân cái chết của mẹ mình cho cha, cho nên mới tạo thành sự ngăn cách lâu như vậy trương dương không dám vì tiện đáp ứng liễu ngọc oánh đây là chuyện nhà của tống hoài minh nếu mình cố ra mặt có khả năng sẽ khiến chuyện xấu hơn thậm chí là chọc giận sở yên nhiên liễu ngọc oánh nhìn ra chỗ khó của trương dương bà ta buồn bã thở dài một tiếng trương dương tôi không làm khó cậu nếu có cơ hội thích hợp tôi muốn cậu an bài cho tôi và yên nhiên gặp mặt nhau trương dương nói thẳng luôn tôi nghĩ yên nhiên chưa chắc đã muốn gặp gì liễu ngọc oánh rút một tờ giấy ghi chép ở trên bàn ra viết số điện thoại của mình lên trên trong thời gian cậu ở bắc kinh có thể tùy thời liên lạc với tôi trương dương cẩn thận thu hồi điện thoại đột nhiên có một loại cảm giác làm gián điệp chẳng lẽ mình thiên sinh đã là thiên tài làm việc này quốc an tìm mình vì quốc gia đại sự liễu ngọc oánh này tìm mình gì ra sự mình thật sự biến thành ra sự quốc sự thiên hạ đều quan tâm hết thảy sao liễu ngọc oánh nói công việc thuận lợi không trương dương gật đầu Lúc này, hắn nhìn Thầy Tống Hoài Minh đẩy cửa bước vào, vội vàng đứng dậy chào Tỉnh trưởng Tống. Tống Hoài Minh vừa làm xong việc quay về, cũng nghe Quách Thụy Dương nói mới biết vợ mình hẹn gặp Trương Dương ở phòng uống trà, y lập tức đoán ra vợ mình đang muốn thử thông qua Trương Dương để nối lại quan hệ giữa mình và con gái, tuy rằng cảm động nhưng cũng cảm thấy loại chuyện này không thể miễn cưỡng được, cho nên mới tìm gặp Trương Dương. Tống Hoài Minh cười cười xua tay tỏ ý bảo Trương Dương ngồi xuống. Liễu Ngọc Oánh từ trong ánh mắt của chồng vẫn nhìn một tiêu án trách, mặt hơi đỏ lên, lặng lẽ rót cho Tống Hoài Minh một chén trà. Tống Hoài Minh uống một ngụm trà, nói thời tiết Bắc Kinh quái dị thật, hôm nay có chút vị đạo của mùa nóng. Trương Dương nói là chút nắng gắt cuối thu. Tống Hoài Minh nói, Trương Dương, sức khỏe của cục trưởng Điền sao rồi? Chuyện Điền Khánh Long bị đâm chấn động cả tỉnh Bình Hải, Tống Hoài Minh rất tức giận vì chuyện này, y yêu cầu công an tỉnh nghiêm khắc đả kích tội phạm hình sự trong phạm vi toàn tỉnh. Cố Doãn Chi cũng tán thành quan điểm của y, cho nên hiện tại công an tỉnh Bình Hải đều đang tích cực hành động. Có thể nói sự kiện Điền Khánh Long bị đâm, khiến trị an của Bình Hải đạt được một lần chỉnh đốn trên quy mô lớn. Tống Hoài Minh vốn đề sướng pháp chế, chuyện lần này đã khiến hình tượng pháp gia của y được nhiều người biết đến hơn. Đương nhiên có rất nhiều người cũng bắt đầu biểu lộ sự hoài nghi, vị tỉnh trưởng quá độ đề sướng pháp chế này, sau này có thể có thể duy trì sự phát triển trường kỳ ổn định của kinh tế Bình Hải hay không đây? Trương Dương nói, đã có thể ngồi dậy nói chuyện rồi, chắc vẫn phải nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian nữa. Tống Hoài Minh nói, Giang Thành hai năm này xảy ra nhiều sự kiện phạm tội lớn, đây không chỉ là vấn đề của hệ thống công an, mà còn liên quan trực tiếp tới tầng lớp lãnh đạo của Giang Thành. Nghe tiếng nghe âm, từ trong ngữ khí của Tống Hoài Minh, Trương Dương nghe ra y tựa hồ như không hài lòng với Giang Thành, Trương Dương tuy đã là cán bộ cấp phó ban, nhưng vẫn chưa có tư cách giơ tay chỉ trò công tác của cấp lãnh đạo, cho nên hắn rất thông minh lựa chọn lặng lẽ ngồi nghe, chứ không chen vào. Tống Hoài Minh nói: Trước khi tôi tới Bắc Kinh có nghe nói tới một chuyện, vụ án Hoàng Cung giả Nhật Giang Thành là cậu tố cáo. Trương Dương thật sự là dở khóc dở cười, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, người tố giác là mình đây đã vang danh Bình Hải rồi. Hắn gật đầu, tôi lúc đầu cũng biết sẽ liên lụy tới vụ án lớn như vậy tôi hoài nghi chủ nhiệm ban quản lý tổng hợp cảnh khu giao dịch tiền và quyền với thương nhân không hợp pháp, cho nên tôi ủy thác một người bạn của phân cục đi điều tra, không ngờ lại tra ra chuyện lớn như vậy. Tống Hoài Minh bật cười, y tin những gì Trương Dương nói là thực, y cũng nhìn ra quấn cảnh hiện tại của Trương Dương, cho dù Trương Dương dắp tâm tố cáo chuyện này cũng sẽ không ngu ngốc tới mức chủ động để lộ mình ra, dây vào hoàng cung giả nhật chẳng khác nào chọc vào tổ ong, trong đó có nhiều cổ đông liên quan tới thường ủy thị ủy, Tống Hoài Minh nói, những ngày nay không ngừng có thư tố giác đưa tới tỉnh Lý, phần lớn là xoay quanh việc của Hoàng Cung giả nhật, giang thành các cậu đúng là phiền phức thật. Ở trước mặt Trương Dương Y không kỵ húy gì cả, điều này khiến Trương Dương cảm thấy rất thoải mái, chứng tỏ Tống Hoài Minh đã coi hắn là người của mình. Trương Dương nói, có một số chuyện không phải là vấn đề của lãnh đạo mà là do con cháu của họ không ra gì. Trong ngôn ngữ của Trương Dương vẫn bênh vực cho mấy vị thường ủy giang thành. Tống Hoài Minh lạnh lùng nói, tục ngữ có câu, nuôi mà không dậy là lỗi của cha, vấn đề của con cái chính là vấn đề của cha mẹ, nếu như không có sự nuông chiều của họ, con cháu họ cũng không dám lợi dụng đặc quyền để làm ra những chuyện nguy hại cho xã hội. Xảy ra vấn đề thì phải gánh trách nhiệm, chứ không phải là đùn đẩy trách nhiệm cho người khác. Y nói với Trương Dương, nếu như có người dám vì chuyện này mà nhắm vào cậu, cậu trực tiếp tìm tôi phản ánh. Trương Dương trong lòng thầm kêu sảng khoái, Lập trường của Tống Hoài Minh so với cố doãn chi còn rõ ràng hơn, có điều càng là loại người này thì càng phải cẩn thận, nếu không cẩn thận mà đắc tội với y, e rằng mình sẽ không chịu nổi. Tống Hoài Minh không hề nhắc tới chuyện của sở yên nhiên, y tin rằng vợ của mình đã nói rồi, mình không cần phải nhắc tới chuyện này nữa. Y tới Bắc Kinh có rất nhiều chuyện phải xử lý, nó thêm với Trương Dương mấy câu rồi đứng dậy cáo thư. Trương Dương nhìn đồng hồ thấy đã 10 rưỡi sáng rồi, cũng cáo từ Liễu Ngọc Oánh, liễu ngọc oánh nói đã trưa rồi ở lại ăn cơm đi trương dương uyển chuyển từ chối gì liễu cháu buổi trưa đã có hẹn với bạn rồi hay là hôm khác lại tới làm phiền gì vậy lúc nói chuyện thì di động đổ chuông lại là đỗ thiên giã gọi tới đỗ thiên giã hẹn hắn buổi trưa cùng tới chỗ thiên chỉ tiên sinh la tuệ ninh và văn linh đều ở đó nghe nói trương dương tới bảo hắn cùng tới ăn cơm liễu ngọc oánh thấy trương dương thật sự có việc nên cũng không miễn cưỡng Lúc Trương Dương rời khỏi chú Kinh Ban Bình Hải, Quách Thụy Dương tự mình tiến hắn ra xe, bảo thư ký tiểu trần của y đặt 4 hộp bánh trung thu và hai chai rượu vang vào trong xe Trương Dương, đơn vị thương cấp mà tặng quà cho hạ cấp đúng là hiếm thấy. Quách Thụy Dương nắm tay Trương Dương, chủ nhiệm Trương Dương, lần này tới Bắc Kinh nhất định phải ở chơi thêm mấy ngày, hai chúng ta tìm cơ hội uống với nhau một trận nhé. Trương Dương mỉm cười gật đầu, nhất định rồi. Quách Thụy Dương nói, điều kiện ở bên chú Kinh Ban Xuân Dương làm sao mà bằng được ở đây, hay là cậu chuyển qua đây ở đi, tôi sẽ an bài căn phòng tốt nhất cho cậu. Y tứ nịnh hót rất rõ ràng, với thân phận của Quách Thụy Dương vốn không cần phải xiểm nịnh một tên phó ban nho nhỏ như vậy, có điều Quách Thụy Dương là một người muốn leo lên cao, quan hệ của Trương Dương với Bí Thư, tỉnh trường Bình Hải thân mật như vậy, lại là con trai nuôi của phu nhân phó thủ tướng Văn, nhân vật như thế này không thể thờ ơ được. Trương Dương đương nhiên hiểu rõ người ta khách khí với mình như vậy hoàn toàn đều là vì nể mặt bối cảnh của mình. Đối với loại nhân vật như Quách Thụy Dương, hắn tuy không thích, nhưng cũng không có nhiều phản cảm. Sự khác biệt của vị trí quyết định sự khác biệt của thái độ xử sự, sự, không phải mỗi người sinh ra đều có phúc phận làm lão đại. Lúc Trương Dương lái xe tới nhà Thiên Chỉ Tiên Sinh thì đã gần 12 giờ, xe Jeep của Đỗ Thiên Giã và xe Hồng Kỳ của La Tuệ Ninh đỗ dàn hàng ở ngoài cửa. Trương Dương đỗ xe vào bên cạnh, cầm bốn hộp bánh trung thu và rượu vang bước vào, tới gặp thiên chỉ tiên sinh không thể nào đi tay không được, những lễ phẩm mà Quách Thụy Dương tặng vừa hay hỏa giải được nỗi lo trước mắt. Trong vườn chỉ có một mình Văn Linh đang đứng đó, so với lần trước gặp nhau, cô ta hơi đầy đặn hơn một chút, có điều da vẫn trắng bệch như trước kia, trên mặt không có một chút huyết sắc nào, ánh mắt nhìn đá khảm trên tường, tình cảnh trước mắt rất quen thuộc, lần trước Trương Dương tới trần bệnh cho thiên chỉ tiên sinh, cô ta cũng có bộ dạng này. Trương Dương thậm chí còn nảy sinh một loại cảm giác thời gian tái hiện, hắn bước tới, gọi rất thân thiết, chị Linh. Văn Linh gật đầu, ánh mắt của cô ta vẫn không rời khỏi đá khắc, nói khẽ mẹ đang làm cơm đó. Nụ cười sang sảng của thiên chỉ tiên sinh vang lên ở phía sau, ánh mắt cũng chiếu lên bản dập trên tường, nói thư pháp của kim mậu lệ khí quá nặng, bên trong bao hàm sát khí trùng thiên, trong phác họa khiến người ta cảm thấy vung đau múa kiếm. Trương Dương nhớ tới bộ phim Hiệp Khách Hành, mà mình gần đây có xem trong thư pháp kỳ thực bao hàm một bộ võ công bí tịch lời nói của thiên chỉ tiên sinh đã nhắc nhở hắn hắn cười nói trong bản dập này liệu có giấu một bộ võ công bí tịch không nhỉ đôi mắt đẹp của văn linh đột nhiên co thắt lại ánh mắt lạnh lùng chiếu vào trương dương nhìn cho trương dương có chút sợ hãi chị linh có phải là em nói sai gì không suy nghĩ viền vông văn linh nói xong liền quay người bước vào nhà bếp trương dương cũng đã có chút thấu hiểu về tính tình cổ quái của cô ta cũng không cảm thấy khó chịu thiên trì tiên sinh nói thứ tàn khuyết không nguyên vẹn thì có thể là võ công bí tịch gì chứ lúc này đỗ thiên giã từ trong phòng bếp bước ra chào hỏi trương dương tới rồi à giúp bưng thức ăn đi chúng ta ngồi ăn ở bàn đá dưới tán cây văn linh nói không cần em tới đây trương dương đưa lễ phẩm trong tay cho thiên trì tiên sinh lão tiên sinh cũng không khách khí với hắn thu lấy lễ phẩm phía bên này Ngô Ngụ và Văn Linh đã bày xong thức ăn, La Tuệ Ninh từ trong phòng bếp bước ra, mỉm cười chào Trương Dương tới rồi đấy à. Mẹ nuôi, Trương Dương thân thiết gọi. La Tuệ Ninh ừ một tiếng rồi cười nói, tất cả ngồi xuống ăn cơm đi. Thiên chỉ tiên sinh lấy ra một vò hoa quế nhương mà học sinh của ông ta mới tặng, Trương Dương và Đỗ Thiên Dã hai người cũng uống cùng lão thiên sinh, với tử lượng của bọn họ, nếu thoải mái trẻ chén, vò rượu này căn bản không đủ, La Tuệ Ninh nói, ta đoán con sẽ tới trước ngày lễ, định ở lại Bắc Kinh mấy ngày. Trương Dương cười nói, qua Trung thu đã rồi tính. La Tuệ Ninh vui mừng bảo, ăn Tết ở Bắc Kinh à. Trương Dương gật đầu, lúc này mới nhớ đem tin tức Sở Yên Nhiên và bà ngoại của cô ta tới Bắc Kinh nói cho La Tuệ Ninh, La Tuệ Ninh không khỏi cười nói, người ta lần này tới là để xem mặt cháu rể, kể ra ta vẫn còn chưa gặp Yên Nhiên đó. La Tuệ Ninh biết thằng con nuôi này của mình tính tình phong lưu. Cố Giai Đồng, Tần Thanh, Hà Hâm Nhan bà ta đều đã gặp, nhưng duy có sở yên nhiên là vẫn chưa có cơ hội gặp mặt. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, sở yên nhiên rất có khả năng là bạn gái chính thức của Trương Dương. Con nuôi cũng là con nuôi, con dâu tương lai tới Bắc Kinh, mình thân làm mẹ nuôi nói sao cũng phải ra mặt chiêu đãi. Là Tuệ Ninh nói, con đi an bài một chút đi, ta muốn mời thân ra tương lai tới ăn cơm. Người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Trương Dương đột nhiên nghĩ rằng nếu là Tuệ Ninh ra mặt mời cơm, vợ chồng Tống Hoài Minh cùng tới thì cũng không quá đột ngột, dẫu sao thì bọn họ cũng là cha mẹ của sở yên nhiên, có điều đây chỉ là suy nghĩ mà thôi, hắn không chủ nhiệm nhắc ra. Đỗ Thiên Giã nói, gì la, cha của yên nhiên là đại tỉnh trưởng Bình Hải Tống Hoài Minh, ông ấy cũng đang ở Bắc Kinh. La Tuệ Ninh cười nói, ta biết rồi. Bà ta quay sang nói với Trương Dương, yên nhiên lúc nào thì xuống máy bay. Một giờ chiều mai thì xuống. Thế này đi, Ta tối mai sẽ làm tiệc tẩy trần cho bọn họ ở Tử Kim Các, chỉ là tụ họp gia đình, Trương Dương, con mời tỉnh trưởng Tống tới đi, ta sẽ gọi điện thoại cho y, Thiên Giá, cậu cũng mời cha mẹ cậu tới. Trương Dương và Đỗ Thiên Giá đồng thời gật đầu, Văn Linh chỉ lặng lẽ ăn cơm, giống như những chuyện ở trước mắt không có bất kỳ quan hệ gì với cô ta vậy. Sau bữa cơm Trương Dương theo Thiên Chỉ Tiên Sinh tới thư phòng, Thiên Chỉ Tiên Sinh biết hắn khẳng định có chuyện, cười hỏi, nói đi, có chuyện gì muốn nhờ ta làm à? ông ta cực kỳ hợp ý với trương dương không hề coi y là vãn bối mà coi là một vị bạn nhỏ tri kỷ trương dương lúc này mới nói ra chuyện đề danh cho nhà máy rượu giang thành hắn mỉm cười nói tôi hiện tại là chủ nhiệm ban cải cách xí nghiệp giúp đỡ xí nghiệp bên dưới là chuyện bụng làm giả chịu tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn xin nhờ tiên sinh giúp đỡ tôi việc này thiên trì tiên sinh gật đầu rất nhanh tốt viết gì thanh giang đặc cung trương dương lại bổ sung đây là một hành vi thuần thương nghiệp chữ của tiên sinh tôi sẽ án chiếu theo giá để trả tiền cho ngài, sau đó gửi tới tài khoản của ngài. Thiên chỉ tiên sinh chừng mắt lườm hắn một cái, cậu giúp tôi khám bệnh có lấy tiền không? Đúng là nực cười. Trương Dương cợt nhả nói, ông đừng nói vậy, tôi thấy chỗ này của ông không tồi, tiên sinh giúp tôi xin một khoảng, tôi sẽ lấy chỗ tiền này xây một cái viện ở bên cạnh ông, sau này tới Bắc Kinh cũng có chỗ đặt chân. Thiên chỉ tiên sinh cười nói, cậu nếu có lòng, vậy thì lấy tiền thù lao của tôi xây một trường tiểu học đi. Ông ta vui vẻ vung bút viết bốn chữ thanh giang đặc cung, ông ta lại nói có câu quảng cáo chưa? Trương Dương gọi điện thoại cho Lưu Kim Thành, thì ra câu quảng cáo đang trong lúc trưng cầu ý kiến, cơ hội nhờ được thiên chỉ tiên sinh viết chữ là không nhiều, đợi bọn họ tìm xong được câu quảng cáo thì có thể thiên chỉ tiên sinh không còn tâm tình viết nữa rồi. Trương Dương nghĩ một chút rồi bảo, hào ẩm thanh giang, túng tình thiên địa, câu này thế nào? Lưu Kim Thành ở đầu dây bên kia ngây ra, lập tức lớn tiếng khen hay, gã không phải là a du nịnh hót, mà là hay thật. Nghe câu này là liền cảm thấy hào khí nảy sinh, nhiệt huyết sôi trào. Trương Dương gác điện thoại rồi nhờ thiên trì tiên sinh viết câu quảng cáo mà mình mới nghĩ ra. Trưa ngày hôm sau, Trương Dương tới sân bay thủ đô từ sớm, nghênh đón sở yên nhiên và bà ngoại cô ta là Margaret, đi cùng hắn còn có Đỗ Thiên Giã, và vợ chồng Đỗ Sơn Khôi, Phùng Ngọc Mai, có thể khiến lão tướng quân này tự mình ra nghênh đón cũng chỉ có rất ít người. Đợi gần một tiếng, thì thấy sở yên nhiên cùng một vị lão thái thái khí chất cao quý từ cử vip bước ra, lão thái thái tất nhiên chính là bà ngoại Margaret của sở yên nhiên, Trương Dương vốn cho rằng Margaret là một bà lão nước ngoài tóc vàng mắt xanh, nhưng lại phát hiện lão thái thái này cũng là người Trung Quốc tóc đen da vàng, chắc là vì duyên cớ bệnh nặng mới khỏi nơi da mặt của Margaret hơi tái nhợt, bà ta năm nay cũng sắp 70 rồi, thế nhưng lại không có lấy một sợi tóc bạc, bảo dưỡng rất tốt. Mặc quần dài màu đen, đeo khăn lụa màu đỏ, mang kính dâm, thoạt nhìn thấy trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật. Audio điện tử võ tấn bền Sở yên nhiên cắt tóc ngắn, ánh nắng ở bờ biển phía tây nước Mỹ không làm cháy ra cô ta, vẫn trắng nón như trước kia, trong con mắt đẹp tràn ngập vẻ vui mừng và ôn tình, váy liền màu lam dùng một cái thắt lưng màu trắng nhũ thắt ngang hông, chân đi một đôi xăng đan như thủy tinh trong suốt, lộ ra vẻ hoạt bát đáng yêu nhưng lại không mất đi khí chất cao quý yêu nhã, trương đại quan nhân nhìn thấy sở yên nhiên, hai mắt lập tức sáng ngời. Nếu chỉ có hai người bọn họ, thằng nhóc này khẳng định sẽ giang tay lao lên, nhưng xung quanh ở nhiều người như vậy, trương đại quan nhân đành phải biểu hiện ra sự nho nhã lễ độ. Phùng Ngọc Mai gọi Mary rồi lao tới, hai tay bọn họ nắm chặt nhau, Trương Dương bước tới cạnh sở yên nhiên, lặng lẽ nhận lấy hành ly trong tay cô ta, mỉm cười nói về rồi à đôi mắt đẹp của sở yên nhiên bồng bềnh sóng mắt mê người cô ta ừ khẽ một tiếng trương dương nói em thay đổi rồi sở yên nhiên nhìn hắn thay đổi chỗ nào lớn hơn sở yên nhiên chu môi lên nói có phải là nói em già đi không trương dương cười cười liếc liếc xung quanh rồi ghé vào tai sở yên nhiên nói ngược to hơn mặt sở yên nhiên lập tức đỏ bừng trương dương đáng chết này Quả nhiên tính tình không đổi, nhưng Sở Yên Nhiên lại chỉ thích vẻ cợt nhả này của hắn. Hai người từ sâu trong mắt đối phương đều nhìn thấy vẻ nhớ nhung khắc cốt ghi tâm. Ánh mắt của Margaret lúc này mới hướng về phía Trương Dương, Sở Yên Nhiên kéo tay Trương Dương, dẫn hắn tới trước mặt bà ngoại, ngượng ngùng giới thiệu, "Bà ngoại, đây là Trương Dương." Gọi một lão thái thái thế nào cũng là vấn đề, hiện tại Trương Dương và Sở Yên Nhiên vẫn chưa có danh phận gì, đương nhiên không thể gọi là bà ngoại nhưng hiện tại cũng không thịnh gọi là lão phu nhân nữa, vẫn là sở yên nhiên nhắc hắn anh gọi là bà ngoại giống em ý. trương đại quan nhân mặt dày gọi một tiếng bà ngoại. margaret đánh giá trương dương trên mặt không hề có vẻ tươi cười, ánh mắt nhìn trương dương đến nỗi khiến hắn ngứa râm ran. bộ dạng này của mình chẳng lẽ không như lão thái thái này mong chờ? margaret nói yên nhiên khen cậu là hiếm có trên đời, tôi thấy cậu cũng bình thường thôi. trương dương cười nói dạ vâng, bà ở nước mỹ lâu rồi nhìn thấy toàn là người nước ngoài mắt xanh da vàng, thẩm mỹ cũng khác những người phương đông chúng cháu. Đợi bà thích hứng hai ngày, sẽ nhìn cháu càng lúc càng thuận mắt thôi. Margaret tháo kính dâm xuống, đôi mắt trắng đen rõ ràng của lão thái thái nhìn chằm chằm vào trương dương, khóe miệng lộ ra một nụ cười, đúng là biết nói chuyện, chẳng trách lừa được yên nhiên nhà ta. Tiếng Trung Quốc của lão thái thái rất rõ ràng, trên thực tế trên người Margaret đa số là huyết thống phương đông. Đỗ Sơn Khôi nói, đừng đứng ở đây nữa, chúng ta vừa đi đường vừa nói. Đám người lên chiếc xe thương vụ ở bên ngoài, xe là Đỗ Thiên Giã tìm tới, sở yên nhiên ngồi cùng với bà ngoại, Trương Dương thì ngồi ở phía sau, người ta là bạn cũng nhiều năm mới gặp lại nhau đương nhiên có nhiều chuyện để nói, Trương Dương thì không có ai thèm để ý đến, sở yên nhiên biết hắn ngồi đó rất buồn, thỉnh thoảng lại quay đầu lại cười ngọt ngào với hắn. Án chiếu theo ý tứ ban đầu của vợ chồng Đỗ Sơn Khôi là muốn mời Margaret tới nhà họ ở, nhưng Margaret lại chọn tới ở khách sạn Trường Thành, lúc ở nước Mỹ, Sở Yên Nhiên đã đặt trước phòng Tổng thống rồi. Đưa Sở Yên Nhiên và Margaret tới phòng ở khách sạn, Trương Dương lúc này mới nói ra chuyện mẹ nuôi La Tuệ Ninh của hắn mời cơm ở Từ Kim Các vào buổi tối, Margaret vừa nghe thấy là mẹ nuôi của Trương Dương liền đáp ứng rất nhanh. Vợ chồng Đỗ Sơn Khôi cũng không ở lại khách sạn lâu, Nghĩ rằng Margaret từ nước Mỹ bay tới, cần nghỉ ngơi, hẹn tối gặp mặt Tử Kim các rồi rời đi. Trương Dương vốn muốn đi, nhưng Sở Yên Nhiên lại bảo hắn ở lại một chút rồi hắn đi, từ trong vali hành lý lấy ra mấy bộ quần áo cho Trương Dương, nhân lúc lão Thái Thái đi tắm rửa, Trương Dương hôn lên mặt Sở Yên Nhiên mấy cái, Sở Yên Nhiên mặt nổi lên hai áng mây đỏ, ôn nhu nói: "Anh lát nữa tới đón em sớm chút nhé." Trương Dương gật đầu, lúc bước tới đại sảnh, nghĩ rằng đi về cũng chẳng có gì làm liền thuê một căn phòng, cầm đồ mà Sở Yên Nhiên tặng cho hắn vào trong phòng. Sở Yên Nhiên tắm ra, nghe thấy điện thoại đổ chuông mới biết là Trương Dương chưa đi mà ở phòng bên dưới, không khỏi bật cười. Margaret thấy cô ta cười ngọt ngào là đoán ngay ra rằng là Trương Dương gọi, lúc biết Trương Dương vẫn ở đây, liền nói khẽ bảo nó lên đây, bà có lời muốn hỏi nó. Trương Dương tới phòng tổng thống của bọn họ, Margaret đang ngồi ở trước bàn uống trà ở phòng khách. Sở Yên Nhiên ở bên cạnh giúp bà ngoài chuẩn bị thuốc uống, bởi vì Margaret vừa trải qua phẫu thuật thận không lâu, cho nên mỗi ngày đều phải dùng một lượng lớn dược vật để kháng phản ứng bài dị, vô cùng khổ sở. Trương Dương tuy chưa nắm được rõ là Margaret có thích mình hay không, nhưng vẫn mặt dày gọi bà ngoại. Margaret cười nói, ngồi đi. Trương Dương ngồi xuống đối diện bà ta, Margaret nói, tôi nghe nói là y thuật của cậu rất khá, Bệnh đau lưng và nhồi máu não của sở chấn nam đều là do cậu trị khỏi ư. Trương Dương khiêm tốn nói, tổ truyền có chút bí phương, đối với bệnh thường thấy vẫn có thể chữa được. Lúc tôi sinh bệnh, mấy phương thuốc mà cậu phép tới cũng rất tốt. Sở yên nhiên chuẩn bị xong thuốc, đưa một nắm thuốc viên cho bà ngoại, Marozit thở dài, bà ta đã bị phản ứng bài dị dày vò cho khổ không nói nổi. Trương Dương đợi bà ta uống xong thuốc mới nói, bà ngoại, hay là để cháu trần mạch cho bà marozit gật đầu đặt cổ tay thẳng lên bàn uống trà trương dương đưa bàn tay trái ra chạm vào mạch môn của bà ta chỉ cảm thấy mạch tượng rất khẽ nhìn sắc mặt bà ta trắng bệch hai mắt lờ mờ vô thần trương dương nắm rất rõ bệnh sử của marozit trước đây trong điện thoại sở yên nhiên đã từng nhắc tới cho nên hắn không cần hỏi kỹ marozit sau khi bị suy thận mãn tính đã tiến hành phẫu thuật thay thận trước mặt công năng của thận tạng mới thay bình thường cái mà hắn phải làm chính là giúp marozit điều trị thân thể vượt qua sự đau khổ của phản ứng bài dị. Trước khi tới Bắc Kinh, Trương Dương đã nghĩ xong phương thuốc, hắn bảo sở yên nhiên đi lấy giấy bút, khê một phương thuốc ở bên trên, bà ngoại, cháu kê cho bà phương thuốc, chủ yếu là để bồi bổ sức khỏe, lưu thông khí huyết, chỉ cần bà án chiếu theo phương thuốc của cháu, sau một tháng không cần phải uống thuốc viên trị liệu phản ứng bài dị nữa, sau ba tháng là có thể triệt để bỏ thuốc. Marozit nghe hắn nói rất thần kỳ, cũng nửa tin nửa ngờ, dẫu sao thì trong nhận thức của bà ta, Trình độ chữa bệnh của nước Mỹ cao hơn quốc nội rất nhiều, nhưng cháu gái Sở Yên Nhiên lại cơ hồ đạt tới mức độ mê tín đối với y thuật của Trương Dương. Từ biểu hiện của thằng nhóc này cho thấy, chắc là cũng có chút trình độ. Từ sau khi con gái sở tính của mình chết, Maražit đây là lần đầu tiên về Trung Quốc. Bà ta ở sân bay nhìn thấy vợ chồng Đỗ Sơn Khôi, không khỏi nhớ tới những ngày tháng trước đây, trong lòng sinh ra một số cảm giác. Sau khi Trương Dương trần mạch cho bà ta. Marozit đứng dậy về phòng nghỉ ngơi, chỉ còn lại đôi trai gái Trương Dương và Sở Yên Nhiên ở lại với nhau. Trương Dương thò tay ra, Sở Yên Nhiên đưa đôi bàn tay bé nhỏ đặt lên lòng bàn tay hắn, để mặt cho hắn nắm lấy, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay hắn. Trương Dương nói, bà ngoại em hình như không được vui vẻ lắm. Sở Yên Nhiên thở dài, nói, bà lần này về là muốn tới thăm mộ mẹ em, thuận tiện gặp bạn bè cũ. Có gặp ông ngoại em không? Sở Yên Nhiên cười nói, em muốn bà gặp. Câu nói này đã biểu lộ rõ ràng rằng Marozit sẽ không chủ động gặp Sở Trấn Nam. Trương Dương nắm lần bàn tay mềm mại của Sở Yên Nhiên, nói khẽ anh nhớ em. Sở Yên Nhiên đỏ mặt gật đầu, hai người bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt xoắn lại với nhau, một hồi lâu vẫn không tách ra. Lúc 6 giờ chiều, Trương Dương cùng Sở Yên Nhiên và Marozit tới Tử Kim Các, gia đình Đỗ Sơn Khôi đã tới rồi, Tống Hoài Minh cũng tới. Có điều xuất phát từ sự lo lắng nào đó, Liễu Ngọc Oánh không tới cùng với y, khiến Trương Dương bất ngờ là Phó thủ tướng Văn không ngờ cũng tự mình tới sự bữa tiệc ngày hôm nay. Nếu chỉ là tiệc gia đình, Văn Quốc Quyền chưa chắc đã rút được thời gian từ trong trăm công nghìn việc. Hắn lờ mờ cảm thấy rằng, phía sau yến hội lần này không chỉ đơn giản như vẻ bề ngoài, chẳng lẽ Phó thủ tướng Văn là nhắm vào Tống Hoài Minh mà tới ư? Sở Yên Nhiên nhìn thấy cha tới, mặt lập tức biến thành lạnh như băng. Trương Dương nhắc nhở cô ta, đây là trường hợp công chúng, cô bé, chúng ta nói sao cũng phải mỉm cười đối diện. Sở yên nhiên trừng mắt lườm hắn, anh cố ý à? Liên quan quái gì tới anh, là mẹ nuôi của anh mời khách. Trương Dương thấp giọng giải thích. Tống Hoài Minh mỉm cười bước tới trước mặt Marozit, rất tôn kính chào, mẹ. Marozit biểu hiện rất hờ hứng, nhưng vẫn mỉm cười rất phong độ, Hoài Minh, tính chi đã không còn nữa rồi, tôi cũng không còn là mẹ của cậu, cậu gọi tôi là gì đi. Đoạn cố sự giữa Tống Hoài Minh và Marozit, tất cả mọi người ngồi đây đều biết, Tống Hoài Minh rất chân thành, nói, trong lòng con, mẹ vĩnh viễn là mẹ con. Marozit trong lòng không khỏi cảm thấy chua sót, đây là vì duyên cố con gái mình bất hạnh qua đời, trong vấn đề của con gái, bà ta cũng không trách móc gì Tống Hoài Minh, tuy thời gian bà ta và con gái mình sống với nhau không dài, nhưng bà ta hiểu rõ con gái còn hơn người làm cha như sở chấn nam vợ chồng Văn Quốc Quyền hôm nay là chủ nhân, bọn họ mời mọi người nhập tỏa, Văn Linh và Văn Hạo Nam đều không tới, Đỗ Thiên Giã bởi vì vậy mà có chút thất vọng, có điều La Tuệ Ninh rất biết mượn cớ, bà ta nói Văn Linh không được khỏe, vợ chồng Đỗ Sơn Khôi tuy sớm đã ý thức được vấn đề giữa con trai và Văn Linh, nhưng hai người cũng không tiện hỏi nhiều. Chủ đề của bữa tiệc tối nay chính là hoan nghênh Marozit về nước, Văn Quốc Quyền sau khi nói một số lời khách sáo, mọi người bắt đầu uống rượu, trừ La Tuệ Ninh chọn uống rượu trắng ra, những khách nữ khách đều chọn nước hoa quả, ở trước mặt dạng quan cao như Văn Quốc Quyền, Tống Hoài Minh, Trương Dương không dám trẻ chén thỏa thích. La Tuệ Ninh nhìn Trương Dương, lại nhìn sở yên nhiên, bà ta từ tận đáy lòng đã rất yêu thích cô gái xinh đẹp này, sở yên nhiên bất kể là ra thế hay là tướng mạo đều rất khá, bà ta gọi sở yên nhiên tới bên cạnh, từ trong túi lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước. Mở hộp đựng đồ trang sức tinh xảo ra, bên trong là vòng cổ phỉ thúy, La Tuệ Ninh cười nói, đây là từ tổ tông của ta truyền xuống, ta chuẩn bị cho con dâu của ta, nhưng đứa con trai đó của ta tới giờ vẫn chưa có động tĩnh gì, may mà đứa con trai nuôi của ta lại rất khá, tìm được một cô gái vừa xinh đẹp lại vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa, để ta đeo nó cho con. Sở yên nhiên đỏ mặt, tim đập thình thịch, phải biết rằng những lời này của La Tuệ Ninh có ý nghĩa tuyệt đối, bà ta chẳng khác nào đã xác nhận mình là vợ chưa cưới của Trương Dương. Marozit cười nói, văn phu nhân, bà vẫn chưa hỏi người làm bà ngoại như tôi mà, cứ vậy cường hành cướp yên nhiên nhà chúng tôi về à. Một cái vòng cổ là muốn buộc bảo bối của tôi thành con gái bà ư. Văn Quốc Quyền và Tống Hoài Minh đều không nói gì, hai người quay sang nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười nhạt, loại tình cảm này, nam nhân không tiện chen miệng vào. Nhưng bọn họ đều hiểu hành động này của La Tuệ Ninh có ý nghĩa rất không tầm thường. Chiếc vòng cổ này không chỉ buộc chặt tình cảm giữa Sở Yên Nhiên và Trương Dương, mà còn buộc chặt tương lai của bọn họ Vào lúc là Tuệ Ninh mời mình dự tiệc Tống Hoài Minh đã suy nghĩa bữa cơm tối này phải chăng là còn có ý nghĩa khác Khi y tới tử kim các và thấy văn quốc quyền cũng tới Lập tức hiểu rõ bữa tiệc tối này còn có một ý nghĩa khác Văn quốc quyền ở quốc nội thuộc phái lãnh đạo trẻ trung, Theo Tống Hoài Minh được biết Ông ta và Kiều Lão không phải ở cùng một trận doanh Mà Tống Hoài Minh lại là môn sinh đắc ý của Kiều Lão Nếu không phải là bởi vì con gái và Trương Dương yêu nhau Giữa Tống Hoài Minh và Văn Quốc Quyền sẽ không có cơ hội gặp nhau như vậy, bọn họ đều rất coi trọng lần gặp mặt này, biểu hiện của hai bên đều rất cẩn thận, đều quan sát đối phương, thăm dò đối phương. Dưới loại tình huống này, sự nói chêm chọc cười giữa nữ nhân lại biến thành cực kỳ quan trọng. Phùng Ngọc Mai nói, Mary, không thể nói vậy được, tuệ ninh cũng không muốn cướp người, hiện tại là thời đại nào rồi, phải xem ý của bản thân lũ trẻ chứ la tuệ ninh cười nói yên nhiên có nhận quà của ta không sở yên nhiên cắn môi cái cổ trắng nõn đỏ rực cả lên cô ta không nói bằng lòng cũng không nói không bằng lòng chỉ nhỏ giọng lúng túng nói gì la anh ấy khi phụ cháu câu nói này thể hiện ra hết sự thông minh và trí tuệ của đàn bà con gái la tuệ ninh cười nói lần sau nó còn dám khi phụ cháu ta sẽ đánh gãy chân nó sở yên nhiên cúi thấp đầu kỳ thực vừa rồi la tuệ ninh tự tay đeo vòng cổ cho mình cái vòng cổ mà La Tuệ Ninh đeo cho sở yên nhiên, hai tay sở yên nhiên nắm vào càng nhìn càng thích. Trên mặt Marozit cũng đầy vẻ ươi cười, bà ta từ trong túi lấy ra một cái hộp nhỏ, bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex có số lượng hạn chế, đưa cho Trương Dương, nói ta cũng không nhỏ nhen, quà đi quà lại, cái đồng hồ này tặng cho cháu. Trương Dương cầm lấy đồng hồ, tất cả mọi người đều nhìn ra, cái đồng hồ này ít nhất cũng đáng giá hơn trăm vạn, Marozit ra tay quả nhiên rộng rãi khi tất cả mọi người đều trương dương rằng trương dương sẽ biểu lộ cõi lòng thì trương dương không ngờ lại nói một câu cháu. Cháu là cán bộ quốc gia, bà cho cháu đồ quý giá như vậy, người ta sẽ không nói cháu nhận hối lộ chứ. Tất cả mọi người đều bật cười, sợ yên nhiên biết thằng ôn này là cố ý nói vậy, hung hăng chừng mắt lườm hắn. Văn Quốc quyền cười nói, tôi không rõ, thiên giá, cậu không phải là người của Ủy ban Trung Kỳ ư. Cậu quyết định đi, hắn có phải là nhận hối lộ không? Đỗ Thiên Giá cười nói, đồ bà ngoại tặng cháu rể chắc không phải là nhận hối lộ. Bác nói đấy nhé. Trương Đại Quan Nhân hí hửng đeo đồng hồ lên, đồ tốt đúng là đồ tốt, đeo lên thấy rất đầm tay, so với đồ giỏng của Quốc An đúng là khác hẳn. Văn Quốc Quyền dơ chén rượu lên chạm cốc với Tống Hoài Minh. Hoài Minh, thằng con nuôi này của tôi tuổi trẻ khí thịnh, sau này có chuyện gì nhờ anh quan tâm một chút. Câu nói này của ông ta rất rõ ràng. Trương Dương trước giờ là con nuôi của La Tuệ Ninh nhưng văn quốc quyền bất kể là công khai hay là âm thầm đều không thừa nhận trương dương là con nuôi của ông ta giờ ông ta nói vậy chẳng khác nào đã công khai thừa nhận trương dương là con nuôi của mình tất cả những người có mặt ở đây đều là kẻ thông minh văn quốc quyền tối nay tới đây không phải là chỉ vì coi trọng tình cảm giữa trương dương và sở yên nhiên cái mà ông ta coi trọng là quan hệ của hai nhà tống văn tống hoài minh đương nhiên hiểu rõ ý nghĩa cậu nói này hơn bất kỳ ai y giơ chén rượu lên nói phó thủ tướng văn yên tâm tôi sẽ chỉ điểm tốt cho nó. Sở yên nhiên trong lòng vô cùng vui vẻ, nhưng cũng có một chút không vui. Cô ta không vui là bởi vì tình cảm đơn thuần giữa cô ta và Trương Dương tối nay bị xen vào quá nhiều nhân tố chính trị. Người hài lòng nhất là Marazit và La Tuệ Ninh. Vợ chồng Đỗ Sơn khôi nhìn sở yên nhiên và Trương Dương, không khỏi nhớ tới chuyện của con trai mình và Văn Linh, không biết tình cảm của bọn họ lúc nào mới có kết quả đây. chương 208, mạnh mẽ xuất đầu nếu như không phải nhất kiện ngoài ý muốn phát sinh lần này tiệc tối hẳn là cực kỳ viên mãn nhưng trên đời rất khó có hoàn mỹ sự tình trong đó tràn đầy biến số và nhạc đẹp sở yên nhiên cùng đi bà ngoại khứ toilet thời điểm gặp một lần ngoài ý muốn nàng mới vừa đi ra toilet bỗng nhiên cảm giác được có người thân thủ ở chính mình thượng vỗ nhẹ nhẹ một cái sở yên nhiên rất ngạc nhiên vẫn nộ địa xoay người sang chỗ khác nhưng lại thấy phía sau một vị nam tử trẻ tuổi phong độ chỉ có đứng ở nơi đó hắn cầm trong tay nhất cái ví tiền nói xin lỗi tiểu thư tiền này túi sách là ngài dụng sao hắn cười đến rất chân thành làm cho người ta rất khó tin tưởng người như vậy hội báo có ác ý phách sở yên nhiên nam một chút cũng không trọng nhưng sở yên nhiên vẫn đang ý thức được hắn không có hảo ý nàng lắc đầu muốn mở miệng trách cứ tên này nam tử hai câu lại không biết làm sao mở miệng tên kia nam tử trẻ tuổi cười nói xin chào ta là kiều bằng phi có thể nhận thức hạ sao Lúc này mã cách lệ đặc đi ra, sở yên nhiên không nói được một lời hướng đi bà ngoại, sam chứ bà ngoại hướng phòng đi đến. Nếu như sự tình lúc đó kết thúc cũng không có cái gì, thế nhưng sau đó nàng nghe được phía sau tiếng cười, xoay người nhìn lại, đã thấy kiểu bằng bay bên người hơn mấy người nam tử trẻ tuổi, bọn họ đều xuất ra tiền mặt đưa cho kiểu bằng phi. Kiều bằng bay khóe môi mang theo nụ cười đắc ý, hắn tiếp nhận tiền mặt sau đó cùng na bang bằng hữu đi vào phú quý thính. Sở yên nhiên nhất thời minh bạch rồi, những người này nhất định là lợi dụng nàng đến đánh đố một loại bị vũ nhục cảm giác nhượng sở yên nhiên khuôn mặt đỏ bừng nàng hận không thể lập tức trở về tìm về công đạo nhưng bà ngoại nhưng lại đem cánh tay của nàng cầm trở lại ta đều thấy được sở yên nhiên tức giận nói thế nhưng mã cách lệ đặc lạnh nhạt nói không có thế nhưng trở về rồi hãy nói phản trở về phòng sau khi trương dương cũng cảm thấy được sở yên nhiên thần tình có chút không đúng đang muốn tìm cơ hội hỏi thời điểm Mã cách lệ đặc hướng hắn phất phất tay, ý bảo Trương Dương cùng nàng đi ra một chút, Trương Dương cùng nàng đi tới một bên, mã. Cách lệ đặc bám vào Trương Dương bên tai nhẹ giọng nói, vừa, có tên lưu manh sờ soạn yên nhiên cái mông. Lão thái thái nói cũng quá trực tiếp, Trương Dương vừa nghe thì giật, nếu như không phải ở đây nhân vật trọng yếu nhiều như vậy, hắn đã sớm lớn tiếng kêu la. Mã cách lệ đặc nhỏ giọng nói, phú quý thính, một người tên là Kiều Bằng Bay, người biết nên làm như thế nào lão thái thái ý định cấp trương dương một cái khảo nghiệm rồi lại tràn đầy e sợ cho thiên hạ bất loạn ý tứ trương dương gật đầu xoay người rời đi đi ra ngoài sở yên nhiên sợ trương dương gây sự muốn cùng đi ra ngoài lại bị bà ngoại kéo lại văn quốc quyền và tống hoài minh đều là nhìn rõ mọi việc chính là nhân vật bọn họ đã cảm thấy được có chút không đúng tống hoài minh nói xảy ra chuyện gì mã cách lệ đặc mỉm cười nói không có việc gì ta nhượng Trương Dương đi ra ngoài mua cho ta xuyến mứt quả ghim thành sâu. Đỗ Sơn khôi cười nói, Mã Lị, người đây lớn tuổi như vậy, lại còn thích ăn mứt quả ghim thành sâu. Mã Cách Lệ đặc mỉm cười nói, nhân khó nhất đắc chính là có tâm huyết, có tính trẻ con. Phú Quý Thính cửa phòng chậm rãi bị đẩy ra, Trương Dương xuất hiện ở ngoài cửa, bên trong gian phòng đang ở uống rượu một đám thanh niên nhân thập phần lỗi ngạc. Bọn họ nhìn cái này đột nhiên xông vào người xa lạ cho là hắn tìm lộn địa phương trương dương biểu tình rất hợp ái rất thân mật hắn cười nói vị kia là kiều bằng phi a kiều bằng phi nheo lại hai mắt tràn ngập cảnh giác nhìn trương dương tuy rằng hắn không có thừa nhận thân phận của mình thế nhưng trương dương đã từ trong ánh mắt xác nhận hắn trương dương cười đưa tay ra nhận thức một chút ta là trương dương kiều bằng phi cũng không để ý tới hắn rất lạnh đạm nói rằng ta không nhận ra ngươi đối với ngươi cũng không có gì hứng thú trương dương gật đầu hắn nhẹ giọng nói Vừa ngươi quấy rầy cái kia là bạn gái của ta, sở dĩ ta muốn ngươi nói xin lỗi ta." Kiều Bằng Phi nhìn Trương Dương, sau đó nhìn một chút Chu Vi, bỗng nhiên ha ha nở nụ cười. Một cái mập mạp đích thanh niên đứng dậy, hắn vỗ vỗ Trương Dương đầu vai, "Ta nói ngươi có phải là có tật xấu hay không, biết ngươi nói chuyện với người nào sao?" Trương Dương mỉm cười nói, "Kiều Bằng Phi, người bây giờ cho ta quỳ xuống dập đầu ba người hưởng đầu, sau đó tự mình đánh mình hai cá lỗ tai, chuyện này cứ như vậy quên đi." không phải ta cho ngươi hối hận đi tới trên thế giới này. Một bàn nhân hầu như song song đứng lên, đứng ở trương dương bên trái tên kia hắc tráng thanh niên, một quyền hướng trương dương mặt đánh, xuất thủ của hắn nhanh như tật phong, vừa nhìn cũng biết là cao thủ. Trương dương nhìn cũng không nhìn hắn, vươn tay trái chuẩn xác không có lầm chế trụ quả đấm của hắn, thoáng dùng sức, đã bóp đắc thanh niên kia cốt cách ba ba rung động, hắn nụ cười trên mặt hoàn toàn thu liếm, lạnh lùng nói chuyện này cùng các không người nào quan, không muốn chết cút cho ta đàn. Một bên cái kia tiểu mập mạp cũng không biết Trương Dương lợi hại, có lẽ là tưởng ở đồng bạn trước mặt biểu hiện, nhặt lên rượu trên bàn bình chiếu Trương Dương đầu đập phá qua đây. Trương Dương đẩy ra tên kia hắc tráng thanh niên, tả quyền nghênh ra, đem bình rượu tạp đắc tứ phân ngũ liệt, sau đó hóa quyền vi trưởng ba. Địa một cái tát đánh vào tiểu mập mạp mặt thượng, đem na tiểu mập mạp đánh cho phát thông một tiếng té lăn trên đất. Mọi người thế mới biết, đến đây khiêu khích trương dương nguyên lai là cá thâm tàng bất lộ cao thủ kiều bằng phi đứng lên hắn chậm rãi đi hướng trương dương tuy rằng trương dương vừa ra tràng thì biểu hiện ra cường hãn thực lực nhưng kiều bằng phi tịnh không sợ hắn tứ tuổi bắt đầu tập võ sư từ kinh thành bát quái đại sư sử biển cả là sử biển cả chứa nhiều trong hàng đệ tử tối nổi tiếng một cái bát quái trưởng dĩ đi bộ là việc chính kiều bằng phi cước bộ trầm ồn hai chân như tiến đi bộ như tranh nê hắn tuy rằng tuổi còn trẻ bát quái trưởng cũng đã hơi cụ hỏa hậu. Trương Dương thấy bộ pháp của hắn, đã biết Kiều Bằng Phi là võ công cao thủ, trong lòng càng phát ra đối với người này sinh ra khinh bỉ, một cái tập vũ giả thế nhưng xấu xa đến đi quấy rối một thiếu nữ, người này phẩm tính thực sự không dám khen tặng. Kiều Bằng Phi không nói được một lời, huy trưởng hướng Trương Dương đẩy đi, bát quái trưởng dĩ trưởng vi pháp, dĩ đi vi dùng, dòng thích đánh xuất nã làm một thể, theo theo tương sinh vô có cuối cùng. Tị chính thì ta, thuận thế thuận kính, hư thực khó lường, thoát thân hóa ảnh. Nhu tắc trong bông có kim, dính dính tùy hóa, cương tác lãnh đạn băng tạc, tấn như sấm sét. Kiều bằng bay xuất thủ trong đã đem thân pháp bộ pháp trưởng pháp xảo diệu địa dung làm một thể, nhìn như bình thản không có gì lạ một trường, kỳ thực ẩn chứa toàn thân lực lượng, hắn muốn một trường đem Trương Dương kích ra ngoài cửa. Trương Dương vung lên tay phải, và Kiều bằng phi chạm nhau một trường, song trường giao thác, phát sinh oanh Địa nhất thanh muộn hưởng, Kiều Bằng Phi thân thể hoảng liễu hoảng, Trương Dương biểu tình nhưng lại vẫn như cũ như giếng nước yên tĩnh. Kiều Bằng Phi hóa thôi vi phách, biến chiêu thần tốc. Dĩ trưởng vi đao bổ về phía Trương Dương cổ. Trương Dương dĩ chân phải vi trục, thân thể đột nhiên xoay tròn, xảo diệu địa tránh thoát Kiều Bằng bay phách trưởng, thân thể chuyển tới Kiều Bằng Phi hậu phương, Kiều Bằng Phi ứng biến tốc độ cũng là thật nhanh, hắn về phía trước bước ra một bước, xoay người lại, đến lúc này và Trương Dương tới cá vị trí trao đổi. Trương Dương hừ lạnh một tiếng, nắm chặt hữu quyền, khí thế cường đại từ quanh thân tỏ khắp ra, kỳ thế như hổ, kỳ hình như rồng, khẽ động như gió, chính là thăng long quyền chung nhất thức. Long Bình tức giận, hắn ra quyền tốc độ tuy rằng không phải cực nhanh, thế nhưng kiều bằng phi nhưng lại cảm giác được trước mặt không khí tựa hồ bị nghiền ép đứng lên. Phạm vi nhìn cũng xuất hiện rồi trong nháy mắt vặn vẹo, hắn biết rõ một quyền này uy lực, song trưởng giao thác nỗ lực che lại Trương Dương uy mãnh vô cùng một quyền nhưng mà nội lực của hắn còn hơn trương dương đúng là vẫn còn chỗ thua kém không ít bị trương dương một quyền bắn trúng cánh tay cảm giác được một cổ hải chiều bàn lực lượng từ hắn cánh tay truyền tới toàn thân của hắn cũng nữa đặt chân bất ổn bay lên không về phía sau bay ra ngoài phía sau lưng đánh vào ván cửa trên thế nhưng tướng ngôn bản đánh bay sau khi rơi xuống đất cư nhiên không có ngã sắp xuống thất tha thất thểu rút lui mấy bước tựa ở rào chắn trên mới vừa rồi đặt chân thân hình không đợi kiều bằng phi đứng vững Trương Dương đã bước nhanh đuổi kịp, Kiều Bằng phi thương xúc trong huy trưởng hướng hắn ngực công tới, bị Trương Dương một tay lấy cánh tay nâng lên, sau đó một quyền bắn trúng hắn tả lạc, Kiều Bằng phi kêu lên một tiếng đau đớn, bưng tả lạc về phía sau lại lui lại mấy bước, và bưng bia đi tới người bán hàng đánh vào một chỗ. Chai bia rất đầy đất, miệng thủy tinh nứt ra thanh âm hấp dẫn trong đại sảnh chứa nhiều ánh mắt. Trương Dương căn bản không để cho Kiều Bằng phi phản ứng thời gian, bước nhanh liền xông ra ngoài, một cước đá vào trên bụng của hắn, Kiều Bằng Phi lần thứ hai đánh vào vòng bảo hộ trên, đem một chất vòng bảo hộ đụng gầy, thân thể từ lầu hai té xuống, chính xuất tại hạ phương hồ cá trong, cả người giống ướt súng giống nhau, Trương Dương xuất thủ bảo lưu lại một ít đúng mực, sở dĩ Kiều Bằng Phi cũng không có bị trọng thương, nhưng ở trước mặt mọi người, bị Trương Dương đánh cho liên sức hoàn thủ cũng không có. Đây đối với luôn luôn cao ngạo Kiều Bằng Phi mà nói, quả thực là vô cùng nhục nhã, hắn từ trong ao nước đứng lên, giống giống như dã thú giống giận đứng lên, rồi nhằm phía Trương Dương. Trương Dương một phát bắt được cổ tay hắn, thế nhưng đem thân thể hắn toàn bộ linh lên, máy xay gió bàn xoay tròn một quyền, một cước đá vào trên người của hắn, kiểu bằng bay thân thể bay ra va chạm ở bên trong đại sảnh bay trên trời kính điêu bình phong trên, bình phong bị đụng phải tứ phân ngũ liệt. Lúc này từ kim các bảo an tất cả đều nghe tin chạy tới, hơn 10 danh bảo an đem Trương Dương vây quanh ở giữa trận, có thể ở kinh thành ăn cơm điếm hơn ít đều có chút bối cảnh, từ kim các bối cảnh càng là không giống bình thường, sở dĩ dám ở chỗ này đánh nhau gây chuyện nhân, từ khai trương tới nay hoàn chưa bao giờ có. Dưới lầu động tính tự nhiên kinh động phòng người ở bên trong môn, Văn Quốc Quyền và Tống Hoài Minh tuy rằng nghe được động tính cũng bất động thanh sắc, sở yên nhiên nội tâm thấp thỏm bất an, cổ tay lại bị bà ngoại cầm, đỗ thiên giã không thể nghi ngờ là thích hợp nhất nhìn tình huống cái kia, hắn tiến đến phía trước cửa sổ, giật lại rèm cửa sổ nhìn lại, đã thấy trong đại sảnh, Trương Dương chính đánh cho phi thường cao hứng, trong lòng thực sự là dở khóc dở cười, thằng nhãi này người nào a? À? Đánh nhau cũng không phân trường hợp, ngày hôm nay văn phó tổng lý ở đây, Người làm như vậy, không phải công nhiên nhạ phiền phức sao? Là Tuệ Ninh bưng chén rượu lên, mỉm cười nói, yên nhiên, chuyện gì a? À? Nàng tuy rằng không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì, thế nhưng cũng thôi chắc đến chuyện này và Sở Yên Nhiên hữu quan. Sở Yên Nhiên nhìn một chút bà ngoại, Mã cách lệ đặc nhìn như thờ ơ nói, ta cùng yên nhiên khứ toilet thời điểm gặp một kẻ lưu manh quấy dày, sở dĩ Trương Dương phải đi cho hắn chút giận. Một mực phía trước cửa sổ khán tình huống đỗ thiên giã bỗng nhiên nói, Trương Dương đánh cho là kiều bằng phi, thiên rộng rãi thúc thúc nhi tử. Đỗ Sơn khôi nao nao, kiều thiên rộng rãi là kiều lão tiểu nhi tử, cũng là hải quân bộ đội phòng không bộ tư lệnh viên, trung tướng quân hàm, ở Đỗ Sơn khôi không có ẩn lui trước đã từng và hắn cộng sự quá, Phùng Ngọc Mai nghe được sau khi cuống quyết nói thiên Dã nhanh đi xa nhau bọn họ. Đỗ thiên giã đang chuẩn bị xuất môn. Vẫn không nói gì văn quốc quyền bình tĩnh nói, thanh niên nhân chính mình tranh cái chính mình xử lý, chúng ta tiếp tục uống rượu. Đỗ thiên vùng đồng hoang vốn đã bước lên cước bộ không thể không thu trở về. La tuệ ninh nhìn Trưởng phu liếc mắt, nàng rõ ràng trương dương thực lực, cái này con nuôi không nên có hại, nói cách khác kiểu bằng phi có hại đoán chừng, Trường phu đương nhiên cũng rõ ràng điểm này, hắn vừa những lời này, không chỉ là đứng ở Trương Dương bên này vì Trương Dương xuất đầu, hơn nữa đã ở hướng Tống Hoài Minh cho thấy một loại thái độ. Tống Hoài Minh biểu tình phong ba không sợ hãi, đêm nay lần này tranh cãi hẳn là một lần ngoài ý muốn, nữ nhi bị người khi dễ, Trương Dương thân là bạn trai của nàng, vì nàng xuất đầu là chuyện đương nhiên sự tình. Vô luận đối phương là ai, bất luận kẻ nào khi dễ yên nhiên đều là Tống Hoài Minh vô pháp dễ dàng tha thứ. Văn Quốc Quyền nâng chén nói, ta còn trẻ thời điểm, tính tình cũng tượng trương dương như vậy xung động, ta xem thường nhất thì là người khác ý thế hiếp người. Tống Hoài Minh rõ ràng cảm thụ được Văn Quốc Quyền trên thân sở biểu hiện ra khí phách, người tới nhất định vị trí, phong mang không cần hắn che giấu. Lúc này cửa phòng bị nhẹ nhàng sao hưởng, ở thu được sau khi cho phép, từ kim các quản lý phùng cảnh lượng đi đến, phía dưới tranh cãi vì sao dựng lên hắn không biết, nhưng khách nhân ở phòng nào hắn nhưng lại thanh thanh sở sở, phụ thân của hắn cũng là mỗ thống soái đạo, hơn nữa và văn gia quan hệ không tệ, đến từ kim các ăn đều không phải là nhân vật bình thường, phùng cảnh lượng rất hội xử lý đây các mặt quan hệ, phía dưới tranh cãi là từ hắn khai trương tới nay không có phát sinh trôi qua, hắn không dám làm chủ. Chỉ có thể tới đây vừa xin giúp đỡ. Phùng cảnh lượng đi tới, văn quốc quyền chỉ biết hắn muốn làm gì, mỉm cười nói, không còn sớm, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Phùng cảnh lượng tưởng tiếp lời, Văn Quốc Quyền không để ý tới hắn, chuyển hướng thê tử nói, Tuệ Ninh, người đi xem, không sai biệt lắm là được, nhìn như bình thường một câu nói, lại để cho người chung quanh sinh ra một phen mơ màng. Văn Quốc Quyền nhượng thê tử đi giải quyết chuyện này, mà không để cho Đỗ Thiên giã quá khứ, đủ để chứng minh hắn không sợ kiều lão, gặp phải chuyện này không có tuyển chọn né tránh, mà là đối mặt, hắn chính là muốn nhượng sở không ai biết, đánh người chính là ta Văn Quốc Quyền con nuôi. Ta ngày hôm nay chiêm để ý, thì đánh người dù thế nào. Phùng Cảnh Lượng cùng La Tuệ Ninh đi hướng phòng khách, những người khác tắc từ một mặt khác phòng qua phòng khách ly khai từ kim các. Sở Yên Nhiên cùng bà ngoại nói một tiếng, đuổi theo La Tuệ Ninh bước tiến, nàng sợ Trương Dương gặp chuyện không may. Phùng Cảnh Lượng thấp giọng nhắc nhở La Tuệ Ninh nói, văn phu nhân, bị đánh chính là kiều lão tôn tử. La Tuệ Ninh nhíu mày, Phùng Cảnh Lượng những lời này làm cho nàng cảm thấy có chút phản cảm. Trượng phu và kiều lão trong lúc đó không hợp từ xưa đến nay, nếu như không phải kiều lão nguyên nhân, trượng phu từ lâu leo lên trước vị chính vị trí, đây cũng không phải là ân oán cá nhân, mà là chính kiến bất đồng duyên cớ. Kiều bằng phi bị Trương Dương đánh cho mặt mũi bầm dập, nhưng Trương Đại Quan Nhân cũng có chừng mực, hắn biết đến tử kim các ăn đều không phải là người thường, thật muốn là đánh nặng, có thể sẽ khiến cho phiền toái rất lớn. Là tuệ ninh thanh âm ở sau người vang lên, Trương Dương, người làm gì đó? Trương Dương ngừng tay, xoay người cười cười không có chuyện gì hắn cũng không có xương hô la tuệ ninh mẹ nuôi đây là bởi vì hắn không muốn mượn dùng la tuệ ninh thanh thế cũng không muốn cấp văn ra rước lấy phiền toái không cần thiết la tuệ ninh nhìn một chút mặt mũi bầm dập kiều bằng phi trong lòng muốn cười phá lên nhưng biểu hiện ra nhưng lại giả ra kinh ngạc vạn phần hình dạng bằng phi tại sao là ngươi kiều bằng phi thấy la tuệ ninh lại thấy la tuệ ninh bên người sở yên nhiên nhất thời minh bạch rồi khuya hôm nay cái này khuya ăn được không thể bảo là không lớn. Là Tuệ Ninh hướng Trương Dương nói, chuyện gì xảy ra? Người thế nào xuất thủ nặng như vậy? Lời này nói xong rất có học vấn, nàng chưa nói Trương Dương đánh người không đúng, mà là nói Trương Dương xuất thủ có điểm quá nặng. Sở Yên Nhiên nói, người như thế đáng đời chịu đòn. Kiều Bằng Phi trong lòng vừa thẹn vừa hận. Phùng cảnh lượng cuốn quyết hòa giải nói, đều là người một nhà thì hảo thuyết. La Tuệ Ninh lạnh lùng nhìn phùng cảnh lưỡng nước mắt, phân minh ở trách cứ hắn, ở đây nào có người nói chuyện phần, nàng hướng Trương Dương nói, đi nhanh lên đi, đừng làm rột, bằng phi, người đi bệnh viện nhìn a. À. Nói xong lời nói này, nàng mang theo sở yên nhiên xoay người rời đi. Trương Dương đánh kiểu bằng phi dừng lại, cũng chút giận, xoay người theo La Tuệ Ninh các nàng đi rồi, chỉ còn lại có kiểu bằng phi thủy rơi đứng ở nơi đó, trên mặt biểu tình phức tạp tới cực điểm, lúc này hắn một đám bằng hữu mới vừa rồi dũng xuống tới, trong đó một cái dĩ nhiên là Vương Học Hải, Vương Học Hải trang mô tác giảng nói chuyện gì xảy ra mà. Ta đi cá toilet công phu thế nào xảy ra lớn như vậy sự tình. Kiều Bằng Phi không nói được một lời, yên lặng đi ra ngoài cửa. Tống Hoài Minh đem nhạc mẫu Sam s xa, hắn thấp giọng nói, mẹ, xin lỗi. Má cách lệ đặc nhìn một chút Tống Hoài Minh, nàng thấp giọng nói, Hoài Minh, Ta không có trách quá ngươi, ta giải nữ nhi của ta, nàng tuyển chọn ngươi là bởi vì nàng ái ngươi, nhân sinh của nàng không có khuyết điểm. Mẹ, Tống Hoài Minh khó có thể che giấu nội tâm cảm động. Mã Cách Lệ đặc thở dài nói, ta biết hiên nhiên bởi vì chuyện của mẫu thân mà trốn tránh ngươi, ta tin tưởng, ở đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong cũng không có hận ngươi, cái này bóng mà tự nàng lúc nhỏ lưu lại, rất khó tiêu trừ dục, không nên miễn cưỡng nàng, cho nàng thời gian. Tống Hoài Minh gật đầu. Mã cách lệ đặc lại nói, Trương Dương là một không sai tiểu tử, có sự can đảm, có đảm đương, xin chào hảo giáo đạo hắn. Lúc này là Tuệ Ninh mang theo Trương Dương và Sở Yên Nhiên đi tới cỏ sa tiền, Sở Yên Nhiên nhìn phụ thân liếc mắt, lông mi lập tức vì xuống phía dưới, dẫn đầu chui vào bên trong xe. Mã cách lệ đặc từ cửa sổ xe nội nhô đầu ra, cười đối Trương Dương nói, Trương Dương, chiến tích làm sao? Trương Dương từ trong túi quần móc ra đồng hồ kim cương đội, mang theo đây khối biểu đánh người hơi mệt chút chuế. Mã cách lệ đặc ha hả nở nụ cười, nàng và La Tuệ Ninh lễ phép cáo từ, Trương Dương cũng tới đến sở yên nhiên bên người ngồi xuống. Mọi người đều tự thượng chính mình ô tô. La Tuệ Ninh nhìn nhắm mắt dưỡng thần trượng phu, rốt cục vẫn phải nhịn không được phá vỡ trầm tính, nhỏ giọng nói thật không rõ kiểu vợ con tử thế nào đã ở từ kim các. Văn Quốc quyền cười nói, từ kim các loại địa phương này gặp phải người quen là bình thường sự tình bằng phi tiểu tử kia cũng chân hỗn đản, cư nhiên khứ khi dễ một nữ hài tử. Văn Quốc Quyền nói, thanh niên nhân uống chút rượu xung động cũng là chuyện thường, không cái gì quá không được. La Tuệ Ninh thấp giọng nói, Trương Dương có thể hay không nhạ phiền phức. Văn Quốc Quyền không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng, hỏi ngược lại ta là cá sợ phiền phức người sao. La Tuệ Ninh trầm mặc xuống phía dưới, nàng ý thức được trưởng phu ngày hôm nay nhận thức. Trương Dương đương con nuôi cũng không tâm huyết dâng trào, mấy năm này thao quang mịt mờ cũng không có tiêu ma dụng hắn hùng tâm tráng trí, song lần này không hài lòng, hay là chỉ là một bắt đầu. Kiều bằng phi cũng không phải cá lỗ mảng quần áo lụa là tử, đêm nay hành vi nguyên vu và đây bang bằng hữu đổ ước, thấy sở yên nhiên bọn họ đám người kia đều cảm thấy kinh diễm, là vương học hải sướng nghị, ai dám mặc sở yên nhiên cái mông một chút, hắn thì ra một vạn khối, kiều bằng phi là một kiêu ngạo nhân, người như thế rất dễ hội sản sinh tự phụ tâm tình, thường thường tự phụ nhân dễ đã bị lừa dối, hắn cho tới bây giờ cũng không biết, ở lơ đáng trong chui vào vương học hải cái trọng lý. Ở Bình Hải một loạt sự kiện, những vương học hải đối Trương Dương từ lâu thù căn đâm sâu vào, cho nên khi hắn biết Trương Dương đã ở tử kim các lúc ăn cơm, liền sinh ra suối dục kiều bằng phi và Trương Dương tranh đấu ý niệm trong đầu, Trương Dương tính tình hắn vẫn còn thập phần lý giải, hắn biết Trương Dương không chịu nổi tính tình, nếu có nhân khi dễ hắn nữ bằng hiếu, thằng nhãi này tuyệt không thi toàn quốc lự hậu quả. Kiều Bằng Phi vừa cá cực độ từ phụ nhân, Vương Học Hải chỉ là thoáng động một điểm cổ tay, thì những hai người bọn họ xảy ra mâu thuẫn, nhưng Vương Học Hải tỉnh thật không ngờ liên văn quốc quyền đã ở tử kim các, sở dĩ sự tình phát sinh hậu, hắn thì núp vào, thẳng đến văn quốc quyền những người đó rời đi sau khi, hắn mới xuất hiện. Trương Dương đêm đó đem sở yên nhiên tổ tôn lưỡng đuổi về ritual phá điếm sau khi, lại quay trở về Xuân Dương Bắc Kinh Bản, có lão thái thái ở một bên nhìn chằm chằm nhìn, hắn cho dù có âu yếm lá gan, cũng không có na cơ hội, còn không bằng trở lại thụy đắc tự tại. Nhưng nửa đêm thời điểm, tam lượng xe cảnh sát lái vào Xuân Dương Bắc Kinh Bản, gõ Trương Dương cửa phòng, Trương Dương Thụy Nhãn mông lung mở cửa phòng, đã thấy hai gã cảnh sát thần tình uy nghiêm đứng ở ngoài cửa, Trương Dương lập tức thì kịp phản ứng, đây nhất định là đánh kiều bằng phi dẫn dắt khởi. Người là Trương Dương. Người nào Trương Dương a Trương đại quan nhân cố ý giả bộ hồ đồ, ít cho chúng ta nói năng ngọt xớt. người chính là Trương Dương, biết người còn vấn a? À. Tên kia cá cao cảnh sát nói, theo chúng ta đi một chuyến ba, có người báo án, người kẻ khả nghi cùng nhau ấu đả sự kiện. Trương Dương lười biếng ngáp một cái nói, ta không phạm pháp, các ngươi cũng đừng tùy tiện cho ta chụp mũ. Muốn cho ta hiệp trợ điều tra không thành vấn đề, nhưng cái gì thủ tục cũng không có, đã nghĩ nhượng ta và các ngươi đi không có cửa đâu. Ít nói nhảm a, à, theo chúng ta đi. Trương Dương chẳng đáng nhìn bọn họ liếc mắt, ta nói các ngươi vô vị a, à, đại buổi tối không ngủ được, bảo ở đây ác tâm ta tới. Lúc này Vu Tiểu Đông cũng nghe đến động tĩnh chạy tới, thấy Trương Dương và cảnh sát phát sinh tranh chấp, cuống quyết qua đây khuyên ngủ, cảnh sát đồng chí, các ngươi có bắt bớ lệnh sao? Hơn nửa đêm vừa muốn đem nhân cấp mang đi a. À. Trương Dương cười nói, thì bắt bớ lệnh, ta lại không phạm pháp, thực sự là khổ cực các ngươi hương sư động chúng chạy đến nơi đây, biết nói chuyện gì xảy ra sao. Hắn cầm lấy điện thoại, lúc này cấp đỗ thiên giã đánh một cái, đã chế thế này quấy nhiễu la tuệ ninh cũng không thích hợp. Đỗ thiên giã vừa nghe chuyện này cũng có chút giận, kiều bằng phi người này hắn cũng nhận thức, chuyện đêm nay, xét đến cùng trách nhiệm hay là đang hắn nơi nào, hơn nữa là tuệ ninh đều tự mình ra mặt, tiểu tử này lại còn như thế không hiểu chuyện, thế nhưng đi qua quan hệ xuất động công an cơ quan, Đỗ Thiên Giá hỏi rõ những cảnh sát kia đơn vị, một chiếc điện thoại đánh tới bọn họ phân cục, nhưng đại buổi tối cũng tìm không được nhân, Đỗ Thiên Giá nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể cấp hình ảnh bình minh gọi điện thoại. Đỗ Thiên Giá vội vàng gọi điện thoại thời điểm, tam lượng xe cảnh sát thượng đã xuống 11 danh cảnh sát, bọn họ vốn tưởng rằng có thể dễ dàng mang đi Trương Dương, nhưng lại nghĩ không ra Trương Dương căn bản không ăn bọn họ bộ kia, Trương Dương sở dĩ không thành thành thật thật theo chân bọn họ đi, bởi vì Đỗ Thiên Giá khai báo nhường hắn ở Bắc Kinh bạn chờ, chính mình sắp thì chạy tới. Trương Dương rất nhanh thì nhận thức đến, chính mình căn bản kéo dài không đến Đỗ Thiên Giã tới rồi thời điểm, bốn gã cảnh sát qua đây muốn mạnh mẽ mang đi hắn, Phu Tiểu Đông rất dũng cảm xông tới, làm gì? Các người có hay không pháp luật quan niệm, cũng không thể vô duyên vô cớ liền đem nhân mang đi. Một gã cảnh sát hiển nhiên có chút không nhịn được, thân thủ đẩy Vu Tiểu Đông một bà. Tránh ra, Vu Tiểu Đông cũng không có cái gì chuẩn bị, cũng không nghĩ tới tên này cảnh sát thế nhưng thực sự sẽ đối với nàng xuất thủ, bị thôi đặt chân bất ổn, đầu một chút thì đánh vào trên tường, nhất thời ý nghĩ một trận mê muội ngã xuống đất ngất đi thường. Một đám người đều sửng sốt, Trương Dương thấy tình cảnh trước mắt, nhất thời trong cơn giận dữ, hắn giận dữ hết cút ngay. Bước đi đi tới vu tiểu đông trước mặt, thân thủ cầm nàng mạch môn, phát hiện vu tiểu đông chỉ là bị đụng phải hôn mê bất tỉnh, hẳn là không có gì trở ngại, hắn yên lòng, vẫn ngắm nhìn chung quanh cảnh sát, bỗng nhiên linh cơ khẽ động, ngón tay lặng lẽ ở vu tiểu đông trên thân điểm hai cái, điểm chúng nàng hai nơi yếu huyệt, nhường vu tiểu đông bị vây quy tức trong trạng thái, hắn chậm rãi lắc đầu nói, nàng chết rồi. Chu vi cảnh sát đều là sừng sốt, ta ích, điều này sao có thể. Vừa thân thủ thôi vu tiểu đông cái kia cảnh sát cả giận nói, người nói bậy bạ gì đó. Dẫn đội cảnh quan đã đi tới, hắn vươn tay sờ sờ vu tiểu đông bên gáy, quả nhiên không có bất kỳ kích thích, lại dùng thủ dò xét tham vô tiểu đông hơi thở, tiếng động hoàn toàn không có. Bắc Kinh bạn lý nhân viên công tác đều bị thức tỉnh, tuy rằng nhân không nhiều lắm, nhưng bọn họ đều tận mắt thấy cảnh sát đem vô tiểu đông đổ lên, sau đó vô tiểu đông tè ngã xuống đất tình cảnh, nghe nói vô tiểu đông chết rồi. Từng cái tình cảm quần chúng xúc động vọt lên, cảnh sát có gì đặc biệt hơn người, cảnh sát là có thể thảo gian nhân mạng a à? trương đại quan nhân mục đích đúng là tạo thành hỗn loạn, chèn ép đối phương lòng tin mục đích của hắn đã sơ bộ đạt được bước tiếp theo chính là đắc để ý không buông thang người hắn buông Vu Tiểu Đông thân thể đi bước một đi hướng tên kia thôi Vu Tiểu Đông cảnh sát người hắn cư nhiên sát nhân tên kia cảnh sát mặt mũi trắng bệch hắn chỉ là tiện tay đẩy ai ngờ đến hậu quả nghiêm trọng như thế a à? môi hắn run rẩy một chút người nói bậy khứ ngươi Trương Đại Quan nhân giống một đầu săn báo bản sông tới một quyền thì đánh vào cảnh sát kia cầm trên động tác của hắn quá mức đột nhiên, hơn nữa chu vi cảnh sát đại đô bị vu tiểu đông mặc danh kỳ diệu chết đi sự tình cấp rung động, không có kịp phản ứng, mắt mở chừng chừng nhìn đồng bạn bị trương dương một quyền cấp đánh ngã xuống đất. Ở đồng bạn sau khi ngã xuống đất, 10 tên cảnh sát lập tức phản ứng qua đây, bọn họ hướng trương dương xuống lại đi tới. Trương dương cười lạnh nói, thế nào, giết một cái còn chưa đủ, còn muốn đối với ta hạ thủ A lúc này một chiếc quân dụng xe jeep bay nhanh lái vào bắc kinh bạn nội từ trên xe nhảy xuống hai người chính là hình ảnh bình minh và đỗ thiên giã đỗ thiên giã cả giận nói người nào chịu trách nhiệm hành động lần này tên kia dẫn đội cảnh sát đi tới ta đỗ thiên giã nhìn lướt qua hắn cảnh hào đem bắt bớ lệnh cho lấy ra ta không có không có chính là tự ý hành động hình ảnh bình minh nhất sửa ngày xưa trên mặt phật di lặc như nhau dáng tươi cười hắn uy nghiêm mười phần bước chứ bước chân thư thả đi tới, đều là trình trí vĩ bộ hạ ba. Ta còn làm cái gì nhân bá đạo như vậy? Hắn nói lên tên chính là phân cục cục trưởng. Dẫn đội cảnh sát ý thức được sự tình có chút không ổn, khẩu khí của hắn hòa hoãn một ít. Lương cục phó nhượng chúng ta điều tra cùng nhau ẩu đả sự kiện. Hình ánh bình minh có chút hít xíu cần nói, điều tra cùng nhau ẩu đả sự kiện. Các người đã tới rồi 11 người, các người phân cục cảnh lực thật đúng là giàu có, lương liên hợp na gần đáp sai rồi. Hắn lấy điện thoại di động ra, trực tiếp bấm phân cục cục trưởng trình trí vĩ điện thoại. Đỗ thiên giã đi tới vu tiểu đông trước mặt, hắn thấy vu tiểu đông vẫn không nhúc nhích chút nào không một tiếng động hình dạng cũng lại càng hoảng sợ. Làm sao vậy, vài tên vây ở một bên Bắc Kinh bạn nhân viên công tác tràn ngập bi thương đáp bị bọn họ đánh chết. Đỗ thiên giã nhất thời lửa giận điền ưng, tuy rằng Trương Dương đã từng muốn tác hợp hắn và vu tiểu đông, hắn đối Vu Tiểu Đông cũng không có gì tìm cách, nhưng năm đó đã tới nay, hắn và Vu Tiểu Đông cũng thành vi không có gì giấu nhau hảo bằng hiếu. Đỗ Thiên Giã cả giận nói, ai làm? Không ai trả lời, vừa đẩy ngã Vu Tiểu Đông vì kia đã bị Trương Dương một quyền cấp đánh ngất xỉu, lúc này chính vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất ni. Đỗ Thiên Giã gần từng chữ, các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy trốn trách nhiệm. Trình Chí Vĩ bị từ ngủ say chung đánh thức, chuyển được điện thoại chợt nghe đến hình ảnh bình minh hưng sư vấn tội thanh các người cảnh sát vì tiện sát nhân a trình trí chí vĩ sừng sốt lập tức rất nhanh chợt nghe ra đây là hình ảnh bình minh thanh âm hắn và hình ảnh bình minh là lão chiến hiếu có chút kinh ngạc hỏi người phát cái gì thần kinh hơn nửa đêm nói bậy bạ gì đó hình ảnh bình minh lúc này mới đem chuyện đã xảy ra nói trình chí vĩ nghe xong thì ý thức được lần này sấm đại họa cuống quyết đứng lên nói ta lập tức đến quải thượng hình ánh bình minh điện thoại, hắn một bên xuất môn một bên đem điện thoại đánh cho tổ chức trận này hành động cục phó Lương Liên Hợp. Lương Liên Hợp vừa nhận được hội báo, đang muốn cấp trình trí vĩ gọi điện thoại ni chuyện này cùng Kiều Bằng bay quan hệ không lớn, Lương Liên Hợp là Kiều Bằng bay sư huynh, đêm nay và Kiều Bằng phi cùng nhau ăn cơm nhân chung, còn có một vị bọn họ đồng môn tiểu sư đệ, thấy Kiều Bằng phi có hại, vì vậy lặng lẽ cấp Lương Liên Hợp gọi điện thoại. Thân là sư huynh lương liên hợp đương nhiên muốn vì sư đệ hết giận, trong đó cũng có lương liên hợp tưởng lấy lòng kiều gia nhân tố ở bên trong, nhưng lương liên hợp tịnh thật không ngờ sự tình phía sau hội phức tạp như thế. Cho tới bây giờ hắn vẫn đang không có ý thức đến. Trình Chí vĩ cũng không có cùng lương liên hợp nhiều lời, chỉ là nhượng hắn lập tức chạy tới Xuân Dương Bắc Kinh bạn xử lý chuyện này. Lương liên hợp nghe được đi ra mạng người cũng có chút hối hận, hắn có thể cú lên làm cái này phân cục cục phó ít nhiều kiều gia, sở dĩ kiều bằng phi có sự tình. Hắn bụng làm giả chịu thay hắn đứng ra, nhưng không nghĩ đến hội cào tai nạn chết người căn cứ sơ bộ lý giải tình huống quốc an cục và trung ủy ban kiểm tra kỷ luật mọi người bị liên lụy vào được chuyện này có chút đại hắn bắt đầu cảm thấy hối hận lúc đó chỉ lo lấy lòng kiều bằng phi không chú ý lý giải trương dương bối cảnh một cái có thể làm cho quốc an cục ngũ cục cục trưởng nửa đêm đích thân tới hiện trường nhân cũng không phải nhân vật bình thường lương liên hợp hầu như và trình Chí vĩ song song chạy tới bọn họ đi xuống xe cảnh sát thấy hiện trường tới một chiếc xe cứu thương, cấp cứu bác sĩ đang ở cấp Vu Tiểu Đông kiểm tra. vị thầy thuốc kia rất tỉ mỉ, rất nghiêm túc kiểm tra rồi vừa thông suốt. sau đó sắc mặt ngưng trọng đứng lên, lắc đầu nói: xin lỗi, chúng ta bất lực. lời của hắn bằng xác nhận Vu Tiểu Đông tử vong. Trương Dương trong lòng thầm mắng thằng nhãi này là một lang băm, liên quy thức và tử vong đều phân biệt không được. bất quá nhân ra nếu như thật có thể phân ra đến, hắn quỷ kế cũng là vô pháp thực hiện được. Trình Chí Vĩ hung hăng trừng lương liên hợp liếc mắt, đối bất mãn ta của hắn đã không nói cũng hiểu, Trình Chí Vĩ đi tới hình ánh bình minh trước mặt, lão hình, chuyện gì xảy ra? Hình ánh bình minh cười lạnh nói, người hỏi ta, ta còn hỏi ngươi nhi. Các ngươi xuất động hơn 10 danh cảnh sát, đến Xuân Dương Bắc Kinh bạn tới bắt nhân, không có lục soát lệnh, không có bắt bớ lệnh, vừa muốn đem Trương Dương cấp mang đi, nhân ra cũng là quốc gia cán bộ, phó chỗ cấp, có các ngươi làm như vậy sao? Lương Liên Hợp đã đi tới, hắn và cùng nhau ẩu đả sự kiện hữu quan. Đỗ Thiên Giã vừa nghe thì nổi giận, cái gì ẩu đả sự kiện? Ngươi là nói đêm nay tử kim các sự tình, ta ở đây a, à, sự tình đã giải quyết, ngươi nói như vậy có ý tứ, kiều bằng phi báo án nữa, lương liên hợp thần tình xấu hổ vô cùng. Trình Chí vĩ nghe thế sự kiện liên quan đến đến kiều bằng phi, cũng không rác nao nao, hắn thấp giọng nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra lương liên hợp cũng không thể nói mình tưởng vì sư đệ xuất đầu ba. Hình ánh bình minh ánh mắt sắc bén, đã nhìn ra lương liên hợp căn bản không biết nội tình, thập có là muốn đi qua chuyện này lấy lòng kiều ra, hắn thấp giọng nói kiều bằng phi là kiều lão tôn tử ba. Hắn dừng lại một chút lại nói, kỳ thực nhân ra đánh nhau căn bản không tới phiên chúng ta quản. Hắn hạ giọng nói, lẽ nào các ngươi không biết Trương Dương là văn phó tổng lý con nuôi. Lương Liên Hợp nghe thế sự kiện, hận không thể trở tay chiều chính mình lưỡng mồm miệng tử mà túy ta hắn đây không phải đa sự sao nhân ra lưỡng thái tử ra giận dỗi hoàng đế không vội ta đây cá thái giám cấp cá mau trình trí chí vĩ nhìn lương liên hợp nói chuyện này đắc có một khai báo lương liên hợp gật đầu hắn phản ứng rất nhanh xoay người lạnh lùng nói đem gây chuyện cảnh sát cho ta khảo đứng lên chúng ta cảnh sát trong đội ngũ quyết không cho phép dã man chấp pháp tình huống xuất hiện Tên kia bị Trương Dương một quyền đánh ngất xỉu cảnh sát, vừa tỉnh lại, đã bị khảo đứng lên nhét vào xe cảnh sát lý, chấp hành hành động lần này cảnh sát mỗi một người đều oa cháy. Hành động lần này là ngươi lương cục hạ mệnh, hiện tại đi ra mạng người, ngươi liền đem chúng ta đi phía trước mặt thôi a, à, người nào a? À. Động lòng người ra quan đại, những này tiểu cảnh sát từng cái giận mà không dám nói gì. Trương Dương đã đi tới, hắn nhìn Lương Liên hợp nói, là ngươi hạ lệnh bắt ta ba Lương Liên Hợp lúc này đã rõ ràng hắn bối cảnh, tự nhiên cũng sẽ không có bắt đầu hạ lệnh bắt người khí phách, hắn có chút xấu hổ gật đầu nói có thể là có chút hiểu lầm. Trương Dương lạnh lùng cắt đứt lời của hắn nói, hiểu lầm hai chữ có thể mưu sát một cái sinh mệnh. Ta muốn ngươi cho ta một cái công đạo. Lương Liên Hợp không phản bác được, qua một lúc lâu mới vừa rồi nói, xin lỗi. Trình Chí Vĩ nói, Trương chủ nhiệm, người yên tâm, chuyện này chúng ta nhất định sẽ hảo hảo xử lý, sớm ngày cấp mọi người một hợp lý khai báo. Hắn nhượng hai gã cảnh sát đem vô tiểu đông thi thể mang đi. Nhưng ngay khi na hai gã cảnh sát tới gần Vu tiểu đông bên người thời điểm, Vu tiểu đông thế nhưng từ trên mặt đất một chút ngồi dậy, nhân dọa người hù chết nhân, nếu không người chung quanh không ít người sợ đến kinh hô lên, đứng mũi chịu xào hai gã cảnh sát sợ đến mặt không còn chút máu, đặt mông thì té ngồi trên mặt đất. Trương Dương trong lòng cái này nhạc A, khán đến nội lực của mình vẫn còn giảm bớt nhiều, Phu Tiểu Đông nằm không đến một giờ huyệt đạo thì tự động giải khai. Vu Tiểu Đông thấy nhiều người như vậy vây quanh mình cũng là nao nao, hồi tưởng lại vừa tình cảnh, trích đương là mình đánh vào trên tường hôn mê, nàng đứng lên nói các ngươi là người nào bộ môn, ta muốn trách cứ các ngươi. Của nàng chết mà phục sinh nhượng tất cả mọi người thở dài một hơi, cảm thấy nhẹ nhàng nhất địa vẫn còn lương liên hợp, nếu như đêm nay Vu Tiểu Đông thật đã chết rồi, như vậy phiền phức của hắn có thể to lắm, hắn hiện tại trong lòng tự có một thanh âm đó chính là cảm tạ trời đất. Đêm nay những này phiền phức đều là hắn tự tìm, cùng hắn nguyên bản không có bất kỳ quan hệ gì. Đối lương liên hợp mà nói đêm nay có thể nói là biến đổi bất ngờ, lúc ban đầu hắn tưởng thay sư đệ kiều bằng bay ra đầu, cấp trương dương một điểm giáo huấn, dùng phương thức như thế lấy lòng kiều ra, nhưng hắn không có tỉ mỉ điều tra qua trương dương bối cảnh, cũng không có lo lắng đến đêm nay hành động trong quá trình sẽ phát sinh vô tiểu đông tử vong ngoài ý muốn, vừa hắn hối hận tới cực điểm nhưng Vu Tiểu Đông lại chết mà phục sinh tâm tình thay đổi rất nhanh nhượng hắn hiện tại không còn có tham gia trong đó tâm tư cho dù là làm ra nhượng bộ thấp cao ngạo đầu lâu cũng cam tâm tình nguyện chỉ cần mình có thể bước ra sự ngoại đó là một phiền dĩ thân phận của hắn bây giờ không thể trêu vào cũng ngoạn không dậy nổi Sở Dĩ Lương liên hợp rất thành khẩn cấp Vu Tiểu Đông xin lỗi tình hướng Trương Dương giải thích tối nay là hiểu lầm tuy rằng hắn giải thích rất gượng ép nhưng vẫn là biểu hiện ra chuẩn xác thành ý, Trương Dương kiếm đủ mặt mũi, hơn nữa trình Chí vĩ và hình ánh bình minh vừa lão chiến hiếu, cũng không cần thiết làm được quá phận. Lương Liên Hợp tự mình thu đội sau khi, cục trưởng trình Chí vĩ cũng có chút bất đắc dĩ, chuyện đêm nay khiến cho bọn họ phân cục trên dưới xám xịt, nhìn đồng hồ đã là hừng đông. Đa chung, trình Chí vĩ đang chuẩn bị cáo từ ly khai, hình ánh bình minh lại nói, ta đều đói bụng, dù sao đều gặp được, cũng may lại không ra đại sự gì, đi ta mời các ngươi ăn chợ đêm. Vu Tiểu Đông nói, khứ chúng ta căn tin ba, ta đại nạn không chết, tùy tiện lộng chút thức ăn, các ngươi nếm thử. Hình ánh bình minh biểu thị đồng ý. Kinh phân cục như thế gặp lại đằng, Trương Dương cũng buồn ngủ hoàn toàn không có, và Đỗ vũ Phong, trình trí vĩ ở tiểu trong phòng ăn ngồi, hình ánh bình minh tới hăng hái, tự mình đi tại chủ phòng lấy mấy cái ăn sáng, ở Vu Tiểu Đông dưới sự trợ giúp rất nhanh liền đem thái chuẩn bị cho tốt. Xuân Dương Bắc Kinh bạn không thiếu hảo tử, nhất là ngày hội trước, Phu Tiểu Đông cầm nhất Dương 15 năm mau thai, sau đó trở về đi ngủ. Đỗ Thiên Giã bừng chén rượu lên nói, vừa chân đem ta sợ hãi, ta cho rằng vô chủ nhiệm chân chết rồi. Hắn cũng cảm giác được chuyện này kỳ quặc, hoài nghi thập có và Trương Dương hữu quan, nhưng Trương Dương không thừa nhận, làm cho Trình Chí Vĩ mặt hắn cũng không hảo vấn. Trình Chí Vĩ bừng chén rượu lên nói, mọi người đều là lão bằng hữu, chuyện đêm nay đích thật là cá hiểu lầm đến ta đại biểu phân cục cấp trương chủ nhiệm nói lời xin lỗi trương dương cười bưng chén rượu lên cùng trình chí vĩ huyết bính bốn người uống cạn chén rượu này sau khi trương dương mới vừa rồi nói vị kia lương cục phó không biết không duyên cớ vô cớ nhầm vào ta trình cục trưởng có thể cho ta thấu tin tức sao trình chí vĩ mặt lộ vẻ khó xử hình ánh bình minh có chút bất mãn chừng hắn một cái nói sự tình nếu quá khứ mọi người ai đều không biết truy cứu ngồi ở một cái bàn thượng, mọi người thì là bằng hiếu, biệt đem mình đương cái gì cục trưởng, ít xuất ra của người kiểu cách nhà quan. Trình Chí vĩ cười nói, kỳ thực không đại sự gì, lương liên hợp và kiều bằng phi là sư huynh đệ. Hắn đem chuyện này nói ra bằng đem sự tình làm rõ, hắn ở nói cho Trương Dương, cũng không phải lương liên hợp tưởng cảo ngươi, nguyên nhân chân chính cũng là ngươi và kiều bằng bay mâu thuẫn. Trương Dương bĩu môi khinh thường. Đỗ Thiên Giã đối đêm nay chuyện đã xảy ra rõ ràng nhất, hắn thấp giọng nói, sự tình quá khứ coi như xong, không cần thiết tổng dây dưa xuống phía dưới. Hình ánh bình minh thở dài nói, kiều lão người cháu này là một gây sự tinh, ca ca của hắn thì tỷ ta đều biết, không một người giống hắn như thế không hiểu chuyện. Nói đến đây hắn chợt nhớ tới một việc, được rồi, kiều mộng viện người biết không, kiều bằng bay đường muội kinh thành danh viện, nàng và bình hải tiền tỉnh trưởng hứa thường đức công tử hứa ra dũng đính hôn. Đỗ thiên giã nhíu mày, Hứa thường đức sự tình trung ủy ban kiểm tra kỷ luật đã ở bên trong bộ làm thông báo, hắn thực sự cảo không hiểu, kiều lão làm sao sẽ đồng ý bảo bối của hắn tôn nữ và hứa ra dũng đính hôn. Việc hôn sự này có vẻ có chút thương xúc, làm cho người ta cảm thấy đột nhiên, rất nhiều người đều cho rằng hứa ra dũng và kiều mộng viện đính hôn là khán ở nhà nàng đình bối cảnh điều kiện tiên quyết, các gia đều có bản nan niệm kinh, cao tầng lãnh đạo cũng không ngoại lệ. Trương Dương đối hứa ra dũng cùng ai đính hôn tịnh không có bất kỳ hứng thú, nếu như không phải Kiều Bằng Phi chọc phải trên đầu của mình, hắn cũng sẽ không khứ trêu chọc Kiều ra, bất quá hắn đã ý thức được, chính mình đánh Kiều Bằng bay sự tình, nhất định sẽ cho hắn đưa tới rất nhiều phiền toái không cần thiết. Đêm nay Lương Liên Hợp can thiệp vào, chỉ là một bắt đầu, giả như bị những người khác biết, có thể hay không lợi dụng chuyện này làm văn. Mà bị có Kiều Bằng Phi, lẽ nào thì khẳng nén giận, lúc đó dừng tay. Đáp án hiển nhiên là phủ định. chương 209, Ánh Trăng nói hộ lòng ta. Mấy người đang hừng đông năm giờ mới vừa rồi tán đi, lúc này sắc trời đã phóng lượng, Trương Dương thấy Vu Tiểu Đông ăn mặc một thân bạch sắc quần áo luyện công đang ở sân lý đánh Thái Cực Quyền, nhớ tới tối hôm qua lợi dụng nàng kinh sợ na bang cảnh sát sự tình, chưa phát giác ra hiểu ý cười, đi tới Vu Tiểu Đông trước mặt, phát hiện Vu Tiểu Đông Thái Cực Quyền đánh cho thực sự sứt sẹo, Vu Tiểu Đông cũng có chút ngượng ngùng, dừng lại động tác nói cương cùng người ta học, tư thế không tiêu chuẩn, nhượng Trương chủ nhiệm chê cười. Trương Dương nói, thoạt nhìn hoàn đi, mơ hồ người thường không thành vấn đề. Thân thể thế nào? Vu Tiểu Đông nói, không có chuyện gì, lúc đó hôn mê bất tỉnh, bính chấm dứt. Cảm tạ ngươi. Vu Tiểu Đông có chút kinh ngạc nói, cảm tạ ta cái gì? Không phải mỗi người cũng dám ở loại tình huống đó hạ động thân ra, Vu Tỷ, ngươi thực sự là một cái nữ trung hào kiệt. Vu Tiểu Đông cười nói, Na Trương chủ nhiệm có đúng hay không lo lắng để bạt đề bà ta? Trương Dương cười nói thành, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta đem ngươi điều đến giang thành xí sửa bản khứ. Vu Tiểu Đông lắc đầu nói, quên đi, ta hiện tại ở Bắc Kinh ngây ngô thói quen, cũng không muốn hoán địa phương, sau đó dự định ở Bắc Kinh mua phòng xếp tử. Cắm dễ ở chỗ này, nàng sở nói là lời thật lòng, ở Xuân Dương của nàng xác thực không có quá nhiều có thể lưu luyến địa phương, bất quá gần đây nàng nghe nói một tin tức, ủy ban huyện mới tới vị này huyện ủy bí thư Chu Hằng muốn động vị trí của mình, nàng cũng rất thấp thỏm đáng tiếc lại không đủ trình độ chu hằng quan hệ lần này trương dương qua đây vẫn muốn hướng hắn nhắc tới chuyện này xem hắn có thể hay không giúp đỡ mang nhưng nàng cũng không muốn tùy tiện nhắc tới chuyện này nhẹ giọng nói trương chủ nhiệm chúng ta đi ra ngoài ăn sớm một chút ba trương dương cười khổ nói ta vừa mới cương uống xong dạ rượu cái này muốn ăn điểm tâm a vu tiểu đông ngẫm lại còn không phải sao nàng có chút không có ý tứ cười cười nói trương chủ nhiệm ngài đi nghỉ ngơi ba Lúc này thấy Giang Thành rượu hán Lưu Kim Thành từ bên ngoài đi vào, hắn hai ngày này quá bận rộn tiến cử đóng gói sinh sản tuyến sự tình, bình thường là rất vãn trở về, tối hôm qua trắng đêm không về, ngáp mấy ngày liền nói, mệt chết ta, cùng hai gã người Hàn Quốc uống một đêm, những này cao lệ bổng tử, thật có thể hát. Trương Dương nói, chuyện của ngươi định xuống. Lưu Kim Thành nói, nhìn mấy cái đóng gói sinh sản tuyến, vẫn còn người Hàn Quốc tiện nghi nhất, đã định xuống. Vũ Tiểu Đông cười nói, Lưu Sưởng trưởng Vi Gian Thành rượu hán, thực sự là cúc cung tận tụy A. Lưu Kim Thành nói, tái như thế xuống phía dưới sẽ chết sau đó đã xong. Trương Dương cười nói, Na nhất định có thể truy nhận một cái liệt sĩ, có tư cách vào ở bát bảo núi. Lưu Kim Thành ha hả cười nói, Trương chủ nhiệm, người đừng bẩn thiểu ta, ta đời này là không có Na có phúc. Thế sự khó liệu A, à? thì là có thể đi ta cũng không khứ, ta mai chỗ để làm chi theo ta cấp bậc này đến bên trong liên sách giày đều bài không hơn hào hắn lại ngáp một cái nói ta phải hảo hảo ngủ một giấc vu chủ nhiệm giúp ta đính hé ra buổi tối giường nằm ta quay về gian thành vu tiểu đông nói không ngủ mịt nữa lưu kim thành gật gật đầu nói vẫn còn tọa xe lửa kiên định nhìn lưu kim thành bóng lưng trương dương có chút đồng tình lắc đầu lưu kim thành người này vẫn còn rất phải cụ thể nếu như Giang Thành xí nghiệp lãnh đạo đều giống như hắn cái dạng này, này xí nghiệp đô hội có điều khởi sắc. Hắn chuyển hướng Vu Tiểu Đông nói, ta bỗng nhiên có chút đói bụng, đi ăn sớm một chút khứ. Vu Tiểu Đông nở nụ cười, nàng và Trương Dương đi ra Bắc Kinh bạn, đi tới tả đối diện xa huyện ăn vặt, muốn sớm một chút. Trương Dương tuy rằng cường uống rượu xong, nhưng tịnh không ăn cái gì, hắn mùi ngon uống hồn đồn. Rốt cục vẫn phải lưu ý đến Vu Tiểu Đông muốn nói lại thôi hình dạng, không khỏi cười nói, Vu tỷ, người có phải hay không có việc a? À. Vu tiểu đông gật đầu, lúc này mới đem Xuân Dương Bắc Kinh bản khả năng đối mặt biến động sự tình nói cho hắn. Trương Dương và Xuân Dương hiện giữ bí thư Chu Hằng cũng không thục, bất quá dĩ quan hệ của hắn, tìm Chu Hằng nói một chút hẳn là không thành vấn đề, hắn rất sảng khoái đáp ứng nói, Vu tỷ yên tâm, ta sau khi trở về tìm Chu bí thư nói chuyện chuyện này. Vu tiểu đông biết Trương Dương năng lượng. Chỉ cần hắn chính mồm chuyện đã đáp ứng sẽ không có bạn phải không?" Nàng cười nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Trương chủ nhiệm phần ân tình này ta sau đó tái báo đáp. Ăn xong điểm tâm, Trương Dương nghỉ ngơi một chút, một chiếc điện thoại đem mình tư ra mật thám Lưu Minh cấp kêu qua đây. Lưu Minh đến thời điểm vẫn đang mang theo nhất đạp ảnh chụp, Trương Dương tuy rằng không ở Bắc Kinh, Lưu Minh vẫn đang không có quên sứ mạng của mình, bớt thời giờ còn có thể khứ trành trành Lâm Ngọc Văn, Vương Học Hải, nhiều ít vẫn còn vỗ một ít ảnh chụp. Bất quá hắn phách ảnh chụp cũng không có quá nhiều giá trị, Trương Dương tùy tiện nhìn một chút, nhưng trong đó một tấm hình vẫn còn đưa tới chú ý của hắn. Đây là hé ra Vương Học Hải và Kiều Bằng bay chụp ảnh chung chiếu, ảnh chụp chung vài người hắn đều rất quen thuộc, đều là tối hôm qua xuất hiện ở Tử Kim Các quen thuộc mặt, Trương Dương nói, đây tấm hình ở đâu mà phách? Lưu Minh nói, tối hôm qua ở Tử Kim Các, ta theo Vương Học Hải ở cửa vỗ vài tấm. Trương Dương nội tâm chấn động. Từ hắn và Kiều Bằng Phi phát sinh xung đột cho tới bây giờ, hắn cũng không nghĩ tới Vương Học Hải sẽ ở chàng. Nếu như Vương Học Hải tại chỗ, chuyện này tất nhiên có nội tình khác, Kiều Bằng bay tự tung tự tác có đúng hay không và Vương Học Hải hiếu quan. Lưu Minh thấy Trương Dương trầm mặc không nói, không khỏi hiếu kỳ nói, Trương chủ nhiệm có phải là có chuyện gì hay không? Trương Dương lắc đầu cười nói, không cái gì quá không được sự tình. Hắn tiếp tục khán ảnh chụp, phát hiện trong đó còn có vài tấm vương học hải và cố minh kiện cùng một chỗ ảnh chụp, vùng xung quanh lông mày không chỉ có lại nhíu lại, cố dẫn chi đem cố minh kiện đưa đến Bắc Kinh, mục đích đúng là nhượng hắn một lần nữa đối đãi Tận lực rời xa Bình Hải Na Bang Hồ bằng cầu hiếu, nhưng nghĩ không ra tiểu tử này lại cùng vương học hải lẫn vào tới rồi một chỗ. Trương Dương hợp lại ảnh chụp, một lần nữa thả lại phong thư chung, hắn đối vương học hải đã sinh ra càng ngày càng sâu cảnh giác, quá khứ hắn còn không có hưng khởi đối phó vương học hải ý niệm trong đầu nhưng chuyện tối ngày hôm qua và vương học hải liên hệ cùng một chỗ sau khi trương dương đã đem vương học hải tập trung vi lớn nhất hiểm nghi nhân hắn cấp cho vương học hải một điểm giáo huấn lưu minh nói trương chủ nhiệm vương học hải người này ở kinh thành giao du rộng khắp rất có bản lĩnh trương dương chẳng đáng cười cười lúc này điện thoại của hắn vang lên cũng sở yên nhiên đánh tới nguyên lai sở yên nhiên ứng với la tuệ ninh mời buổi sáng bồi nàng cùng đi ra ngoài mua sắm, nàng bà ngoại muốn Trương Dương khứ Rituo phản điếm đón nàng khứ cố cung chuyển chuyển, chuyện này Trương Dương bụng làm giả dạ chịu, hắn thống khoái đáp ứng. Tiến về Rituo phản điếm đi đón lão thái thái trên đường, Trương Dương lại nhận được Liễu Ngọc Oánh điện thoại, Liễu Ngọc Oánh muốn cho hắn an bài và lão thái thái gặp mặt, Trương Dương do dự một chút, tịnh không có lập tức đáp ứng, dù sao hắn không biết má cách lệ đặc hiểu rõ thái độ. Chuyện này phải muốn xin chỉ thị một chút nhân ra rồi hãy nói. Liễu Ngọc Oánh cũng không có miễn cưỡng hắn, chỉ là nhượng hắn cấp mã cách lệ đặc nhắn nhủ một chút ý của mình. Trương Dương mở ra Xuân Dương Bắc Kinh bạn Na Lượng Santana, ở ritual phản điếm nhận mã cách lệ đặc, mang theo nàng trực tiếp xử hướng cố cung, lão thái thái không thích suy điều hòa, hai ngày này Bắc Kinh khí trời hoàn phá lệ nóng bức, Trương Dương nhiệt đắc đầu đầy mồ hôi. Mã cách lệ đặc ngồi ở phó giá thượng, nhìn Trương Dương không khỏi nở nụ cười, tối hôm qua đánh cho thống khoái A yên nhiên quá khứ nói võ công của ngươi rất tốt, ta còn chưa tin. Trương Dương cười nói, nếu như ta võ công không được, tối hôm qua chẳng phải là làm cho người ta ra cấp tấu dừng lại. Mã cách lệ đặc nói, chịu không bị đánh là một chuyện, có dám hay không Vi yên nhiên suốt đầu vừa một chuyện khác. Ngươi để lại cho ta ấn tượng không sai. Trương Dương thực sự là dở khóc dở cười, đây lão thái thái niên kỷ mặc dù lớn, nhưng lại có chút ít hài tử tính tình. Hắn cố ý nói, bà ngoại lần này khứ tĩnh an sao, mã cách lệ đặc ý vị thâm trường nhìn trương dương một cái nói người có phải hay không muốn hỏi ta có đúng hay không muốn đi tĩnh an thấy sở chấn nam tên hỗn đản nào trương dương không khỏi nở nụ cười lão thái thái sáng mắt sáng lòng mình mới nói một câu nói nhân ra chợt nghe đi ra ý của mình mã cách lệ đặc nói khứ vì sao không đi là hắn khiếm ta cũng không phải ta khiếm hắn ta dựa vào cái gì muốn ẩn núp hắn Trương Dương nói, Yên Nhiên và Tống Thúc Thúc trong lúc đó ngăn cách rất sâu ha. Mã Cách Lệ đặc cười nói, ta cũng không muốn bọn họ phụ nữ trong lúc đó cảo thành như vậy, thế nhưng Yên Nhiên tính tình quật, nàng đem mẫu thân chết vẫn luôn đổ lỗi đến phụ thân trên thân, có lẽ chỉ có thời gian tài năng tu bổ quan hệ của bọn họ. Tống Thúc Thúc Thê tử muốn gặp ngài, Trương Dương nhân cơ hội nói ra chuyện này. Mã Cách Lệ đặc sững sốt một chút, Tống Hoài Minh Thê tử là con gái của mình nhưng nàng lập tức lại ý thức được Trương Dương sở nói là Tống Hoài Minh hiện tại thê tử. Nàng chậm rãi gật đầu nói ta cũng muốn gặp nàng, như vậy, buổi trưa hẹn cả địa phương uống cà phê ba. Toàn bộ buổi sáng, Trương Dương đều cùng mã cách lệ đặc ở cố cung Lắc Lư, buổi trưa 12 giờ thời điểm, đi tới trước ước định quán cà phê. Liễu Ngọc Oánh đã ở ước định thời gian tiền 15 phút đã tới ở đây, nàng làm như vậy không chỉ là biểu hiện ra đối mã cách lệ đặc tôn trọng, cũng biểu hiện ra nàng đối lần này gặp chặt Trương Hòa kỳ vọng mã cách lệ đặc nhìn liễu ngọc oánh trên mặt lộ ra một tia hiền hòa dáng tươi cười, cười ta nghe nói ngươi thật lâu thế nhưng từ chưa từng thấy qua ngươi a à, di hảo liễu ngọc oánh nhẹ giọng nói trương dương hướng liễu ngọc oánh cười cười hắn mượn cớ đi ra ngoài rửa xe lưu cho các nàng một cái đơn độc trò chuyện với nhau không gian mã cách lệ đặc đoan khởi cây cà phê nhấp một miếng nhẹ giọng nói ta còn là gọi ngươi ngọc oánh ba liễu ngọc oánh cảm thấy nội tâm một trận kích động nàng tới gặp mã cách lệ đặc trước tỉnh thật không ngờ lão thái 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 độ hội như vậy hiền lành. Mã cách lệ đặc nói, tính chi tuy rằng chết rồi, nhưng ta đương hoài minh vẫn là hài tử của ta, mấy năm nay, ta không muốn về nước, là bởi vì tính chi chết nhượng ta rất đau đớn tâm, ta đánh mất mong muốn, ta mất đi thời gian tới, ta biết. Bao quát hiên nhiên ở bên trong, đều đem nàng chết đỗ lỗi trong ngực minh trên thân, ở tính chi sau khi chết một năm, ta không muốn tưởng chuyện này, ta đem mình phong bế đứng lên, thẳng đến có một ngày, ta nhận được một chiếc điện thoại. Mã cách lệ đặc thủ dừng lại ở nơi nào, nàng thấp giọng nói, đầu bên kia điện thoại không có người nói chuyện, qua đã lâu, ta nghe được có người đang khóc, đó là thanh âm của một nam nhân, hắn khóc rất thương tâm, ta từ chưa từng nghe qua như vậy tuyệt vọng mà thống khổ tiếng khóc. Sau lại ta nghe đến một cái nữ hài tiếng khóc, ta quên không được, ta vĩnh viễn đều quên không được, một sát na kia, ta bỗng nhiên minh bạch rồi. Mã cách lệ đặc trong con người bịt kín một tầng lệ quang, trên đời này không chỉ là ta một người để tĩnh chi chết mà thống khổ. Liễu Ngọc Oánh rơi lệ, nàng rút ra khăn tay yên lặng lau đi lệ trên mặt châu. Mã cách lệ đặc nói, từ ngày đó bắt đầu, yên nhiên bị ngoại công của nàng từ Hoài Minh bên người mang đi, đây hứa nhiều năm qua, ta biết Hoài Minh nhất định nhai đắc rất thống khổ. Ngọc Oánh, người hẳn là hiểu được yêu hàm nghĩa, tĩnh chi khi còn tại thế lựa chọn Hoài Minh, Hoài Minh cũng lựa chọn nàng, lựa chọn của bọn hắn ta đây cá làm mẫu thân lại có tư cách gì khứ chỉ trích nghi. Liễu Ngọc Oánh gật đầu, vành mắt đã đỏ lên, mã cách lệ đặc không thể nghi ngờ là khai sáng, nàng cũng không hận tống Hoài Minh, nàng tôn trọng nữ nhi mình tuyển chọn. Liễu Ngọc Oánh nói, A Di, ta ái Hoài Minh, thế nhưng ta biết, Hoài Minh đối với ta ái vĩnh viễn không có khả năng và tính chi tỷ so sánh với, ta chẳng bao giờ hy vọng xa vời quá song và tính chi tỷ như nhau cảm tình, ta chỉ muốn hảo hảo chiếu cố Hoài Minh. Mã Cách Lệ Đặc không nói gì, trên mặt lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Liễu Ngọc Oánh nói, Hoài Minh rất ít biểu lộ tâm sự của hắn, nhưng ở trong lòng hắn tối khát vọng đó là có thể và yên nhiên hòa hảo, có thể nghe được Yên Nhiên gọi hắn một tiếng ba ba. Nếu như Yên Nhiên có thể tha thứ hắn, ta nguyện ý làm tất cả sự. Mã Cách Lệ Đặc nhẹ giọng nói, Ngọc Oánh, tuy rằng chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ta cũng nhìn ra được ngươi đối Hoài Minh quan ái phát ra từ nội tâm. Yên Nhiên và cha của nàng vấn đề, chúng ta giúp không được gì, cái này khúc mắc cần chính bọn nó cưới khai. Nàng cầm lấy muỗng nhỏ ở chén cà phê chung quấy hai cái, Yên Nhiên sẽ từ từ thành thục đứng lên, khi nàng hiểu được chân ái, nàng sẽ lý giải lúc trước chuyện của mẫu thân, nàng sẽ dần dần lý giải cha nàng, ngọc oánh, tin tưởng ta, ngày này không biết lâu lắm. Điền Linh nhận được một phong thư nặc danh, mở thư nặc danh, trong đó giải rác ra rất nhiều tấm hình, đều là trưởng phu vương học hải và một cái nữ nhân xa lạ chụp ảnh chung, từ trong hình nhìn không ra hai người có bất kỳ đặc biệt, nhưng Điền Linh vẫn đang cảm thấy có chút khó chịu, bên trong hoàn bám vào một phong thơ, đem nữ nhân kia tính danh địa chỉ viết thanh thanh sở sở, thậm chí bao quát rượu của nàng ba ra sao thì khai trương. Vương học hải đầu tư nhiều ít đều viết rất kỹ càng tỉ mỉ. Điền Linh cũng không phải cá ý nghĩ nữ nhân đơn giản, nàng nghĩ đến chuyện thứ nhất chính là ký phong thư này nhân muốn xúi dục nàng và trưởng phu chi quan hệ giữa, nàng đối vương học hải thân thể rất rõ ràng, biết hắn bởi vì sinh lý thượng nào đó vấn đề, đối chuyện giữa nam nữ tình cũng không mưu cầu danh lợi, thậm chí có chút bài xích, hắn chân chính cảm thấy hứng thú chính là tiền tài, Điền Linh cũng không hỏi đến trượng phu sinh ý, nàng thu hồi ảnh chụp, dự định đem chuyện này để hỏi rõ ràng. Nhưng sau đó một cái nạc danh điện thoại nhượng Điền Linh càng phát ra kỳ quái. Điện thoại là một cái nam tử đánh tới, Điền Linh, tín nhận được sao? Điền Linh rất cảnh giác hỏi, ngươi là ai? Vì sao ký cho ta mấy thứ này? Đối phương nở nụ cười, ta chỉ là nhìn ngươi thái đáng thương, không muốn ngươi bị Vương Học Hải cái này ngụy quân tử lừa dối. Ngươi nghĩ gây xích mích vợ chồng chúng ta quan hệ sao? Có cần phải sao? Ngươi biết Vương Học Hải và Lâm Ngọc Văn chung sống bao nhiêu năm? Ngươi biết Vương Học Hải lưng ngươi vì nàng mở quán ba, vì nàng mua phòng ở sao? Ta chỉ là không quen nhìn một nữ nhân bị người lừa tới mức này thực sự thái đáng thương. Người cầm miệng, Điền Linh bực tức nói. Đối phương cười lạnh một tiếng đã cúp điện thoại. Gọi điện thoại chính là Lưu Minh, hắn dựa theo Trương Dương phân phó làm chuyện này. Trương Dương thôi chắc đến Vương Học Hải ở sau lưng bày ra tử kim các sự kiện sau khi, thì đối với hắn sinh ra cực đại địa phản cảm. Từ hôm nay trở đi, hắn muốn cho Vương Học Hải vĩnh thà bằng nhật. 9 tháng 30 hào là Trung thu lễ, Đỗ Sơn khôi phu phụ ở nhà Thiết Yến khoản đãi từ nước. Nghĩ đến đây Mã Cách Lệ đặc, bọn họ cũng mời văn phó tổng lý một nhà, bất quá văn quốc quyền có an bài khác, người một nhà vô pháp thành hàng, Đỗ Sơn khôi phu phụ trong lòng khó tránh khỏi có chút ý kiến, xem ra nguyên vốn sẽ phải trở thành thân gia hai nhà người đã tiệm hành tiệm viễn, thấy phụ mẫu trong ánh mắt Na Ti thất lạc, Đỗ Thiên giã không khỏi âm thầm tự trách. Đêm đó Đỗ Sơn khôi mặt khác hai đứa con trai cũng mang theo con dâu tới nữ nhi đỗ thiên nàng ấm trượng phu viên đào chuyên môn từ sơn tây chạy tới đỗ gia sở hữu thành viên tất cả đều tới rồi ngoài ra còn có mã cách lệ đặc và sở yên nhiên trương dương truyền dẫn theo nhất dương mau thai nhất dương rượu đỏ mã cách lệ đặc cúng cấp đỗ gia mỗi người đều mang đến lễ vật tống hoài minh là chế nhất đến một cái lần này không chỉ hắn tới hơn nữa liễu ngọc oánh cũng cùng hắn cùng nhau cùng đi sở yên nhiên thấy phụ thân qua đây khuôn mặt nhất thời mất đi tiểu ý xoay người đi ra ngoài lại bị bà ngoại một phát bắt được mã cách lệ đặc cười nói yên nhiên là ta thỉnh bọn họ cùng đi đến sở yên nhiên trong lòng tuy rằng khó chịu nhưng bà ngoại nếu làm ra quyết định như vậy nàng cũng chỉ có thể vâng theo thấy trương dương đi tới và tống hoài minh chào hỏi trong lòng một cỗ oán khí đều phát ở tại trên người của hắn hung hăng chừng trương dương hai mắt trương dương quyền khi không có thấy một lát sau mới đến đến sở yên nhiên bên người cười nói thiên giã hảm chúng ta cứ đánh bài không đi, sở yên nhiên khuôn mặt thượng lộ ra không vui vẻ. Lúc này Liễu Ngọc Oánh đã đi tới, mỉm cười nói yên nhiên. Sở yên nhiên hát lớn lên lông mi thủy hạ xuống khứ, nàng vãn khởi Trương Dương cánh tay. Ta muốn đi ra ngoài đi một chút. Trương Dương bị nàng liên kéo đái túm đi ra ngoài, Liễu Ngọc Oánh nhìn sở yên nhiên bóng lưng, không khỏi lộ ra vẻ cô đơn. Trương Dương bị sở yên nhiên túm đi ra đỗ ra đại môn, không ngừng kêu khổ nói ta nói người khác ta xong rồi ma. Sở yên nhiên một đôi đôi mắt đẹp trừng tròn xoe, tiểu ngươi na quyến rũ rạc, mở miệng một tiếng thúc thúc làm cho ta nổi da gà đều đi ra. Trương Dương cười nói, nhân ra là bình hải tỉnh trưởng ta người này chính là chỗ này mau bệnh, nhìn thấy so với ta quan đại, kìm lòng không đậu đã nghĩ nịnh nọt, bệnh cũ, khống chế không được. Sở yên nhiên nhịn không được bật cười lên, thối nói, không biết xấu hổ. Trương Dương nói: "Ta còn là đắc thanh minh một chút, chuyện đêm nay không quan hệ với ta, ngươi tìm người bà ngoại khứ." Sở Yên Nhiên nói: "Thật không biết nàng nghĩ như thế nào." Trương Dương cười nói: "Ta là lớn gia đình khuê nữ, có một số việc hay là muốn đại khí điểm. Ngươi là nói ta hẹp hòi." "Không, ngươi biết, ta đứng ngươi bên này a, à. người khác nghĩ như thế nào ta bất kể, ta lưu ý chính là ngươi." "Dỗ ngon dỗ ngọt, chỉ biết hống ta." Trương Dương ôm sở yên nhiên eo nhỏ nhắn, thân thủ chỉ hướng bầu trời đêm nói, người vấn tại yêu ngươi sâu đậm, ánh trăng đại biểu lòng. Nhưng lúc này ánh trăng có hơn nửa giấu ở tầng mây lý, thằng nhãi này biểu tình không khỏi có chút xấu hổ, đại 15, người nói tháng này lượng đảo cái gì đản nhi. Người thì đây tâm A, đối với ta che che giấu giấu, không biết có bao nhiêu sự tình gạt ta nhi. Gió đêm khinh tống, che khuất trăng sáng tầng mây đột nhiên tán đi, Trương Dương hắng giọng một cái, na gì, vừa không tính là hắn thân thủ lần thứ hai chỉ hướng bầu trời đêm nói người vấn ta yêu người sâu đậm ánh trăng đại biểu lòng sở yên nhiên nhìn không trung ngân bàn như nhau trăng sáng phương tâm trung mọc lên một trận khôn kể ấm áp nàng ôm ở trương dương trong ngực nhẹ giọng nói ta tin tưởng vô luận người khác thế nào người thủy trung đứng ở ta bên này có lẽ là ý thức được bởi vì chính mình đến mà cấp nữ nhi tạo thành làm phức tạp Tống Hoài Minh ở rừng hơn một tiếng hậu thì đưa ra cáo từ, mã cách lệ đặc nhượng Trương Dương khứ Tống, Trương Dương và Đỗ Thiên Giã đem Tống Hoài Minh phu phụ Tống ra khỏi nhà. Liễu Ngọc Oánh lên xe trước, Tống Hoài Minh nhượng tài xế lái xe đi cửa đại môn chờ, hắn có nói mấy câu muốn đối Trương Dương nói. Trương Dương và Tống Hoài Minh sóng vai hướng cửa đại môn đi đến, hắn vốn tưởng rằng Tống Hoài Minh hội nói sợ yên nhiên sự tình, nhưng lại thật không ngờ Tống Hoài Minh nói để và gian thành hữu quan, Tống Hoài Minh nói, tình Lý đối Điền Khánh Long bị thứ nhất án thập phần coi trọng, căn cứ chuyên án tổ mới nhất điều tra tình huống, chuyện này đã sơ bộ tập trung làm một khởi trả thù sát nhân sự kiện, theo điều tra tiến hành, điểm đáng ngờ đã càng ngày càng nhiều tập trung ở Hoàng Cung ngày nghỉ thường. Trương Dương nhíu mày, hắn tịnh không cho là Hoàng Cung ngày nghỉ mấy cổ đông, bởi vì sự kiện kia hội sản sinh trừ đi Điền Khánh Long tâm sự, nếu như nói bọn họ muốn hận, hiện tại hận nhất hẳn là chính mình. Tống Hoài Minh nói, người quay về Giang Thành sau khi nhất định phải cẩn thận. Hắn nói những lời này mục đích không chỉ là nhắc nhở Trương Dương, cũng là bị vây đối nữ nhi an toàn lo lắng, yên nhiên vào lúc này về nước, khẳng định và Trương Dương sống chung một chỗ thời gian không ít, giả như có người tưởng muốn trả thù Trương Dương, có thể hay không lo lắng tự yên nhiên hạ thủ. Trương Dương Minh bạch Tống Hoài Minh ở cố kỵ cái gì, hắn gật đầu nói, Tống Thúc Thúc yên tâm, ta nhất định sẽ sớm ngày giải quyết chuyện này, Tống Hoài Minh nao nao, không biết hắn theo như lời giải quyết là ý gì. Tống Hoài Minh thở dài nói, Giang Thành chỉ An hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một chút, tỉnh Lý đã quyết định đem Điền Khánh Long điều nhiệm tỉnh thính đảm nhiệm phó thính trường, Đông Giang thì Cục Công an Cục Phó Vinh bằng phi điều nhiệm Giang Thành Cục Công an chủ trì công tác. Trương Dương kinh ngạc một chút, hắn đối Vinh bằng phi vẫn còn có chút lý giải. Lúc trước hắn ở Đông Giang bách nhạc môn đánh người Nhật bổn án tử chính là Vinh Bằng Phi ở xử lý, người này làm việc rất tròn trợt, và Chu Vân Phàm quan hệ không tệ, lúc đó hắn vẫn còn quảng thịnh phân cục cục trưởng, nghĩ không ra vừa thăng nhiệm Đông Giang cục công an cục phó, nhất trong nháy mắt thì thăng nhiệm Giang thành trưởng cục công an, người này lên trước tốc độ thật đúng là khoái A. Trương Dương nhảy cảm cảm thấy được Vinh Bằng Phi khẳng định có chút bối cảnh, nói bóng nói gió nói, Tống Thúc Thúc và Vinh Cục trưởng rất thuộc. Tống Hoài Minh nở nụ cười, Trương Dương là ở thám thính hắn và Vinh Bằng Phi chi quan hệ giữa, hắn cũng không có giấu giếm Trương Dương ý tứ, Vinh Bằng Phi là bằng hữu của ta, hắn đối nhân xử thế không sai, năng lực cũng rất mạnh. Những lời này bằng gián tiếp thừa nhận, Vinh Bằng Phi lần này thượng vị và hắn có quan hệ trực tiếp. Trương Dương gật đầu. Tống Hoài Minh nói để rất phiêu, không hề dấu hiệu chuyển rời đến xí nghiệp cải cách sự tình thượng, nghe nói Giang Thành chế thuốc hán bị cố bí thư nữ nhi thu mua nữa. Trương Dương nội tâm dùng mình, Tống Hoài Minh tuyệt không hội không hề nguyên nhân nhắc tới chuyện này, Hắn ở đi qua đây một đường kính tìm kiếm mình và cố giai đồng quan hệ. Trương Dương biểu tình như nhau giếng nước yên tĩnh, hắn gật đầu nói, đã hoàn thành, lễ hậu ký hoàn hiệp ước chuyện này thì là cáo một đoạn rơi, Giang Thành chế thuốc hán và Giang Thành rượu hán là chúng ta Giang Thành xí nghiệp cải cách trọng yếu làm thí điểm nơi làm thí điểm, nếu như có thể thành công, chúng ta sẽ đem kinh nghiệm mở rộng. Tống Hoài Minh ý vị thâm trường nói, gia tăng cải cách cước bộ không thể ngăn trở, nhưng ở cải cách trong quá trình muốn đem nắm tựa hình dương như mình nhất định phải làm đến cùng não thanh tỉnh, công và tư phân minh. Hắn những lời này nhất ngữ hai ý nghĩa, không chỉ có nhắc nhở Trương Dương nên, cũng cảnh cáo hắn không nên. Trương Dương trầm mặc không nói, mình làm sự rất khó giấu giếm được Tống Hoài Minh con mắt, Tống Hoài Minh ý nghĩ chi rõ ràng, tâm cơ chi thâm hậu, tuyệt đối có thể củng cố dẫn chi quyết tranh hơn thua. Bất chi bất giác đã đi tới cửa đại môn, Tống Hoài Minh cười nói, trở về đi, người đi ra lâu, yên nhiên chỉ sợ lại muốn trách ngươi. Trương Dương bất hảo ý thức cười cười, xoay người rời đi. Tống Hoài Minh chậm rãi đi hướng tiền phương bôn trì xa, thê tử Liễu Ngọc Oánh đang ở cỏ xa tiền chờ, hắn đi tới, chủ động dắt Liễu Ngọc Oánh thủ, hai người cũng không có lên xe, mà là dọc theo dưới ánh trăng lâm ấm đại đạo chậm rãi đi tới, hắn ở đi qua phương thức này yên lặng thoải mái thê tử, nữ nhi đối thê tử thái độ hắn thấy rất rõ ràng, kỳ thực Liễu Ngọc Oánh hoàn toàn có thể tuyển chọn không đến, bởi vì nàng không cần thiết thừa thụ những này ủy khuất tống hoài minh thủy trung cho rằng cho dù có thác lệch lạc cũng là mình liễu ngọc oánh là vô tội chính là bởi vì nàng lựa chọn chính mình mới vừa cùng nhiều như vậy ủy khuất đi theo liễu ngọc oánh dịu dàng cười nói chúng ta rất khó được có như vậy tản bộ cơ hội mấy năm nay ta bận về việc công tác bỏ quên đối sự quan tâm của ngươi ta thật không phải là một cái người chồng tốt tống hoài minh thấp giọng nói liễu ngọc oánh mỉm cười nói từ tuyển chọn của ngươi ngày đó trở đi Ta cũng đã tiếp nhận rồi của ngươi tất cả, ngươi trong lòng ta vĩnh viễn hoàn mỹ. Nói những lời này thời điểm, liễu ngọc oánh trong lòng vẫn còn sinh ra một chút chua xót khổ sở, không biết mình ở trượng phu trong lòng có phải là giống nhau hay không hoàn mỹ. Nàng lập tức cấp đi ra phủ định đáp án, nàng cho rằng ở tống hoài minh trong lòng, hoàn mỹ nhất cái kia vĩnh viễn là sở tính chi, một cái sinh người, vĩnh viễn vô pháp và người chết đánh đồng. Trung thu ngày hội vị tất mỗi cái gia đình đều là ở vui cười chung vượt qua, Vương Học Hải và Điền Linh từ phụ mẫu ra đi ra, cương lên xe hơi, Vương Học Hải thì phẫn nộ địa kêu lên, người chuyện gì xảy ra. Toàn bộ buổi tối băng bó chứ gương mặt, cha ta mẹ khiếm người tiền sao. Điền Linh chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, có chút vô lực nói, lái xe, ta không muốn với người xảo. Vương Học Hải vừa đánh động cơ, nhưng lại bởi vì Điền Linh những lời này, đem động cơ tắt, hắn chừng mắt Điền Linh nói, người cái gì thái độ, trong lòng ngươi khó chịu đại có thể nói đi ra, làm ra cái dạng này cho ai khán. Ngươi ăn sử dụng xuyên, ta loại nào thiếu ngươi tiến A. À. Điền Linh cũng nữ ức chế không được phẫn nộ trong lòng tiến. Tiến, tiến, ngoại trừ tiến bên ngoài ngươi còn quan tâm cái gì, để tiến ngươi có thể giấu giếm ta, có thể gạt ta. Ta lừa ngươi cái gì, Vương Học Hải có chút kinh ngạc. Điền Linh lạnh lùng nói, ta lười nói cho ngươi, lái xe, nếu không lái xe, ta thì xuống xe. Vương Học Hải có chút buồn bực gật đầu, hắn một lần nữa khởi động động cơ, ô tô chậm rãi lái vào tuyến đường chính thời điểm, Vương Học Hải thấp giọng nói, người có phải hay không bình tới rồi cái gì bất lợi ta đồn đãi. Nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm. Vương Học Hải môi giật mình, rốt cục nhịn xuống không nói gì. Thái Húc Đông không nghĩ tới Trương Dương hội lần thứ hai tìm tới chính mình, hắn bản cho là mình và Lâm Ngọc Văn sự tình đã kết thúc, nhưng bình tĩnh mấy tháng hậu, Trương Dương lần thứ hai xuất hiện ở trước mắt của mình, Thái Húc Đông cảm thấy có chút sợ, hắn chợt nhớ tới một cái từ, khiếu âm hồn không tiêu tan. Điện ảnh kịch truyền hình trung Thái Húc Đông đã gặp vô số lần loại này kiều đoạn, một ngày để cho người khác nắm bím tóc, nhân ra là sẽ không dễ dàng buông tay, trừ phi đem đối phương diệt khẩu, hắn nhìn Trương Dương ánh mắt tràn đầy cảnh giác và cừu hận, bởi vì không ra che giấu, Trương Dương rất dễ thì cảm thấy được điểm này. Trương Dương cười nói, không cần phải như thế cảnh giác nhìn ta thái chủ nhiệm, ta lần này tới tìm ngươi là vì với ngươi tự ôn chuyện, giao lưu một chút cảm tình, không ý tứ gì khác. Thái húc đông mới sẽ không tin tưởng Trương Dương tìm hắn đơn giản như vậy, song trưởng giao nhau ôm nhau, lạnh lùng nhìn Trương Dương nói, có lời gì nói rõ ba, người nghĩ nhượng ta làm cái gì. Trương Dương không chút hoang mang, phất phất tay gọi tới người bán hàng, điểm vài đạo thái, muốn bình rượu ngũ lương, sau đó mới vừa rồi triển khai khăn ăn cửa hàng bình ở trên đầu gối thái chủ nhiệm sợ rằng hoàn không nhận ra ta đi thái húc đông hừ lạnh một tiếng tâm nói người hóa thành cho ta đều nhận được trương dương tự giới thiệu mình ta là trương dương giang thành xí sửa bạn chủ nhiệm hắn nho nhã lễ độ đưa tay ra thái húc đông nhíu mày vẫn còn thân thủ và trương dương cầm đối phương nếu chủ động biểu lộ thân phận chứng minh hắn vẫn có nhất định thành ý dù sao chính mình có nhược điểm nắm ở trương dương trong tay ở nhân ra trước mặt chính mình vẫn luôn là bị động chịu đòn cục diện, thính nghe hắn nói cái gì cũng không sao. Nghĩ thấu tầng này, Thái Húc Đông nội tâm cũng là thản nhiên rất nhiều, hắn mỉm cười nói, trương chủ nhiệm, buổi trưa hôm nay đây đốn ta thỉnh. Rượu và thức ăn đưa lên đến sau khi, Trương Dương nhượng người bán hàng ly khai phòng, chủ động cấp Thái Húc Đông rót rượu, bưng chén rượu lên nói, ngày hôm nay lễ quốc khánh. Để tổ quốc mẫu thân sinh nhật cùng ly, Thái Húc Đông vui vẻ nâng chén, cùng Trương Dương huyết bính, lưỡng người làm chén rượu này, Trương Dương nói ngay vào điểm chính, ta tìm ngươi là muốn ngươi giúp ta lý giải một người. Thái Húc Đông tràn ngập cảnh giác nói, ta đối cảo âm mưu không có bất kỳ hứng thú. Ta muốn biết một chút vương học hải, hắn các mặt, hắn sở làm sinh ý, hắn ở kinh thành nhận thầu công trình. Thái Húc Đông minh bạch rồi, Trương Dương là muốn đối phó vương học hải, hắn muốn tìm vương học hải mau bệnh. Từ Thái Húc Đông và Lâm Ngọc Văn bị phát hiện sau đó, Thái Húc Đông cho tới nay đều cho rằng là Vương Học Hải bày ra chuyện này, thậm chí Lâm Ngọc Văn đều là Vương Học Hải lợi dụng để đối phó chính mình một con cờ. Hắn không thích Vương Học Hải, nhưng Thái Húc Đông cũng biết Vương Học Hải ở kinh thành Thái Tử Quyển Trung năng lượng. Hắn cũng không muốn đắc tội một người như vậy, huống chi hắn chơi Vương Học Hải tình phụ, tự ý nào đó mà nói, là hắn đối lý, Thái Húc Đông lắc đầu nói, ta cùng người này không quen. Trương Dương cười nói, nhưng người cùng Lâm Ngọc Văn rất thuộc những lời này uy hiếp hàm nghĩa thực sự thái rõ ràng thái húc đông nét mặt già nua phát nhiệt hắn mím môi nói trương chủ nhiệm ta minh bạch ý tứ của ngươi nhưng ta cùng vương học hải không cừu không oán ta không muốn giảm và đến ân oán của các ngươi trung khứ trương dương nói giả như ta không nên ngươi đang ở đây ta cùng vương học hải trong lúc đó tuyển chọn một cái ni thái húc đông nhìn trương dương nói ngươi cho là có thể chứ trương dương gật gật đầu nói hợp tác có hai loại phương thức một là bị buộc bất đắc dĩ, như vậy hợp tác tuy rằng có thể duy trì, thế nhưng trong lòng nhất định rất khó chịu, còn có một loại chính là hai bên trái nhà tình nguyện, nếu như người hoán một cái độ lớn của góc nhìn vấn đề, hay là chúng ta sẽ trở thành vi hảo bằng hữu Có phần biệt sao, Thái Húc Đông cười khổ hỏi, đối với hắn mà nói chỉ có một tuyển chọn, đó chính là bị buộc bất đắc dĩ. Trương Dương muốn buộc hắn đi vào khuôn khổ, Thái Húc Đông suy nghĩ một chút, thấp giọng nói, ta có thể quan tâm một chút hắn gần nhất ở kinh thành kỳ hạng công trình, nếu có phát hiện, ta sẽ và ngươi liên hệ. Trương Dương mỉm cười nói, thái chủ nhiệm là một thống khoái nhân, nếu như chúng ta có thể bảo trì như vậy tâm tính gặp mặt, ta muốn, dùng không được bao lâu, chúng ta sẽ trở thành không có gì giấu nhau hảo bằng hiếu. Thái húc đông nhìn trước mắt đích thanh niên, trong lòng thực sự là quấn quyết vô cùng, nhân thực sự không thể làm thác sự, vài phút vui vẻ đổi lấy vô cùng vô tận phiền phức, giả như hắn và Lâm Ngọc Văn trên giường thời điểm có thể tưởng cho tới hôm nay hậu quả, thì là Lâm Ngọc Văn thế nào động nhân, hắn đều không biết đa liếc nhìn nàng một cái, biết vậy chẳng làm a. À. Mã cách lệ đặc ở Bắc Kinh nhật trình bài rất mãn, Bắc Kinh lão bằng hữu rất nhiều, nàng ở Đỗ Sơn khôi phu phụ cùng đi hạ cả ngày mang cá liên tục, sở yên nhiên làm bạn tả hiếu, cũng tạo thành nàng tuy rằng và trương dương cùng tồn tại Bắc Kinh, mỗi ngày nhưng lại ít có cơ hội gặp mặt trương dương đang chuẩn bị sớm ly khai bắc kinh phản hồi giang thành thời điểm nhưng lại nhận được trần tuyết điện thoại ở trong ấn tượng của hắn cái này lạnh lùng con gái rất ít sẽ chủ động gọi điện thoại cho mình hắn có chút vô cùng kinh ngạc cho rằng trần núi non lại xảy ra sự tình chuyển được điện thoại phương mới biết được trần tuyết đã trở lại bắc kinh lời của nàng đề và trước đây thật lâu một việc hữu quan trần tuyết nói trương dương ngươi còn nhớ hay không được với lần ngươi theo ta đề cập qua kim bai mậu ta còn chuyên môn dẫn người đi đổ thư quán điều tra tư liệu. trương dương nói ta đương nhiên nhớ kỹ. ta ở phan gia vườn phát hiện một ít kim bài mậu nét khác trên bia tàn phiến, hay là người hội có hứng thú. trương dương vừa nghe nhất thời tinh thần tỉnh táo, người ở chỗ ta lập tức đến. trần tuyết cũng không biết trương dương đã ở bắc kinh, nhẹ giọng nói không cần phải khoa trương như vậy, ta thác xuống tới, lần sau khi về nhà cho người đái quá khứ. ta ở bắc kinh, lập tức đến. Trương Dương lập tức đi ô tô đi tới Phan Gia vườn đồ cổ thị trường, đi tới và Trần Tuyết ước định địa điểm, thấy Trần Tuyết tóc dài bàn ở trên đầu, dùng hồng sắc kẹp tóc tùy ý long khởi, bạch sắc tê tuất, quần lục sắc quần thường, đứng ở thụ ấm hạ chính hướng bãi đỗ xe nhìn quanh. Trương Dương đóng cửa xe, đi tới, hắn hướng Trần Tuyết cười cười, ở một bên đồ uống lạnh than cầm lưỡng bình ướp lạnh đồ uống mới đến đến Trần Tuyết bên người, tương kỳ chung một lọ đưa cho nàng. Trần Tuyết khó có được lộ ra mỉm cười, nghĩ không ra ngươi cư nhiên sẽ ở Bắc Kinh. Ta đến Bắc Kinh chừng mấy ngày, ta nghĩ đến người ở Xuân Dương Ni, không phải đã sớm khứ bái phỏng ngươi. Trần Tuyết đã uống vài ngụm đồ uống, mang theo Trương Dương đi vào đồ cổ thị trường, nàng bình thường ở Bắc Kinh không có gì ham, học tập chi dư thì thường xuyên ở đồ cổ thị trường chuyển, sáng sớm hôm nay ở nhìn kéo cờ nghi thức sau khi, sẽ đến phan ra vườn, trong lúc vô ý thấy một ít kim bài mậu thư pháp nét khác trên bia, nhớ tới lần trước Trương Dương đi trường học tìm mình giải người này sự tình, cho nên mới cấp Trương Dương gọi điện thoại. Bán tàn phiến chính là một cái lão giả, hắn có hơn 10 khối tàn phiến, đại đô rất hoàn chỉnh, Trương Dương nhìn một chút, đích xác và thiên chỉ tiên sinh trong viện này tàn phiến có chút giống nhau, rất nhiều tự thể liên hắn cũng xem không hiểu, Trương Dương hỏi thăm một chút giới cách, lão giả chào giá rất cao, nếu như đem tàn phiến đều mua đi cần một vạn 5.000 khối. Bất quá thác xuống tới muốn tiện nghi hơn, 500 khối là có thể toàn bộ thác đi. Trương Dương cũng không có đem những này tàn phiến tất cả đều lôi đi ý nguyện, kinh qua một phen có kè mặc cả, 300 khối, có thể toàn bộ thác đi tàn phiến thượng văn tự. Ở lão giả chỉ huy công nhân thác văn thời điểm, Trương Dương hỏi những này tàn phiến lai lịch. Lão giả cũng không có dấu giếm, những này tàn phiến đắc tự tây giao long sống mỏ đá, 5-6 năm trước chuyện, hiện ở bên kia đã bỏ hoang. Cự ly loạn không sơn xa sao. Lão giả lắc đầu nói, nghe loạn không sơn đông lộc. Trương Dương trả tiền sau khi, mang theo bản dập trực tiếp tiến về hương sơn thiên trì tiên sinh nơi nào, Trần Tuyết nghe nói hắn là khứ bái phỏng vị này quốc nội thư pháp ngôi sao sáng, cũng biểu hiện ra tương đương hứng thú, đưa ra cùng Trương Dương cùng đi. Hai người tới thiên trì tiên sinh trong nhà thời điểm, thiên trì tiên sinh đang ở giấc ngủ chưa, Trương Dương không dám quấy dậy hắn, thừa dịp lúc này công phu mang theo Trần Tuyết thưởng thức một chút trên tường tương khảm tàn phiến. Trần Tuyết ở lịch sử phương diện nghiên cứu rất sâu, ở thanh hoa học ở trường trong lúc đối khảo cổ học cũng có quá nhất định nghiên cứu, nàng tỉ mỉ quan sát một chút này tàn phiến, lại lấy ra vừa bản dập đối lập, Trần Tuyết có chút ngạc nhiên nói, phía trên này văn tự hình như như nhau, nhưng cẩn thận khán lại có chút bất đồng. Trương Dương cũng đưa tới, đối lập trên tường tàn phiến sau khi, cũng phát hiện rất nhiều văn tự tương đồng, thậm chí ngay cả viết phong cách đều nhất trí, nhưng trong đó lại lộ ra một loại bất đồng. Trần Tuyết nói, ta điều tra kim bài mẫu tư liệu, người này là là cao cú lệ kiếm thuật đại sư, kiếm pháp của hắn cũng đắc tự trung hoa, ở vốn có cơ sở càng thêm dĩ biến cách để cao, có người nói hắn thư pháp trung dung nhập kiếm đạo, ta đối võ công không thông, nhìn không ra ảo diệu bên trong. Bất quá ta khán những này tàn phiến, không nên như vừa chúng ta thấy cũ kỹ. Trần Tuyết ngón tay khẽ vuốt tàn phiến, tàn phiến trong lúc đó cũng có điều bất đồng, hình như niên đại có chút bất đồng phía sau vang lên thong thả tiếng bước chân, thiên trì tiên sinh đi tới phía sau bọn họ, mỉm cười nói, vị tiểu cô nương này quả nhiên có một lần bất đồng kiến giải, những này tàn phiến đích xác không phải đồng nhất niên đại, có chút là tùy thì nét khác trên bia, có chút cũng đại đường thời gian, bất quá đều là chân phẩm. Trương Dương và Trần Tuyết song song xoay người sang chỗ khác, Trần Tuyết đạm nhiên cười nói, tiên sinh hảo, không lấy làm phiền lòng ta múa búa trước cửa lỗ ban trương dương đem vừa mua được bản dập đưa cho thiên trì tiên sinh thiên trì tiên sinh nhìn một chút mày nhân lại hắn lại nhìn một chút trên tường tàn phiến nhẹ giọng nói những này bản dập nơi nào có được trương dương đem chuyện mới vừa rồi nói thiên trì tiên sinh nói những này hẳn là tùy thì tàn phiến ta cũng làm không rõ ràng tại sao lại có hai loại hắn đem trên tường tùy thì tàn phiến nhất nhất vạch đối chiếu trương dương nã tới bản dập nói vẫn còn không được đầy đủ những này văn tự đối chiếu đứng lên hình như là nhất thiên hịch văn. Thiên chỉ tiên sinh trở lại thư phòng, lấy giấy bút, tổng hợp lại bản dập và tàn phiến đem mặt trên văn tự liệt ra, viết lưỡng đoạn, tựa hồ còn thiếu một đoạn, hắn mỉm cười nói, có cơ hội ta cũng đi phan ra vườn nhìn, hay là lão bản kia không có đem tất cả tàn phiến đều lấy ra nữa. Trần Tuyết nói, không nên, những này tàn phiến với hắn mà nói cũng không phải là cái gì bảo bối, hắn không lý do cất giấu một phần, Thiên trì tiên sinh cười nói, đan từ mặt chữ thượng khán cũng không đặc biệt gì ý nghĩa, trương dương, người thế nào đột nhiên đối kim bai mậu tốt như vậy kỳ. Chẳng lẽ là bị văn linh ảnh hưởng? Trương dương cũng không có phủ nhận, hắn cười nói ta trời sinh tính hiếu kỳ, chính là muốn nhìn một chút vật gì vậy như thế hấp dẫn nàng. Hắn đem này bản dập để lại cho thiên trì tiên sinh, và trần tuyết cáo từ ly khai. Trần tuyết nhẹ giọng nói, những này văn tự thực sự rất kỳ quái, Kim Bai Mậu một người làm sao dám và một quốc gia chống lại. Hắn ở trong đó đã để lộ ra ám sát tùy dương đế ý đồ, rất có kinh kha thứ tần bi tráng trí hướng, chuyện này làm sao bị để lộ ra tới. Hắn tối hậu lại là chết như thế nào? Trương Dương nói Kim Bai Mậu lợi hại hơn nữa, cũng đánh không lại đại tùy cung đình tứ đại cao thủ liên kích, người rất hiếu kỳ a, à, nếu không, chúng ta khứ long sống mỏ đá nhìn. Trần Tuyết vui vẻ đồng ý. Trương Dương đi ô tô đi tới loạn không sơn, Long sống mỏ đá đã đóng cửa thất tám năm, hiện trường ngoại trừ phá hư sơn thể, đá lởm chởm quái thạch ở ngoài, chính là quái thạch vây quanh chung một cái thủy đàm. Thủy sắc mát lạnh, cúi đầu nhìn lại, người cá rõ mồn một. Hai người dọc theo thủy đàm đi rồi một vòng, cũng không có phát hiện bất luận cái gì cổ tích, cũng không có thấy bất luận cái gì nét khác trên bia. Trương Dương đưa mắt nhìn phía loạn không đỉnh núi, nhớ tới lần trước chính mình một mình tiến về loạn không sơn thời điểm, bởi vì truy tung tiềm điện con trồn bị người ám toán sự tình, lần kia hung hiểm phi thường, suýt nữa tống rất tánh mạng của mình. Trần Tuyết Tác ở bờ đầm tỉ mỉ tìm kiếm, cố gắng của nàng tịnh không có uổng phí, từ đó tìm được mấy khối đá vụn, từ tính chất nhìn lên và ngày hôm nay bọn họ ở phan ra vườn thấy tản phiến tương đồng, bất quá mặt trên tịnh không có bất kỳ chữ viết. Trương Dương thấy ngày dần dần rơi xuống, nhẹ giọng nói chúng ta trở về đi. Trần Tuyết gật đầu, đi tới bờ đầm giặt thủ, nàng cổ tay thượng vòng ngọc cũng dính không ít nê ô, gỡ xuống vòng ngọc, ở trong nước giặt, nhưng không nghĩ qua là, vòng ngọc thất thủ rơi xuống, trần tuyết kinh hô một tiếng, thân thủ đi bắt, đã chậm. Na vòng ngọc là da da của nàng cho nàng, là nãi nãi năm đó di vật, đối trần tuyết mà nói cực kỳ trọng yếu, trần tuyết khẩn trương khuôn mặt trắng bệch. Trương Dương thoải mái nàng nói, không có việc gì, ta xuống phía dưới cho ngươi lao. Hắn cấp tốc bỏ đi y phục, chỉ mặc một cái quần cộc thì nhảy vào thủy đàm lý, đàm thủy mát lạnh nhảy vào trong đó nhất thời cảm thấy băng lãnh thấu xương trương dương tiềm vận nội lực bị xua tan quanh thân hàn ý hắn một chút xuống phía dưới lẻn đi nghĩ không ra đầm nước này thế nhưng sâu đậm lặn xuống lục mễ tả hữu mới vừa rồi chạm được dưới đáy trương dương ở đàm đáy nước lục lọi một lúc lâu phương mới tìm được trần tuyết đánh rơi vòng ngọc đang chuẩn bị hướng về phía trước hiện lên thời điểm bàn tay trong lúc vô ý chạm đến đến đàm bích chỉ cảm thấy chứ xúc tua chỗ gập gành tựa hồ có chữ viết hắn chăm chú nhìn lại đã thấy na đàm bích trên mơ hồ có khắc một ít chữ viết, phát hiện này nhượng trương dương mừng rỡ không thôi, lẽ nào kim bai mậu còn lại nét khác trên bia tản phiến tất cả đều bị ném tại đây lý. Hắn trồi lên mặt nước, đã thấy Trần Tuyết chính thân thiết đang nhìn mình, trương dương cười nói tìm được rồi. Hắn thân thủ đem vòng ngọc giao cho Trần Tuyết, sau đó nói ta trong xe có không thấm nước đèn pin, ngươi cho ta lấy ra. Trần Tuyết cũng đoán được hắn nhất định có điều phát hiện, nhẹ giọng nói phía dưới có cái gì có thể là nét khác trên bia tàn phiến. Trần Tuyết lấy không thấm nước đèn pin giao cho Trương Dương, ân cần nói, người cẩn thận một ít. Trương Dương gật đầu, hít vào một hơi, lần thứ hai hướng trong đàm lẻn đi. Có đèn pin trợ giúp, Trương Dương có thể rõ ràng địa nhận rõ này đàm bích tuyên khắc chữ viết, và thiên trì tiên sinh trong sân, cùng với phan gia vừa nhìn thấy tàn phiến bất đồng, những chữ viết này tất cả đều là hàn văn, Trương Dương đối hàn văn rốt đặc cán mai, dùng không được bao lâu hắn cũng nặng tân nổi lên mặt nước, hướng Trần Tuyết nói, phía dưới nét khắc trên bia tất cả đều là hàn văn, ta không nhận ra. Trần Tuyết tiến nhập thanh hoa sau khi chọn môn học tiếng hàn chương trình học, nàng vốn định đi xuống xem một chút, có thể tưởng tượng khởi chính mình cũng không có đài áo tắm, làm trò trương dương mặt, chẳng phải là xấu hổ. Ánh mắt rơi vào cách đó không xa hồng nê trên mặt đất, Linh cơ khẽ động nói, ta đi móc chút hồng nê qua đây, người thác kỷ đi tự ta xem một chút viết đắc là cái gì. Trần Tuyết cùng một đoàn hồng nê, Trương Dương cầm hồng nê một lần nữa bơi xuống phía dưới, hồng nê dính tính rất tốt, một lần có thể thác hơn 10 người tự, Trương Dương liên tục ngũ cá qua lại, Trần Tuyết đã đem bộ phận nội dung phiên dịch qua đây, nàng nhẹ giọng nói âm sát tu la trường. Trương Dương, đây hình như là bí tịch võ công. Trương Dương không khỏi nhớ tới chính mình lần trước bị tập kích sự tình, nguyên lai cửa này thất truyền đã lâu võ công cư nhiên ở chỗ này còn có ghi chép, Thảo nào lần trước người nọ tập kích chính mình hội sử dụng võ công như thế, nghĩ vậy sự kiện, hắn không khỏi sinh ra cảnh giác, chẳng lẽ mình cũng không là người thứ nhất phát hiện đầm nước này phía dưới bí mật nhân, hắn và Trần Tuyết nhất cử nhất động, có hay không khi hắn nhân dưới sự giám thị. Lúc này mặt trời chiều đã hạ xuống, toàn bộ không cốc trong tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống tới, có vẻ càng phát ra vắng vẻ, Trương Dương đưa mắt nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện bất luận kẻ nào hình bóng. Trần Tuyết nhẹ giọng nói, người đang tìm cái gì? Trương Dương lắc đầu. Bọn họ cũng không biết, lúc này ở mỏ đá cao nhai trên đứng thẳng một cái quỷ mị bàn thân ảnh, gió đêm nhẹ phẩy, hắc sắc quần dài theo gió bay lượn, cả người phảng phất vì thời đô hội lăng không bay đi, nàng tái nhợt bàn tay khinh khẽ vuốt vuốt một con màu tím con trồn mà, ánh mắt lạnh như băng mắt nhìn xuống trong sơn cốc thủy đàm, thanh âm băng lãnh vô tình nói tiểu bảo, vì sao có người tổng tưởng chịu chết. Chương 210, để ngươi làm bộ, 15 ánh trăng 16 viên, Trương Dương bò nổi trên mặt nước đàm thời điểm, một vòng trăng tròn đã thăng lên bầu trời đêm, hắn cũng không có đem tất cả văn tự thác hoàn, bò đến trên bờ, Trần Tuyết đã dịch xong đỉnh đầu hàn văn, nhẹ giọng nói, hẳn là còn có một chút. Trương Dương lười biếng nói, không lấy, đơn giản là âm sát tu la trường, loại này ác độc võ công, không dịch cũng được, hắn trở lại bên trong xe hoán hảo y phục, phát hiện trên điện thoại di động đã có rất nhiều vị nghe điện thoại, đa số đều là sở yên nhiên đánh tới. Hắn cũng không có vội vã đánh trở lại, phản hồi Trần Tuyết bên người, có chút ngạc nhiên nói, đầm nước này cũng không chiều tùy thời gian thì có, không nên đến trăm năm, bởi vì mỏ đá đảo móc mới xuất hiện. Trần Tuyết gật đầu nói, chiều tùy thời gian, Triều Tiên còn không có văn tự, bọn họ văn tự chân chính hình thành còn muốn ở ngoài sáng hướng thời gian, sở dĩ người đang ở đây thủy đàm hạ tìm được khắc đá cũng không phải chiều tùy trương dương thấp giọng nói nói cách khác đây khác đá cùng kim mậu không quan hệ là hậu nhân khác đi tới trần tuyết nói hẳn là minh triều sau đó trương dương nhìn một chút biểu đã là 7 giờ rưỡi tối rồi hắn cười nói khuya lắm rồi chúng ta hẳn là ly khai trần tuyết gật đầu đi theo trương dương phía sau hướng ô tô đi đến đi rồi hai bước đột nhiên một đạo màu tím thiểm điện hướng nàng vào tới trần tuyết kịp phản ứng thời điểm na thiểm điện con trồn đã ở nàng đầu vai cắn một cái, cấp tốc nhảy vào bụi cỏ ở chỗ sâu trong, thoáng qua trong lúc đó đã không gặp. Trương Dương nghe được Trần Tuyết kinh hô, chỉ biết không ổn, nhưng hắn ý thức được Trần Tuyết bị thiểm điện con trồn tập kích là lúc đã chậm, Trần Tuyết che đầu vai, chỉ cảm thấy chứ thân thể bùn rùn vô lực, mềm nhũn hướng trên mặt đất đảo khứ, Trương Dương xông lên phía trước, ôm thân thể mềm mại của nàng. Xuất thủ như gió, điểm chúng thân thể nàng mấy chỗ huyệt đạo ngăn cản độc máu chạy về thủ đô. Trần Tuyết cắn môi, khuôn mặt tái nhợt nói, vật gì vậy? Trương Dương nói, nhượng ta xem một chút miệng vết thương của ngươi, hắn không nói lời gì, một bà xé mở Trần Tuyết cổ áo, đã thấy Trần Tuyết trắng noãn như ngọc trên vai thơm, ấn chứ hai cá đập vào mắt lòng khuôn lỗ máu, lỗ máu chu vi mơ hồ có hắc vượng hướng chu vi khuếch tán. Trương Dương thầm kêu bất hảo, thiểm điện con trồn dĩ săn bắt độc vật mà sống, độc tính rất mạnh, nếu cứu trị trễ, Trần Tuyết chỉ có một con đường chết hắn cố không hơn suy nghĩ nhiều cúi người khứ môi dán tại trần tuyết đầu vai trên vết thương trần tuyết kinh thanh nói không nên từ vết thương tê dại kỳ dương cảm giác thượng, nàng cũng đoán được na thiểm điện con trồn nhất định có độc trương dương dùng miệng vì nàng hít thuốc phiện hiển nhiên mạo cực đại phiêu lưu trương dương hút ra vài hớp độc máu sau đó khứ thủy đàm vừa xúc miệng khi hắn cúi người xúc miệng là lúc chợt nghe sau đầu tiếng gió thổi ảo ảo hắn vô ý thức cúi đầu một chi nỗ tiến từ đính đầu hắn bay vút ra cao tốc chìm vào trong nước không gặp. Trương Dương giận dữ hết, người nào, hắn quan tâm Trần Tuyết, đã thấy lại có một đạo hàn mũi nhọn hướng ngực của hắn trực tiếp phóng tới, Trương Dương hai mắt hàn quang phụt ra, một phát bắt được chi kia nỗ tiến, cao tốc chạy vội nỗ tiến bị hắn cầm, vẫn đang run liên tục. Trương Dương lo lắng Trần Tuyết tái bị tập kích, cuống quyết sông lên phía trước, mang theo Trần Tuyết tiến nhập trong ô tô, cũng may đối phương đại khái là cho rằng Trần Tuyết bị thiểm điện con trồn cắn chúng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cũng không có hướng Trần Tuyết phát động tập kích. Trương Dương đi ô tô hướng loạn không dưới chân núi chạy tới. Đỉnh núi hắc váy như tử đầu đầy tóc dài ai gió đêm bay lượt, một đôi băng lãnh hai tròng mắt nhìn kỹ ô tô đi xa phương hướng. Khinh bạc khóe môi lộ ra âm lãnh tiêu ý, nàng giơ tay lên chung nỗ tiến nhắm vào ô tô, nhưng lại rốt cục vẫn phải không có tiếp tục bắn ra, từ sắc thiểm điện con trồn nhảy lên đầu vai của nàng, một người một thú lập vu đỉnh núi, hợp thành một bức cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Trương Dương dĩ tốc độ nhanh nhất đem Trần Tuyết dẫn tới Xuân Dương Bắc Kinh bạn, hắn ôm Trần Tuyết đi xuống xa, lúc này Trần Tuyết thân thể mềm mại không ngừng run, Phu Tiểu Đông thấy Trương Dương ôm một nữ hài tử trở về, không khỏi có chút kinh ngạc, nàng chào đón nói. Trương chủ nhiệm, chuyện gì? Trương Dương cố không hơn hướng nàng giải thích, đừng cho bất luận kẻ nào tiến đến. Hắn ôm Trần Tuyết trở lại gian phòng, cấp tốc ở phòng tắm bồn tắm lớn trung phóng mãn thanh thủy, Trần Tuyết lúc này thần chí đã có chút lờ mờ, Trương Dương bỏ đi của nàng tê tuất, đem gần ăn mặc ngực Trần Tuyết ngâm vào nước chung, Trần Tuyết bị thủy thấm ướt, quanh thân đường cong linh lung tất hiện, tuy rằng Mỹ sắc trước mặt, nhưng Trương Đại Quan Nhân lúc này lại không có tâm tình khứ thưởng thức, hắn gần bảo trì Trần Tuyết đầu lộ ra mặt nước, sau đó hai tay thò vào trong nước, để ở Trần Tuyết Mỹ bối trên. Đem nội lực cuồn cuộn không ngừng đưa vào Trần Tuyết kinh mạch. Hắn cần nội lực đem Trần Tuyết trong cơ thể độc tố bước ra đến, đây là tối tổn hao tinh lực, rồi lại là trực tiếp nhất hữu hiệu phương pháp. Từ trần tuyết đầu vai, dần dần có độc máu thẩm thấu đi ra, độc máu vi màu tím, huyết vụ ở trong nước thấm vào ra. Theo bước độc tiến trình, chảy ra độc máu đã càng ngày càng nhiều, toàn bộ nước bên trong bồn tắm đã hoàn toàn nhuộm thành màu tím. Trương Dương từ từ thu hồi nội lực, hoán thủy sau khi, tiếp tục hành công. Vu tiểu đông khóa ký cửa xe, lại nghe đến gấp chuông điện thoại di động, thấy Trương Dương bởi vì đi được vội vội vàng vàng, điện thoại di động quên ở bên trong xe, nàng không khỏi cười cười, cầm lấy điện thoại di động đang chuẩn bị cấp Trương Dương đưa đi, có thể tưởng tượng tưởng Trương Dương vừa bế một cái tiểu cô nương đi vào, mình bây giờ khứ quấy rối có đúng hay không thật không có có mắt sắc, đang ở do dự thời điểm, đã thấy một chiếc Bắc Kinh Jeep lái vào trong Việt, sợ yên nhiên lòng như lửa đốt từ trên xe bước xuống. Sở yên nhiên đã tới Xuân Dương Bắc Kinh bạn nhiều lần, phụ tiểu đông đối vị này Trương Dương chính quy bạn gái đã tương đương hiểu biết, thấy sở yên nhiên đến đây, Phu Tiểu Đông quá sợ hãi thế nào trùng hợp như thế? Sở Yên Nhiên không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác, lúc này qua đây, cái này Trương Dương cũng thực sự là hồ đồ, có tốt như vậy nữ bằng hiếu, lại còn lương nàng làm ra loại chuyện này, nam nhân quả nhiên không có một thứ tốt. Phu Tiểu Đông trong đầu suy nghĩ nguyên man, nhưng nàng có một nguyên tắc sẽ không quên, đó chính là muốn thay Trương Dương che giấu. Sở Yên Nhiên nói: Phu tỷ, Trương Dương có hay không đã tới? Không có ta đã ở tìm hắn. Vu tiểu đông ứng biến cực nhanh, mặc kệ thế nào, tiền đem sở yên nhiên cấp hống đi rồi hãy nói, nhìn vạn lần không thể để cho Trương Dương sự tình lộ hãm. Sở yên nhiên tràn ngập lo lắng nói, ta cho hắn đánh cả đêm điện thoại chưa từng quay về, vu tỉ. Hắn trở về ngươi nhường hắn điện thoại cho ta, ta đi địa phương khác tìm hắn. Sở yên nhiên chi như vậy lo lắng, là bởi vì Trương Dương đánh kiểu bằng phi, Kiều ra thế lực cũng không giống nhau, tuy rằng Trương Dương võ công cao cường, nhưng cường đại trở lại cao thủ cũng sợ lọt vào ám toán. Nàng xoay người hướng xe jeep đi đến, tiện tay lại ân một lần phát lại kiện. Tiếng chuông vang lên, Vu Tiểu Đông sắc mặt thay đổi, nàng còn chưa kịp đóng cửa trương dương điện thoại di động. Sở Yên Nhiên đầy mặt nghi hoặc xoay người sang chỗ khác, thanh âm từ Vu Tiểu Đông phía sau vang lên, Vu Tiểu Đông cầm lấy điện thoại trang mô tác dạng mở, hướng một bên đi đến, uy. Gọi lộn số, nàng tiện tay đem điện thoại đóng cửa. Sở Yên Nhiên sao mà thông minh? Sao bị Vu Tiểu Đông cái này thủ thuật che mắt đã lừa gạt? Nàng nhẹ giọng nói, Vu tỷ, ta nhận được Trương Dương điện thoại di động. Vu Tiểu Đông bị Sở Yên Nhiên tại chỗ vạch trần, thần tình xấu hổ tới cực điểm. Nàng nhẹ giọng nói, không có ý tứ. Trương chủ nhiệm ngày hôm nay quên đái điện thoại di động, sở dĩ ta đến lúc nã đến rùng rùng, chân không có ý tứ a. À. Nàng còn tại nỗ lực thay Trương Dương che giấu. Sở Yên Nhiên không nói được một lời đi lên lầu. Phu tiểu đông đây nhưng hoàng thần yên nhiên, hắn thực sự không ở. Sở yên nhiên đi tới trương dương chỗ ở trước của phòng, nhẹ giọng nói, Phu chủ nhiệm, ngươi là giúp ta mở rộng cửa ni hãy để cho ta phá cửa mà vào. Phu tiểu đông cắn cắn môi nói, hắn thực sự không ở. Lời còn chưa dứt, Sở yên nhiên đã một cước đá vào trên cửa phòng, na gì? Sở đại tiểu thư cũng là luyện gia đình, nữ tử thuật phòng thân cũng không phải bạch học, tức giận dưới, một cước này dùng tới hoàn toàn lực lượng thế nhưng đem cửa phòng một cước đá văng, Vu Tiểu Đông hai mắt nhắm lại, nàng hầu như đều dự liệu đến bên trong phòng sẽ có thế nào cảnh tượng. nhưng gian phòng trên giường rỗng Tuếch Trương Dương và Trần Tuyết cũng không ở trên giường. Sở Yên Nhiên cũng là ngẩn ra, Vu Tiểu Đông mở hai mắt ra, thấy rõ trước mắt tất cả rất là may mắn, nhưng lập tức nàng chợt nghe đến tiếng nước, Sở Yên Nhiên đi tới toilet tiền, do dự một chút, mới vừa rồi Ninh Động Môn bắt tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Đương sở yên nhiên thấy rõ trước mắt một màn thời điểm, vành mắt mà nhất thời đỏ, nàng dùng sức cắn môi, mạnh mẽ kềm chế nước mắt, xoay người đi ra ngoài. Vu tiểu đông cũng theo nhìn thoáng qua, trương dương ôm trần tuyết, tình cảnh trước mắt làm cho người ta mặt đỏ tim đập, Vu tiểu đông thầm mắng trương dương, người thật là hoang đường A. Nàng tiện tay đem cửa phòng yểm thượng. Trương Dương cũng không phải là không nhìn tới sở yên nhiên tiến đến, thế nhưng hắn đang ở vận công bước độc thời khắc mấu chốt, mắt mở trừng trừng nhìn sở yên nhiên dưng dưng rời đi, nhưng lại khổ nổi vô pháp ra giải thích, sự tình như là đã tới rồi loại tình trạng này, trương đại quan nhân chỉ có thể chuyên chú vi trần tuyết giải độc. Vu tiểu đông theo sở yên nhiên đuổi theo, thấy sở yên nhiên dưng dưng lên xe, nàng cuống quyết nói yên nhiên, người nghe ta giải thích. Sở yên nhiên không nói được một lời, khởi động xe díp hướng ngoài cửa chạy tới. Trương Dương nội lực ở Trần Tuyết trong cơ thể vận hành hai cá chu hôm sau, chậm rãi rút về, Trần Tuyết vô lực dựa vào ngã vào trong ngực của hắn, Trương Dương ôm lấy Trần Tuyết, đem nàng phóng tới trên giường, Trần Tuyết một đôi đôi mắt đẹp lẳng lặng nhìn Trương Dương, ngay cả dưới tình huống như vậy, nét mặt của nàng vẫn đang gợn sóng không sợ hãi, chỉ cần là phần này công phu chấn định ở người bình thường trung nan có thể vừa thấy. Trương Dương thấp giọng nói, người nghỉ ngơi thật tốt, hắn lấy y phục, đến sát vách gian phòng thay, đi ra cửa ngoại thời điểm, Vu tiểu đông đã vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở nơi đó, cười khổ nói, sở tiểu thư đi rồi, ta ngăn không được nàng. Trương Dương gật đầu, nhớ tới vừa tình cảnh, đừng nói là sở yên nhiên, bất luận kẻ nào thấy đô hội hiểu lầm. Vu tiểu đông bắt tay cơ đưa cho Trương Dương, Trương Dương cầm lấy điện thoại di động, tìm được sở yên nhiên dãy số trở về gọi quá khứ, sở yên nhiên đã tắt máy. Vu tiểu đông tràn ngập đồng tình nhìn Trương Dương, đuổi theo nàng ba. Trương Dương lắc đầu, người đi bang Trần Tuyết tìm thân y phục thay, ta đi một chút sẽ trở lại. Trương Dương cũng không có đi truy sở yên nhiên, sở yên nhiên ở nổi nóng thì là đuổi theo cũng giải thích không rõ, huống chi hiện tại Trần Tuyết thể nội độc tố tuy rằng bị hắn dùng nội lực bước ra, nhưng vẫn đang vô pháp bảo đảm hoàn toàn quét sạch. Trương Dương không dám khinh thường, hắn đi chung dược điếm bắt một ít bài độc chung dược, trở lại Xuân Dương Bắc Kinh bạn, phát hiện Trần Tuyết đã đổi lại vu tiểu đông bạch sắc quần dài, lẳng lặng ngồi ở phía trước cửa sổ, một đôi đôi mắt đẹp ánh mắt thê lương nhìn ngoài cửa sổ. Vu Tiểu Đông ngồi ở chỗ kia cùng nàng, nàng và Trần Tuyết trong lúc đó cũng không có cái gì tiếng nói chung, Trương Dương đem vật cầm trong tay chung dược giao cho Vu Tiểu Đông, Vu Tỷ, giúp ta đem thuốc tiên hảo, phân lượng ta đều viết ở phía trên. Vu Tiểu Đông gật đầu, cầm chung dược đi, kỳ thực lúc này Vu Tiểu Đông trong lòng đã hiểu thất 8 phần 10, nã y phục cấp Trần Tuyết hoán thời điểm, nàng phát hiện Trần Tuyết quần vẫn còn êm đẹp ăn mặc, lúc này mới liên tưởng khởi Trương Dương vừa cũng là y quan chỉnh tề, nàng tuy rằng không biết Trương Dương diệu thủ vô song, có đúng không Trương Dương hiểu chút y thuật sự tình vẫn có nghe thấy, thấy Trương Dương nã trung dược trở về, trong lòng đã đem tình huống vừa rồi đoán ra được, làm nửa ngày Trương Dương là vì Trần Tuyết chữa bệnh. Vu Tiểu Đông cũng là mới vừa mới nhận ra Trần Tuyết, quá khứ nàng ở Xuân Dương chiêu thương bạn thời điểm, khứ Thanh Vân Phong đã từng thấy qua vị tiểu cô nương này, về phần Trần Tuyết và Trương Dương quan hệ, nàng cũng lười đi tiếp tục suy đoán, Trương Dương cảm tình thế giới muôn màu muôn vẻ, thì là nàng muốn đi thôi chắc, cũng vô pháp khiến cho rõ ràng. Vu tiểu đông rời đi sau khi, Trần Tuyết quay đầu, bởi vì thể chất suy yếu duyên cớ, môi của nàng bầy biện ra đạm hồng nhạt, quả nhiên là ta thấy do liên, Trần Tuyết nói, xin lỗi, liên lụy ngươi bị bạn gái hiểu lầm. Trương Dương cười nói, hẳn là nói xin lỗi chính là ta, nếu như ta không dẫn người đi long sống mỏ đá, không đi loạn không sơn, cũng sẽ không bị người ám toán, nhớ tới chuyện này hắn không khỏi có chút tự trách, lúc trước hắn tiến về loạn không sơn thời điểm thì đã từng bị người khác ám toán, lần này vẫn đang đại ý sơ sẩy. Trần Tuyết nói, ta bản cho là mình lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trương Dương cười nói, có ta ở đây, người không có việc gì. Hắn đưa tay ra, Trần Tuyết rất tự nhiên xoay ngược lại cổ tay, nhượng hắn dò xét tham chính mình mạch đập. Trương Dương cảm giác được Trần Tuyết mạch đập tiệm su bình ổn hòa hoãn, biết nàng trong cơ thể độc tố đã thành công thanh trừ, lúc này mới yên lòng lại vừa đang vì Trần Tuyết chữa thương là lúc, Trương Dương cũng cảm giác được Trần Tuyết trong cơ thể có một cổ thuần khiết sự mềm dẻo nội lực tồn tại, bất quá bởi vì tình huống khẩn cấp không kịp nghĩ nhiều, lúc này hắn đem nội lực đưa vào Trần Tuyết trong kinh mạch tìm kiếm là lúc lại có phát hiện, hắn có chút hít kinh ngạc nói Trần Tuyết, người quá khứ học quá võ công. Liên tưởng khởi không lâu ở Thanh Vân Phong và Trần Tuyết đi tìm Trần Núi non thời gian sở kiến, Trương Dương càng phát ra kết luận cái này thôi chắc. Trần Tuyết đạm nhiên cười nói, ta khi còn bé, Thường khứ tử hà quan ngoạn, Lý đạo trưởng cho ta một quyển tiểu tập tranh, vốn có chỉ là tùy tiện nhìn, nhưng sau lại lại phát hiện đó là một quyển tu luyện nội lực tập tranh ảnh tư liệu, ta bởi vì tò mò sở dĩ chiếu mặt trên động tác luyện tập, nghĩ không ra đối cơ thể của ta có trợ giúp rất lớn, từ tu hành sau khi, thể chất đề thăng không ít, hơn nữa tật bệnh cùng ta vô duyên, sau lại ta chuyên môn hỏi qua Lý đạo trưởng, hắn cũng cảm thấy buồn bực, tìm ta muốn tới na bản sách nhỏ. Sau khi xem xong mới hiểu được phía trên kia ghi chép chính là đạo ra một môn nội công, bất quá phải phải có nữ tử tu luyện, bị ta phải đến cũng cũng coi là cơ duyên xảo hợp. Trương Dương cười nói, ta quả nhiên không có đoán sai. Trần Tuyết nói, bất quá võ công ta cũng không hiểu. Trương Dương gật đầu, lúc này Vu tiểu đông tiên được rồi trung dược bưng tới, Trương Dương nhượng Trần Tuyết đêm đó ở lại Xuân Dương Bắc Kinh bạn nghỉ ngơi, để tránh khỏi bệnh tình còn có nhiều lần, chờ nàng uống thuốc sau khi, lúc này mới đi ô tô tiến về Rituo Phạn Điếm. Đi tới địa phương, hỏi qua sau khi mới biết được sở yên nhiên và bà ngoại đã thối phòng rời đi, Trương Dương đối đã phát sinh tất cả có chút bất đắc dĩ, xem ra chỉ có ngày sau tìm cơ hội tái hướng sở yên nhiên giải thích. Trở lại Xuân Dương Bắc Kinh Bản, phát hiện có hai người chính ở chờ đợi mình, Trương Dương cũng không nhận ra đây hai gã xa lạ lai khách, trong đó vị kia hơn 40 tuổi nam tử đi hướng Trương Dương mỉm cười đưa tay ra trương chủ nhiệm xin chào ta là duẫn quảng sinh trương dương chiếc cho là tới bái phóng chính mình cũng đưa tay ra khứ nhưng hai tay tương nắm nhất thời cảm giác được đối thủ lòng bàn tay đầy vết chai lực lượng vô cùng lớn đang muốn vận lực chống lại là lúc duẫn quảng sinh nhưng lại triệt hồi lực lượng cười hướng trương dương gật đầu nói kiều bằng phi là ta sư đệ ta đây lần đến đây là đại đại sư huynh của ta truyền cá miệng tin thỉnh trương chủ nhiệm chưa mai khứ tứ hải đường nhất tụ mọi người luận bàn một chút võ công. Trương Dương nhất thời minh bạch rồi, trước mắt vị này chính là người trong võ lâm, vừa kiều bằng bay sư huynh, nhân ra là tới hạ chiến thư. Trương Đại quan nhân đối với loại này khiêu chiến tịnh không sợ, nhưng đám người này chân hội thiêu thời gian, hết lần này tới lần khác thiêu ở thân thể mình suy yếu nhất thời điểm khiêu chiến, Trương Dương cười cười. xuân Quảng sinh ra nói tương kích nói, Trương chủ nhiệm không dám đi. Trương Dương cười nói, đâu có thời gian địa điểm, ngày mai ta nhất định quá khứ. Xuân Quảng Sinh đem thời gian cụ thể địa điểm nói. Trương Dương gật đầu. người trở lại thay ta chuyển cáo lệnh sư huynh. Ta nhất định quá khứ. đưa đi đây hai vị Vũ Lâm nhân sĩ. Trương Dương đem vô tiểu Đông kêu qua đây. làm cho nàng cho mình đính ngày mai buổi sáng vé máy bay. hắn không phải sợ, mà là không muốn chiêu chọc phiền toái không cần thiết. kiểu bằng bay sư huynh sư đệ không biết có bao nhiêu. hắn là quốc gia cán bộ, cũng không thể tưởng cá giang hồ nhân sĩ như nhau mỗi ngày cứ cùng người ta tranh cường đấu ngoan, không ý nghĩa, cũng không na tâm tình. Sáng sớm hôm sau, Trương Dương đứng lên, thính vu tiểu đông nói, Trần Tuyết đã rời đi, Trương Dương thu thập một chút, nhớ tới tối hôm qua ở Long Sống Mỏ Đá bị tập kích sự tình, nhìn thời gian còn sớm, lại đi ô tô đi tranh Long Sống Mỏ Đá, từ mỏ đá nội thập mấy khối thác hạ ấn ký hồng nê, mang theo đi tới thiên trì tiên sinh trong nhà, thiên trì tiên sinh kiến văn quảng bác, hay là có thể từ đó nhìn ra một ít ảo diệu thiên trì tiên sinh thấy Trương Dương nã tới thác văn, quan sát một trận, thấp giọng nói, những này tự hẳn là gần đây mới khác đi tới. Trương Dương nao nao, dùng cái gì thấy rõ. Triều tiên nhân văn tự xuất hiện ở Minh Triều, những này tự hiển nhiên và kim mậu không quan hệ, hơn nữa những này tự thể cũng không phải là diều đục, hình như là dùng lợi khí trực tiếp thư viết lên, tỉ như đao kiếm các loại, nhưng lại không có người có thể ở cứng rắn hòn đá thượng dễ dàng như thế trước mắt văn tự. Trương Dương sửng sốt một chút, nếu là dùng đao kiếm ở trên tảng đá khắc tự, hắn tự vấn công lực khôi phục thất thành sau khi có thể làm được, nhưng phóng nhãn đây nhất thời đại, cái gọi là võ lâm cao thủ cũng bất quá như thế, hẳn là mỗi người có phần này năng lực. Thiên trì tiên sinh nói, từ văn tự dùng bút đến xem, khuyết thiếu đại khai đại hợp khí thế, nhưng lại tràn ngập một cổ âm lãnh bất thường khí, trước mắt đây phiến văn tự thập có là một phụ nữ. Hắn lắc đầu, Trương Dương, người từ đâu mà có được mấy thứ này? Trương Dương cũng không muốn giải thích, cùng thiên trì tiên sinh nói một tiếng sau khi cáo từ ly khai. Trương Dương ở hai hào buổi chiều quay trở về Giang Thành, cương xuống phi cơ, hắn thì cấp sở yên nhiên gọi điện thoại, vẫn là tắt máy trạng thái, xem ra lần này sở yên nhiên là thật tức giật. Trương Dương lên xe taxi, đang lo lắng có đúng hay không ngày mai bớt thời giờ khứ tranh tĩnh an, dù sao bây giờ còn đang nghỉ, kỳ thực đối với hắn mà nói cũng không sao cả phóng không tha giả, xí sửa bạn chính là một mình hắn định đoạt, tùy tiện tìm cá đi công tác danh mục là có thể đi ra ngoài tiêu giao. Radio Lý Chính phát hình Giang Thành tin tức, nữ MC Thanh Âm dễ nghe từ đó bay ra, tối hôm qua ta thị nhã vân ven hồ đế hào thịnh thế đại tử điếm phát sinh hỏa tai, bởi vì hỏa hoạn phát sinh ở nửa đêm, hỏa thế rất mạnh, tạo thành tổn thất thật lớn, đến tiệt cảo mới thôi, tính có hai người tử vong, 12 nhân bỏng. Trương Dương nao nao, thân thủ đem radio Thanh Âm ninh đại, đế hào thịnh thế, là phương văn nam kỳ hạ sản nghiệp, nghĩ không ra cư nhiên xảy ra nghiêm trọng như thế sự cố. Trương Dương lấy ra điện thoại di động, lập tức cấp Phương Văn Nam gọi điện thoại, loại sự tình này, làm bằng hiếu, thế nào đều phải an ủi một chút. Chuyển được điện thoại sau khi, Na đoàn truyền đến Phương Văn Nam khàn khàn thanh âm trầm thấp, Trương Dương, đã trở về. Đế hào thịnh thế chuyện gì xảy ra mà? Ta ở Lào Cai 1919, qua đây hát hai chén. Đêm đó Lào Cai 1919 cũng không có đối ngoại doanh nghiệp, to như vậy quán ba chỉ có Phương Văn Nam và Tô Tiểu Hồng hai người. Trương Dương đi vào trong đó thời gian, thấy quầy ba chỗ ngọn đèn, Phương Văn Nam ngồi ở ba ghế, thân thể câu lũ chứ, song trưởng chống đỡ ở trên quầy ba, trong tay nắm một cái chén rượu. Tô Tiểu Hồng đứng ở quầy ba hậu, hai tay thác nhược má, tràn ngập thương tiếc nhìn Phương Văn Nam. Mặc dù chỉ là vài ngày không gặp, Phương Văn Nam tựa hồ già rồi 10 tuổi, trong đầu tóc hỗn loạn chứ không ít chỉ bạc, trên mặt tròm dâu cũng lộ ra thanh tra, trong ánh mắt đầy tơ máu. Trương Dương Hoàn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn như thế chán trường dáng dấp. Hắn đem túi du lịch ném xuống đất, ngồi ở phương văn nam bên người ba ghế. Tô Tiểu Hồng rót một chén ra băng rượu whisky phóng ở trước mặt của hắn, Trương Dương uống một ngụm, nhìn một chút Phương Văn Nam ta từ radio lý nghe nói. Phương Văn Nam gật đầu, đã chết hai người, còn có ba người thương thế bất ổn, 12 người nằm ở trong bệnh viện. Tô Tiểu Hồng nhẹ giọng bổ sung, giảm đã lệnh cưỡng chế thịnh thế tập đoàn kỳ hạ sở hữu sản nghiệp ngừng kinh doanh chỉnh đốn, nghiêm tra phòng cháy chữa cháy. Của nàng Lào Cai 1919 tuy rằng không ở ngừng kinh doanh chỉnh đốn trong phạm vi, nhưng ngoại trừ chuyện lớn như vậy, nàng cũng vô tâm tình kinh doanh, đeo đi ra tạm dừng doanh nghiệp bài tử. Làm như vậy cũng là vì bồi bồi phương văn nam, trợ giúp hắn giải sầu một chút phiền muộn tâm tình đế hào thịnh thế xảy ra nghiêm trọng như thế hỏa hoạn, dặm làm ra quyết định như vậy tỉnh không quá phận, Trương Dương thấp giọng nói, sự tình nếu xảy ra, cũng không muốn quá khó khăn quá, tất cả đô hội quá khứ. Phương Văn Nam uống một hớp rượu, quá khứ hắn rất ít uống rượu, cử động như vậy chứng minh hắn lúc này trong nội tâm là cực kỳ mâu thuẫn thống khổ. Hắn thấp giọng nói, ngoại trừ tam đường vòng bao quanh vòng thành phố công trình ở ngoài, những thứ khác tất cả sinh ý đều cho ta ngừng hắn dừng lại một chút lại nói, có người ở cào ta, lần này ta phỏng chừng muốn phiền toái. Trương Dương suy nghĩ một chút, Phương Văn Nam gần nhất thật có chút năm xưa bất lợi, đầu tiên là nhi tử Phương Hải đào hít thuốc phiện bị nắm, sau đó lại đi ra đế hào thịnh thế phát sinh đại hỏa, hỏa hoạn sự tình, hỏa hoạn sự tình nhưng đại nhưng tiểu, cào bất hảo sẽ có người vì vậy mà ngồi tù. Phương Văn Nam nói, ta bù trừ lẫn nhau phòng quản lý luôn luôn chảo rất nghiêm, không rõ tại sao phải phát sinh loại sự tình này, hơn nữa, luôn luôn thẳng đường phòng cháy chữa cháy thông đạo, hết lần này tới lần khác ở tối hôm qua đã khóa. Trương Dương thấp giọng nói, người hoài nghi có người ở hãm hại ngươi. Phương Văn Nam cười khổ nói, ta chỉ có thể trách tự ta vận khí bất hảo. Hắn trong đôi mắt lộ ra vẻ thống khổ, hải đào ở bên trong nhai rất khổ, ta 15 thời điểm nhìn hắn, hắn rất thảm. Phương Văn Nam nói những lời này thời điểm vành mắt có chút đỏ, tái kiên cường nam nhân một ngày cũng không đành lòng thấy nhi tử bị khổ trương dương thực sự không biết ứng với nền an ủi như thế nào phương văn nam yên lặng bồi hắn uống vài chén rượu phương văn nam nói cảm tạ ngươi có thể nghe ta phát vài câu bực tức khuya lắm rồi người đi về nghỉ ngươi đi trương dương gật đầu hướng tô tiểu hồng cười cười xốc lên túi du lịch ly khai quán bar phương văn nam ngẩng đầu nhìn tô tiểu hồng trong đôi mắt tràn ngập thống khổ và quấn quyết ngươi còn không đi tô tiểu hồng cắn cắn môi ngươi rất muốn ta đi Phương Văn Nam gật đầu, ta chỉ muốn một người, hảo hảo yên lặng một chút. Hồng Vĩ Cơ ngồi ở phía trước cửa sổ, nhìn ánh sáng ngọc tinh không, yên lặng hút thuốc, hắn nỗ lực nhượng thần kinh của mình hoàn toàn trầm tĩnh lại, nhưng mà rất nhanh thì ý thức được chính mình căn bản vô pháp làm được, trong lòng Thủy chung có một tầng rất nặng mây đen bao phủ. Mặc kim sắc áo ngủ Tô Tiểu Hồng đi tới phía sau hắn, rất săn sóc vì hắn nắm bắt hai vai, Hồng Vĩ Cơ nhưng lại không nhịn được nhíu mày, thân thể về phía trước khuynh một chút, thoát khỏi Tô Tiểu Hồng hai tay, thấp giọng nói, có chuyện gì nói đi. Tô Tiểu Hồng đánh đáy lòng căm hận hắn diễn xuất, một ngày ly khai na cái giường, một ngày hắn yêu hỏa xong phát tiết, hắn biểu hiện tựa như một cái người đi đường xa lạ, như vậy lãnh khốc như vậy hờ hững, điều này làm cho Tô Tiểu Hồng cảm thấy khuất nhục, ở hồng vĩ cơ trong lòng, chính mình thậm chí ngay cả đồ chơi đều gọi không hơn. Nàng kiệt lực điều chỉnh chứ nội tâm tâm tình, nhẹ giọng nói, hai việc, Phương Hải Đào ở câu lưu sở trung bị người chỉnh rất khổ, là không phải có thể nộp tiền bảo lãnh hồng vĩ cơ lắc đầu không thể nào tô tiểu hồng lại nói đế hào thịnh thế hỏa hoạn phương văn nam hội tận lực làm ra bồi thường mong muốn chuyện này ảnh hưởng có thể tận lực nhỏ một chút hồng vĩ cơ nói đắc có người đi ra gánh chịu trách nhiệm hắn đạn khứ khói bội nói hiện tại tỉnh lý nhìn chằm chằm giang thành sự tình có một số việc tịnh không phải là các ngươi tưởng khống chế ảnh hưởng là có thể khống chế được nổi Hồng Vĩ cơ tịnh không phải là không muốn bang Phương Văn Nam, nhưng Phương Hải Đào sự tình hắn xác thực bất lực, từ Điền Khánh Long phản ứng tình huống đến xem, Phương Hải Đào đích xác chạy không thoát ám sát Điền Khánh Long hiểm nghi, hơn nữa hắn kẻ khả nghi buôn lậu thuốc Việt, đây tất cả đều là trọng tội, tỉnh công an thính đã tiếp nhận chuyện này. Có thể nói hắn cho dù có tâm giúp đỡ, cũng không có năng lực kia. Về phần đế hào thịnh thế hỏa hoạn, vừa vận phát sinh ở 11 quốc khánh cùng ngày, chuyện này cấp tốc truyền ra ngoài, tỉnh Lý đối Giang Thành phát sinh chuyện lớn như vậy rất là nổi giận. Bí thư tỉnh ủy cố dẫn chi một chiếc điện thoại đánh cho hắn, đem hắn hung hăng khiển trách dừng lại. Hồng Vĩ Cơ cũng rất thích giận, hắn là cá viên, người chủ nghĩa duy vật, nhưng lần đầu tiên sinh ra Giang Thành đây phiến thổ địa có đúng hay không không thích hợp ý nghĩ của chính mình, làm quan mặc cho tạo phúc nhất phương, hắn lúc trước cũng là ôm cái này tâm lý tới được, nhưng đi tới Giang Thành sau khi, ùn ùn sự tình đã nhượng hắn sứt đầu mẻ chán. Tô Tiểu Hồng đối Hồng Vĩ Cơ thái độ rất thất vọng. Tuy rằng nàng biết Đế Hào Thịnh thế cháy sự kiện tính chất rất nghiêm trọng, nhưng vẫn là đối Hồng Vĩ Cơ năng lực báo có một ti mong muốn. Hồng Vĩ Cơ những lời này đã cho thấy trách nhiệm không có khả năng không truy cứu. Tô Tiểu Hồng bởi vậy cho ra một cái kết luận. Hồng Vĩ Cơ rất nhiều sự cũng không phải là làm không được, mà là hắn căn bản không muốn đi làm. Hắn thầm nghĩ đòi lấy, từ thật không ngờ khứ hồi báo, người như thế tựa như một cái lòng tham không đáy xài lang. Nhìn Hồng Vĩ Cơ nhìn như ra vẻ đạo mạo khuôn mặt, Tô Tiểu Hồng bỗng nhiên cảm thấy một trận buồn nôn, nàng không rõ chính mình vì sao có thể chịu được trước mắt người này, nàng vì sao phải một. Hai, tái mà tam ủy khuất chính mình. Ta còn có việc, ta đi rồi. Hồng Vĩ Cơ không có phản ứng chút nào, đối với hắn mà nói Tô Tiểu Hồng ngoại trừ cũng không có đáng giá hắn lưu luyến địa phương. Tô Tiểu Hồng phản hồi 1919 quán ba thời điểm, Phương Văn Nam vẫn đang ở nơi nào uống rượu? nhìn phương văn nam cô đơn tịch liêu thân ảnh, tô tiểu hồng cũng không có cảm thấy bất luận cái gì đồng tình. Từ lúc phương văn nam đem nàng lần đầu tiên thôi hướng hồng vĩ cơ thời điểm, tình cảm của nàng tựu như cùng cho nguội, nàng đối thế giới này, đối bên người đã đánh mất tất cả lòng tin, ở trong mắt bọn họ, chính mình chỉ là một có thể đổi lấy lợi ích thương phẩm. Phương Văn Nam không nghĩ tới Tô Tiểu Hồng sớm như vậy trở về, hắn rót một chén rượu, sau đó đưa cho Tô Tiểu Hồng, đến. Theo ta uống một chén, Tô Tiểu Hồng tiếp nhận cái chén. Hắn nói như thế nào? Tô Tiểu Hồng mân khởi môi, bỗng nhiên nàng làm một cái ngoài dự đoán mọi người động tác, đem rượu trong chén tất cả đều bát ở phương văn nam trên mặt, sau đó trọng trọng đem chén rượu đốn ở trên quầy ba, người không xứng. Phương Văn Nam kinh ngạc nhìn Tô Tiểu Hồng đi xa bóng lưng, thậm chí cố không hơn xóa đi trên mặt rượu tí. Tô Tiểu Hồng một mình đi ở bóng đêm thâm trầm lào cai, chẳng biết tại sao, nàng chợt nhớ tới trương dương tuy rằng nàng không quen nhìn trương dương lạm tình thế nhưng trương dương đối nữ nhân bên cạnh hắn biểu hiện ra na phân đảm đương và trách nhiệm cũng phương văn nam sở không có nàng cảm giác được mình là như thế trăng hạnh chính mình vì sao phải trở thành nam nhân nước phụ thuộc phẩm vì sao phải thành vì bọn họ lợi ích trao đổi lợi thế và công cụ tô tiểu hồng ngưỡng vọng không trung đầy sao đôi mắt đẹp trung lóe ra trong trẻo nhưng lạnh lùng lệ quang nàng âm thầm thề từ hôm nay trở đi tuyệt không tái vì bất luận kẻ nào sống Trương Dương về đến trong nhà không lâu sau, thì nhận được Lâm Tú điện thoại, Lâm Tú là tới hương sư vấn tội, sở yên nhiên và bà ngoại cũng không có tiến về tĩnh an, mà là tới rồi kinh sơn, tuy rằng sở yên nhiên cũng không có nói xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi người đều nhìn thấu của nàng không vui, hơn nữa đều đoán được chuyện này và Trương Dương hữu quan, Lâm Tú đối Trương Dương càng thêm lý giải một ít, nàng thôi chắc đến thập có là Trương Dương hoa tâm chọc giận tới sở yên nhiên, sở dĩ Lâm Tú gọi điện thoại khẩu khí rất phẫn nộ. Trương Dương, người chuyện gì xảy ra mà? Yên nhiên mới từ nước Mỹ trở về, người thì nhạ nàng tức giận, đều bị ngươi khí bị bệnh. Trương Dương rất xấu hổ giải thích, không có việc gì, nàng sinh ra một ít hiểu lầm, ta đang muốn hướng nàng giải thích, nhưng điện thoại di động của nàng tắt máy, ta tìm không được cơ hội. Lâm Tú cả giận nói, Trương Dương, người khác không rõ ràng lắm ngươi, ta còn không rõ ràng lắm ngươi sao? Ngươi là ai? Chính ngươi rõ ràng nhất, nếu như không phải yên nhiên tuyển ngươi, ta mới lười phản ứng ngươi. Trương Dương Tịnh không có tức giận, Lâm Tú sở dĩ biểu hiện ra như vậy phẫn nộ là bởi vì nàng bị vây đối sở yên nhiên che chở. Trương Dương hảo ngôn hảo ngữ nói, Lâm A Di, chuyện này ta phải ngay mặt cấp yên nhiên giải thích. Lâm Tú nói, ngươi không cần giải thích, yên nhiên ngày mai sẽ cùng bà ngoại quay về nước Mỹ, sau đó cũng không trở lại. Nói xong Lâm Tú thì đã cúp điện thoại. Trương Đại Quan Nhân sửng sốt, hắn ở ở sâu trong nội tâm vẫn còn rất chứ chặt sở yên nhiên, sở yên nhiên tính tình tính tình hắn là rõ ràng, thấy hắn và Trần Tuyết một màn kia, cô gái nhỏ khẳng định cực kỳ bi thương, quyết định, từ nay về sau đi xa nước Mỹ cũng chân mới có thể. Trương Dương nghĩ tới đây cũng có chút ngồi không yên, hắn cũng là cá thiếu kiên nhẫn tính tình, ngẫm lại kinh sơn cự ly người này cũng không bao xa, lái xe quá khứ cũng là hơn 2 giờ lộ trình, nhìn thời gian mới 11 giờ đêm bán, thẳng thắn suốt đêm quá khứ, cùng sở yên nhiên giải thích một chút. Trương Dương nghĩ đến là làm, hắn xảo sự chuẩn bị, đi ô tô liền hướng Kinh Sơn đi. Có thể đi đến nửa đường thượng nhưng lại hạ khởi mưa đến, Trương Đại Quan Nhân không thể không thả chậm tốc độ xe, chờ hắn đến Kinh Sơn thị đã là hừng đông. Đa chung, thằng nhãi này mạo hiểm bị chửi phiêu lưu cấp Lâm Tú gọi điện thoại. Lâm Tú nhận được điện thoại cũng là ngẩn ra, trượng phu tạ ơn trí nước vuốt vuốt mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ nói, ai a à, hơn nửa đêm, Lâm Tú cười nói, Trương Dương, nàng chuyển được điện thoại. Trương Dương nói, Lâm Di, yên nhiên ở đâu mà? Ta đến kinh núi, cái này cho nàng giải thích. Lâm Tú tịnh thật không ngờ Trương Dương hội đi suốt đêm qua đây, trong lòng đối với hắn oán niệm tự nhiên giảm bớt không ít, nàng suy nghĩ một chút vẫn là đem sở yên nhiên ở tạm địa chỉ nói cho Trương Dương, dặn dò, ngươi đừng hồ đồ a. Nàng không nhanh như vậy đi, nếu không ngươi tìm gian tử điếm ở, sáng mai nữa thấy nàng. Trương Dương đáp ứng. Cúp điện thoại, Lâm Tú thấy trượng phu mơ mơ màng màng nhìn mình, thối nói, người nhìn cái gì? Tạ ơn chí nước ở một bên cũng nghe cá thất tám phần 10, không khỏi cười nói, hắn đầu óc có phải là có tật xấu hay không, hơn nửa đêm bảo kinh sơn tới. Người mới có mau bệnh nghi, Lâm Tú sẵn giọng năm đó người truy ta thời điểm thế nào sẽ không có loại này tinh thần. Tạ ơn trí nước ngã đầu thì thủy, bệnh tâm thần. Trương Dương đi tới phong kiểu ốc đảo khu biệt thự ngoại, mưa vẫn đang không có ngừng nghỉ dấu hiệu, tiểu khu bảo an rất nghiêm, muốn công khai lái xe trà trộn vào khứ cũng không dễ dàng, bất quá đây không làm khó được hắn, leo tường Việt hộ vốn chính là hắn cường hạc, huống chi có mưa to tác yểm hộ, Trương Dương leo tường tiến nhập phong kiểu ốc đảo, dựa theo lâm tú theo như lời địa chỉ đi tới C khu 16 hào, nhượng hắn kinh hỉ chính là biệt thự lầu hai thượng lại còn lóe lên ánh đèn. Sở yên nhiên cũng không có đi vào giấc ngủ, Hai ngày này nàng mãn đầu óc nghĩ đến đều là ở. Xuân Dương Bắc Kinh bạn thấy một màn, nàng thật sự là vô pháp tiếp thu, ở Bắc Kinh, Trương Dương mẹ nuôi La Tuệ Ninh công khai khẳng định chính mình chính quy bạn gái thân phận, bà ngoại đối Trương Dương cũng là cực kỳ thích, nhưng chỉ chớp mắt hỗn đản này lại đang trước mắt mình trình diễn vừa ra tắm nguyên ương, trong lòng hắn có không có để ý chính mình. Chính mình ở trong lòng hắn đến tột cùng có trọng yếu hay không? Sở Yên Nhiên thật sự là mê võng tới cực điểm nàng nghe được cửa sổ bị sao vang lên thanh âm, vốn cho là là mưa gió gõ phát ra thanh âm, nhưng cẩn thận vừa nghe cũng không được, sở yên nhiên nhặt lên một bên bóng chảy gậy, giật lại rèm cửa sổ, đã thấy hé ra mặt dán tại thủy tinh thượng, sở yên nhiên lại càng hoảng sợ, suýt nữa không hét dầm lên. Nhưng nhìn kỹ, cũng Trương Dương đem khuôn mặt kề sát ở thủy tinh thượng biến hình duyên cớ. Sở yên nhiên đang ở nổi nóng, tuy rằng thấy hắn ướt xuống hình dạng có chút yêu thương, có thể tưởng tượng khởi hắn ngày ấy gây nên, dụng tâm nhất thời cứng rắn lên, cả giận nói, ngươi tới nơi này làm gì? Cút ngay! Trương Dương dùng hai tay vẽ cá tâm hình chỉ chỉ sở yên nhiên, đây là hắn ở điện ảnh đến trường tới kiểu đoạn, đáng tiếc sở yên nhiên căn bản không ăn hắn đây một bộ, liễu nghi đảo dựng thẳng, nếu ngươi không đi, ta báo cảnh sát. Trương Dương nếu như muốn phá cửa sổ mà vào, căn bản không có bất luận cái gì độ khó, nhưng hắn không muốn làm tức giận nổi nóng sợ yên nhiên, hắn lớn tiếng nói, nhượng ta đã nói với người câu, sở yên nhiên cắn cắn môi, đi tới kéo ra cửa sổ. Trương Dương còn chưa kịp từ trước cửa sổ tiến nhập bên trong phòng, sở yên nhiên thì vung lên cầu gậy một chút để ở ngực của hắn, đưa hắn từ trước cửa sổ đẩy xuống phía dưới. Trương Dương kêu thảm, tứ ngã trỏng vó té xuống. Sở yên nhiên mới không tin hắn sẽ bị té bị thương, dĩ võ công của hắn, từ ba thước cao địa phương té xuống căn bản không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đúng là vẫn còn nhịn không được xuống phía dưới nhìn một chút, đã thấy trương dương tứ ngã chỏng vó nằm ở trên sân cỏ cả người thoạt nhìn tựa như một cái thật to đại tự mồm miệng dương con mắt trợn thật lớn thoạt nhìn rất giống một con đại con cóc sở yên nhiên đoán được hắn ở ngụy trang trong lòng do vị giải hận xoay người đi vào không bao lâu bưng tới một chậu nước từ trước cửa sổ bát đi ra ngoài rót trương dương một đầu vẻ mặt bất quá trương dương vẫn là vẫn không nhúc nhích sở yên nhiên lúc này mới cảm thấy có chút không đúng nàng cắn cắn môi thấp giọng nói giả chết ánh mắt rơi ở một bên cầu gậy thượng nắm lên cầu gậy chiếu trương dương lại thải qua cầu gậy băng địa một tiếng nện ở trương đại quan nhân ót thượng trương dương nhịn đau vẫn là vẫn không nhúc nhích thằng nhãi này trong lòng minh bạch rất ta chính là muốn với ngươi so với tính nhẫn nại nhà đầu ta xem ngươi nhẫn không nhịn được sở yên nhiên lại từ trước cửa sổ tiêu thất trương dương âm thầm đắc ý tâm nói ngươi rốt cuộc vẫn còn yêu thương ta nhưng cũng không lâu lắm Sở Yên Nhiên lại bưng một chậu nước đi tới phía trước cửa sổ, nàng lớn tiếng nói, ngươi lại chứ không đứng dậy có đúng hay không? Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đây bồn là nước sôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 210.